Hạ Hầu Tôn nói, Mộc Lan, người khác sự tình ta có thể mặc kệ, nhưng là ngươi nhị thúc từng cứu mạng của ta, ta làm sao nhịn tâm đem hắn trục xuất bỉ môn. Tào Mộc Lan nói, ta biết người nhìn trọng tình nghĩa, đối Vũ Viên nghĩa dạng này, người đối Nghiêm tiên sinh cũng là như thế này, nhưng bọn hắn như thế nào đối với ngài? Họ Nghiêm vì cứu hắn chất nhi tính mệnh bán người ẩn thân chỗ. Hạ Hầu Tôn nói, ta xuất quan sắp đến, cái này cũng không tính được cái đại sự gì. Tào Mộc Lan biết phụ thân bận tâm tình cũ, nàng cũng không còn thuyết phục, dù sao thuyết phục cũng là vô dụng. Hạ Hầu Tôn minh bạch nữ nhi đối với mình ngày xưa những lão huynh đệ kia sinh ra bất mãn, hiện tại giang hồ sớm đã không phải ngày xưa cái kia giang hồ, theo thế hệ tuổi trẻ quật khởi, nghĩa khí hai chữ đã bị không ngừng làm giảm bớt, tại hắn bế quan những năm này, nữ nhi đã tiếp quản hắn toàn bộ sinh ý. Kỳ thật Tào Mộc Lan nghĩ đến không chỉ là phân rõ cùng Vũ Viên nghĩa giới hạn, nàng thậm chí nghĩ phân rõ cùng Bì Môn giới hạn, bọn hắn Hạ Hầu gia sinh ý phát triển không ngừng. Tại nhận thầu mảnh đất này phía dưới còn ẩn giấu đi lớn lao bí mật, Tào Mộc Lan là không muốn ngoại lai nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, nếu như cái này dưới đất bí mật cho người ngoài biết, sợ là chúng ta vất vả kinh doanh hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Hầu Tôn nói, trong thiên hạ không có vĩnh viễn bí mật, cái này vận binh đạo cũng là như thế, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Tào Mộc Lan nói, chờ bọn hắn phát hiện, chúng ta từ lâu hoàn thành bên này công việc. Phụ thân, không phải ta nghĩ phá hư huynh đệ các ngươi ở giữa tình cảm, mà là bọn hắn sở tác sở vi đã nguy hiểm cho đến chúng ta đại sự. Hạ Hầu Tôn nhẹ gật đầu thấp giọng nói, Nghiêm Hồng độc trong người châm ta không lấy ra đến, cởi chuông phải do người buộc chuông, đoán chừng kia họ Hứa tiểu tử mới có biện pháp. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt trên giường diễn luyện nửa ngày, không có đem địch nhân cho dẫn dụ tiến đến, ngược lại đem chính bọn hắn làm cho không trên không dưới. Hoa Trục Nguyệt bị cấn đến nhiều lần, khắc sâu cảm nhận được người này mạnh cứng rắn. Hứa Thuần Lương nguyên bản còn chưa khôi phục kinh mạch lại nhận lấy một vòng dày vò, liền chính hắn đều cho rằng ra một cái chủ ý ngu ngốc, tuồng vui này có chút tự ngược. Nói không chừng Tào Mộc Lan liền muốn để bọn hắn tự sinh tự diệt. Hoa Trục Nguyệt bị Hứa Thuần Lương ép tới khó chịu, xoay người đổi cái vị trí, hai người biểu diễn đều tính kính nghiệp, mặc dù không có đưa đến dự đoán hiệu quả, vẫn kiên trì diễn trò đến cùng. Hoa Trục Nguyệt tìm một cái tương đối an toàn vị trí, bám vào Hứa Thuần Lương bên tai nói xong diễn kịch ngươi có thể hay không thành thật một chút. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, ta cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể khống chế, muốn trách quái chính ngươi diễn quá chân thực. Hoa Trục Nguyệt có chút muốn cười, cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử, trừ phi hắn có bệnh, hai người kỳ thật chỉ là giày vò 20 phút, đều giày vò ra một thân mồ hôi, Hứa Thuần Lương thầm than. Cái này so đau thật thương thật đều muốn mệt mỏi gấp 10, cho nên nói diễn viên việc này cũng không phải người nào cũng có thể làm. Trong bóng tối hai người mặc dù thấy không rõ lẫn nhau dung mạo, nhưng từ khi biết đến nay chưa từng như này thân cận qua, Hoa Trục Nguyệt nhịp tim liền chưa hề quay về qua bình thường tần suất, nàng ôn nhu nói, nếu là chúng ta coi là thật ra không được làm sao bây giờ. Hứa Thuần Lương nói, làm sao có thể, ta không tin nàng có hại chết lá gan của chúng ta. Kỳ thật Hứa Thuần Lương nội tâm cũng có chút không chắc, Tào Mộc Lan người này có vẻ hơi quỷ dị, mà lại nàng chỗ nhận thầu căn cứ hạ bột chôn giấu như thế đại nhất cái bí mật, nếu như nàng vì bảo trụ bí mật này, không bài trừ giết người diệt khẩu khả năng. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, nếu như nàng muốn hại chết chúng ta, phía dưới hẳn là cắm đầy trường mâu mà không phải bố trí cái gì mê cung cùng đào hoa sát. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt nói, tiếp lấy diễn, không thể bỏ dở nửa chừng. Tay của hắn dọc theo Hoa Trục Nguyệt eo nhỏ nhắn rơi vào núi non chập trùng địa phương. Hoa Trục Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu xuống bắt được môi của hắn, trong bóng tối vang lên cá vàng nước ăn thanh âm. Một lát sau Hoa Trục Nguyệt tiếng như muỗi vằn nói, giải dược của ngươi giống như không quá có tác dụng. Hứa Thuần Lương một bên hôn vành tai của nàng, một đôi tay bốn phía du tẩu, nhỏ giọng nói. Ngươi nói đúng, ta giống như cũng trúng độc. Cá vàng nước ăn thanh âm tiếp tục. Song phương biểu diễn đến càng ngày càng đầu nhập. Lúc này đỉnh đầu truyền đến nhỏ xíu âm thanh, Hứa Thuần Lương dũng cảm thăm dò hai tay bỗng nhiên ngừng lại, hắn từ trong không khí phân biệt ra mùi vị khác thường, tranh thủ thời gian nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt ngừng thở. Không bao lâu chung quanh khắp nơi tràn ngập màu trắng sương mù, đây là dùng để thôi miên khí thể. Hoa Trục Nguyệt thích lặn xuống nước nàng ở trong nước ấm ức có thể đạt tới 15 phút, lần này vừa vặn có đất dụng võ. Hứa Thuần Lương bách độc bất xâm. Loại độc khí này với hắn mà nói căn bản chính là trò trẻ con,
hiện tại hắn có thể kết luận đối phương chẳng mấy chốc sẽ đăng tràng, nếu không sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Khoảng 15 phút kia màu trắng sương mù bị quạt hút rút đi. Hoa Trục Nguyệt ghé vào Hứa Thuần Lương trên thân không nhúc nhích, vẫn còn có chút cấn hoảng, người này nhập hí quá sâu, có chút không thể tự thoát ra được. Hứa Thuần Lương nhỏ giọng nói, cũng nhanh tới. Hắn vừa mới nói xong, liền có quang mang lóe lên, không bao lâu càng ngày càng sáng. Tào Mộc Lan cùng tên kia gọi Hồng Tụ nữ tử áo đỏ xuất hiện tại bên giường. Hồng Tụ giơ tay lên đèn ánh sáng như tuyết chiếu trên giường, chỉ gặp hai người ôm nhau nằm ở trên giường, lộ bên ngoài chăn tứ chi bộ phận tất cả đều là không mảnh vải che thân, từ song phương vị trí đến xem không khó đoán được bọn hắn vừa mới kinh lịch cái gì. Hồng Tụ cười khanh khách nói, chẳng lẽ đã nhanh sống chết rồi. Tào Mộc Lan lạnh lùng nhìn qua nàng nói, đầu óc ngươi bên trong liền nếu không có chuyện gì khác sao. Hồng Tụ nũng nịu nói, người ta trong đầu tất cả đều là đại tiểu thư. Tào Mộc Lan bỗng nhiên vung tay lên, hung hăng cho nàng một cái bạt tai, đánh cho Hồng Tụ một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất, nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại cười nhẹ nhàng hướng về phía trước tới gần, một đôi yêu mị hai mắt sáng lên thần thái khác thường, cho dù chết tại dưới trưởng của người ta cũng cam tâm tình nguyện. Tào Mộc Lan lấy điện thoại di động ra nhắm ngay trên giường chụp mấy bức ảnh chụp. Lại hướng Hồng Tụ nói, đi, đem chăn mền xốc lên. Hồng Tụ nhẹ gật đầu, đi vào bên giường trước dùng ánh đèn chiếu sáng Hứa Thuần Lương khuôn mặt, cảm thán nói, thật là một cái anh tuấn nhỏ lang quân. Đưa tay tại Hứa Thuần Lương trên mặt sờ soạng một cái, lúc này mới bắt lấy chăn mền một sừng. Không đợi Hồng Tụ vén chăn lên, Hoa Trục Nguyệt nhảy lên một cái, đem chăn thẳng vào mặt gắn vào Hồng Tụ trên đầu, Hồng Tụ vội vàng không kịp chuẩn bị chăn mền bao lại. Trong lúc bối rối, trong tay đèn rơi trên mặt đất. Nguyên bản nằm tại Hoa Trục Nguyệt dưới thân Hứa Thuần Lương cũng như bắn lò xo nhảy lên, đột nhiên vọt tới Tào Mộc Lan trước mặt. Tào Mộc Lan trước tiên phát hiện tình huống có biến, nàng từ bên hông rút ra đoạn đao, ý đồ phòng ngự Hứa Thuần Lương công kích, nhưng Hứa Thuần Lương còn chưa tới nàng phụ cận, phốc. Phun ra một ngụm sương mù màu trắng. Cái này miệng sương mù màu trắng chính là Hứa Thuần Lương vừa mới hút vào thôi miên khí thể, hắn dùng nội lực phun ra. Tào Mộc Lan căn bản không nghĩ tới hắn sẽ áp dụng phương thức như vậy công kích mình, trong lúc nhất thời không kịp ngừng thở, hút vào không ít thôi miên khí thể. Đầu óc quay cuồng thời điểm, Hứa Thuần Lương thừa dịp nàng không sẵn sàng chế trụ huyệt ngủ của nàng. Tào Mộc Lan tại song trọng xung kích phía dưới, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Bên kia Hoa Trục Nguyệt dùng chăn mền bao lại Hồng Tụ, chiếu vào nàng một trận quyền chân chuyển vận, Hồng Tụ bị đánh kêu rên không ngừng. Cuối cùng Hoa Trục Nguyệt hung hăng một cước đá vào đầu của nàng, tướng Hồng Tụ tại chỗ đá ngất. Nhặt lên trên đất tay đèn, kéo ra chăn mền, chỉ gặp Hồng Tụ mặt mũi bầm dập, tóc rối tung, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, quả nhiên đối đãi nữ nhân có thể ra tay độc ác vẫn là nữ nhân. Hoa Trục Nguyệt đi vào Hứa Thuần Lương bên người, nhìn qua Tào Mộc Lan nói, nàng này tâm địa thật sự là ác độc, lợi dụng dạng này thủ đoạn hèn hạ đối phó chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, đoán chừng nàng là nghĩ vỗ xuống hai ta ảnh chụp cùng video, dùng cái này làm nhược điểm tiến hành áp chế. Hoa Trục Nguyệt từ dưới đất nhặt lên Tào Mộc Lan điện thoại, dùng nàng vân tay giải khai điện thoại khóa, từ trong bộ ảnh tìm tới nàng cùng Hứa Thuần Lương ảnh chụp, nhắc tới Tào Mộc Lan chụp ảnh kỹ thuật cũng thực không tồi, mấy cái này góc độ tìm đến phi thường xảo diệu, nhất là một chương đập chân, người khác xem xét liền sẽ ý nghĩ kỳ quái. Hứa Thuần Lương nói, tuổi không lớn lắm. Tư tưởng thật đúng là không đơn thuần. Hoa Trục Nguyệt nói, người đem nàng cởi quần áo. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt nói, cái này giống như có chút không quá phù hợp a. Hoa Trục Nguyệt nói, ta khảo nghiệm một chút ngươi, kỳ thật trong lòng ngươi đừng đề cập suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta không phải loại người như vậy, ta mặc dù làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng ta cũng có thể giữ vững ranh giới cuối cùng. Hoa Trục Nguyệt trong lòng tự nhủ ngươi ranh giới cuối cùng co giãn quá lớn, vừa rồi lúc ấy, ta cái này toàn thân trên dưới còn có chỗ nào không có bị ngươi chạm qua. Nhưng việc này cũng không thể trách Hứa Thuần Lương, dù sao một cây làm chẳng nên non, nàng so Hứa Thuần Lương nhưng chủ động nhiều. Hoa Trục Nguyệt nói, lấy đạo của người trả lại cho người, nàng muốn làm sao đối trả cho chúng ta liền dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó nàng. Hứa Thuần Lương hít vào một ngụm khí lạnh nói, Hoa tỷ, vậy cũng không được. Ngươi không thể đem ta cho hy sinh. Đẹp mặt ngươi. Hoa Trục Nguyệt đi qua tướng Tào Mộc Lan ôm đến trên giường, thoát Tào Mộc Lan quần áo thời điểm, phát hiện trên cánh tay phải của nàng có một cái màu đỏ thắm đậu đỏ lớn nhỏ điểm nhỏ,
có chút hiếu kỳ nói, ngươi nhìn cánh tay nàng bên trên đây là mạch máu lựu sao? Hứa Thuần Lương xích lại gần xem xét, cười nói, thủ cung xa. Hoa Trục Nguyệt nói, thủ cung xa. Phán đoán một nữ nhân phải chăng bảo trì đồng trinh biện pháp không phải đi làm phụ khoa kiểm tra giám định sao? Cái gì thủ cung xa nàng chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua? Hứa Thuần Lương nói cho Hoa Trục Nguyệt, thủ cung xa phương pháp luyện chế, bình thường là lựa chọn thuần trắng yển đình, dùng đặc thù hàn ngọc dụng cụ, dùng chu sa nuôi nấng, chờ đến ăn xong 7 cân chu sa, yển đình toàn thân lại biến thành xích hồng sắc, tướng yển đình đập nát là bùn, dùng để điểm thiếu nữ tứ chi, lâu dài màu đỏ không cởi. Nhưng là một khi thiếu nữ mất đi đồng trinh, cái này màu đỏ liền sẽ cởi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cánh tay cũng khôi phục bình thường màu da, cho nên xưng là thủ cung. Hoa Trục Nguyệt đối Tào Mộc Lan trên người viên này thủ cung xa nửa tin nửa ngờ, còn đặc địa dùng khăn ướt xoa xoa, phát hiện quả thật lau không cách nào phai màu. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ xóa đi viên này thủ cung xa còn không dễ dàng. Hoa Trục Nguyệt nói, người muốn làm gì? Hứa Thuần Lương nói, người đừng đem ta hướng chỗ xấu nghĩ, cái này Tào Mộc Lan đã làm được lần đầu tiên, chúng ta cũng có thể làm được 15, ta dứt khoát hảo hảo dọa một chút nàng. Tào Mộc Lan quá tự phụ, cho rằng Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt hai người đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của nàng, trên thế giới này không ai có thể tránh thoát đào hoa sát cùng thôi miên khí thể song trọng xâm nhập. Nhưng nàng nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới những thủ đoạn này đối Hứa Thuần Lương căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hứa Thuần Lương tại thông qua thiên dưỡng thiên dịch kinh tẩy tủy đồng thời cũng tại rèn luyện thân thể của mình kháng độc tính. Phương diện này hắn nguyên vốn là có đặc biệt phương pháp, một cái am hiểu sử dụng độc trùng độc dược đầu người trước liền muốn tăng lên đối kháng độc tố năng lực, tại bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết mới có thể yên tâm to gan tiến hành thi độc. Hoa Trục Nguyệt mắt thấy Hứa Thuần Lương tại Tào Mộc Lan trên cánh tay đâm hai châm, viên kia thủ cung xa liền nhanh chóng trở nên ảm đạm, không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nàng mới hiểu được Hứa Thuần Lương vì sao nói như vậy. Tào Mộc Lan tỉnh lại phát hiện mình thủ cung xa không thấy, chẳng phải là muốn điên rồi, nơi này chỉ có Hứa Thuần Lương một cái nam nhân, không cần hỏi, nàng khẳng định sẽ đem khoản nợ này tính tại Hứa Thuần Lương trên đầu, sẽ cho là mình mất thân tại Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật thủ cung xa cũng không thể tin, có quá nhiều biện pháp có thể giả tạo. Hoa Trục Nguyệt nói, nữ nhân là không thuần khiết không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hứa Thuần Lương cười nói, có đạo lý, vô luận bề ngoài như thế nào ngăn nắp xinh đẹp, không hủy đi phong vĩnh viễn không biết nội dung bên trong là cái gì. Hoa Trục Nguyệt nhịn không được lườm hắn một cái, hôm nay kém chút bị tiểu tử hư này phá hủy phong, nếu như Tào Mộc Lan các nàng chậm thêm đến một đoạn thời gian, hai người bọn họ 8-9 phần 10 liền làm giả hóa thật, phản chính tự mình đều đã bị thêm nhiệt không sai biệt lắm, bị người này trêu chọc đến ôn nhuận vô cùng. Ý của ngươi là, nàng viên này thủ cung xa cũng là giả tạo. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, thủ cung xa là thật không phải sao có thể đem nàng dọa cho, Trục Nguyệt, giúp ta đưa nàng phía sau lưng quần áo nhấc lên. Hoa Trục Nguyệt nghe hắn xưng hô như vậy trong lòng mình ngọt ngào vô cùng hưởng thụ, như là người khác nàng khẳng định sẽ cho rằng đối với mình bất kính. Hoa Trục Nguyệt hỗ trợ, Hứa Thuần Lương từ túi châm bên trong lấy ra một cây kim châm cứu, theo đốc mạch đâm vào Tào Mộc Lan eo du huyệt. Eo du huyệt tại đuôi xương cụt bên trên, tại xương sống giao tiếp địa phương, ở vào thứ 21 chùy, eo du thông thường có thể chỉ kinh nguyệt không đến, lựa chọn huyệt này hạ châm mục đích là trợ giúp Tào Mộc Lan khơi thông kinh nguyệt, lợi dụng châm cứu kích thích thậm chí có thể khiến người bệnh trong thời gian ngắn cải biến kinh nguyệt quy luật, đơn giản tới nói chính là muốn để nàng hôm nay liền đến. Tào Mộc Lan nhìn thấy đổ máu kết hợp với thủ cung xa biến mất, coi như nàng đầu óc lại linh hoạt cũng sẽ bị Hứa Thuần Lương dĩ giả loạn chân thủ đoạn cho lừa qua. Hứa Thuần Lương lưu châm sau 3 phút, lại lựa chọn dài mạnh dưới huyệt châm, dài mạnh huyệt chính là đốc mạch thứ nhất huyệt, chính là đủ thiếu âm, thiếu dương chi hội, tại xương cùng bưng xuống, đương xương cùng bưng cùng hậu đình liên tuyến trung điểm chỗ, có bầy xương cùng thần kinh sau chi, y học bên trên bình thường châm cứu huyệt này dùng để trị liệu bệnh trĩ, có giải kinh giảm đau, điều thông suốt xối tác dụng. Nhưng châm pháp khác biệt đưa đến hiệu quả cũng khác biệt, bởi vì cái gọi là tăng một phần thì quá dài, giảm một phần thì quá ngắn. Hứa Thuần Lương đối tiến châm góc độ tiến hành điều khiển tinh vi, nguyên bản giải kinh giảm đau liền biến thành hiệu quả trái ngược, thông qua dạng này châm pháp có thể đưa đến kích thích đau đớn tác dụng, đã diễn trò liền muốn làm đủ nguyên bộ. Hết thảy sau khi hoàn thành Hứa Thuần Lương nói, đi. Hoa Trục Nguyệt hơi kinh ngạc nói, muốn hay không làm tỉnh lại nàng dẫn đường. Bọn hắn vừa mới thử qua đi ra mê cung, nhưng quay tới quay lui, vẫn là trở lại nguyên địa. Hứa Thuần Lương cười nói,
không cần, ta tìm tới biện pháp. Hắn đi vào Hồng Tụ bên người ngửi ngửi, thấp giọng nói, nàng này trên người mùi vị nước hoa tương đối đặc biệt, ta có thể lần theo mùi tìm đến cửa ra. Hoa Trục Nguyệt mặc dù cũng có thể nghe được Hồng Tụ trên người mùi nước hoa, nhưng là cũng không có bản sự kia căn cứ mùi phân biệt nàng tới con đường, nói khẽ ngươi cái này cái mũi thật đúng là linh mẫn, cảnh khuyển đồng dạng. Hứa Thuần Lương cười hắc hắc nói, chỉ một điểm này sở trường. Hoa Trục Nguyệt vô tâm tiếp một câu, không chỉ đi. Nói xong trên mặt mình cũng không nhìn được có chút phát sốt, quan hệ giữa hai người trở nên càng phát ra mập mờ. Hứa Thuần Lương làm mất đi ý thức Tào Mộc Lan cùng Hồng Tụ ném lên giường, thuận tiện cầm đi Tào Mộc Lan đoản đao. Hắn cùng Hoa Trục Nguyệt lập tức xuất phát, lần theo Hồng Tụ lưu lại mùi thơm không tiêu tốn quá lớn công phu liền rời đi tòa này Hồng Trần Luân Hồi Trận. Lối ra có thang máy, thừa thang máy hướng lên về tới bọn hắn ban sơ nhìn thấy Tào Mộc Lan Bách Thảo Lâu, hai người trên đường đi mặc dù gặp Tào Mộc Lan mấy tên thủ hạ, nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng nội tình, cho nên cũng không có làm ra ngăn cản. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt rời đi tòa này vườn, tiến vào trong xe, cũng không làm một lát dừng lại trực tiếp lái xe rời đi trồng căn cứ. Hoa Trục Nguyệt nói, Tào Mộc Lan sau khi tỉnh lại chỉ sợ muốn phát động toàn bộ bì môn điên cuồng trả thù, xem ra chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, nàng không dám, đánh lấy thuốc đông y trồng căn cứ ngụy trang ở phía dưới đảo quốc gia nhiều đồ như vậy, nếu như ta báo cáo nàng, nàng khổ tâm kinh doanh hết thảy liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhớ tới trước đây kinh lịch Hoa Trục Nguyệt vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, thở dài nói, may mắn có người tại, đổi thành những người khác cũng đã lấy độc thủ của nàng. Hứa Thuần Lương nói, bản ý của nàng hẳn là thông qua thủ đoạn hèn hạ khống chế chúng ta, chỉ là nàng quá tự phụ không hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ta chỉ là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ, để nàng biết đừng tùy tiện trêu chọc nam nhân. Hoa Trục Nguyệt cười nói, người nam nhân như vậy thật sự là đáng sợ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi trúng độc hoàn toàn tốt. Hoa Trục Nguyệt trên mặt bay lên hai mảnh đỏ ửng, duỗi tay nắm lấy Hứa Thuần Lương đùi hung hăng nhéo một cái, mắng, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt. Tào Mộc Lan thức tỉnh về sau, cảm giác dưới thân truyền đến như tê liệt đau đớn, trong lòng không hiểu sợ hãi, nhìn một chút quần áo trên người vẫn còn, kéo ra ống tay áo, đã thấy trên cánh tay nguyên bản đỏ tươi như máu thủ cung sa đã tiêu mất không thấy, Tào Mộc Lan mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi. Nàng ý thức được tại mình hôn mê quá trình bên trong nên phát sinh cực kỳ không chịu nổi một màn, nhân sinh của nàng cũng theo đó cải biến, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác càng phát ra không đúng, có máu tươi dọc theo đùi chảy xuống. Tào Mộc Lan khóc không ra nước mắt, cái này trong mê cung trừ hai người bọn họ, mới vừa rồi còn có Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương, cái trước là nữ nhân, dễ bản không có có năng lực như thế, kẻ cầm đầu tất nhiên là Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ. Tào Mộc Lan cắn nát răng ngà. Hận không thể tướng Hứa Thuần Lương thiên đao vạn quả, duỗi tay lần mò, đao cũng không có, không cần hỏi cũng là Hứa Thuần Lương cái kia không bằng heo chó đổ vật cầm đi. Tào Mộc Lan đời này đều không có như vậy hận qua một người, nàng bắt lấy tóc của mình, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Tiếng thét chói tai tướng Hồng Tụ đánh thức, sưng mặt sưng mũi Hồng Tụ toàn thân trên dưới không chỗ không thương, nàng duỗi tay nắm lấy Tào Mộc Lan cánh tay, đại tiểu thư, ta đây là thế nào? Bọn hắn người đâu? Ngươi! Tào Mộc Lan trở tay một quyền trọng kích tại Hồng Tụ trên mặt, đưa nàng lại lần nữa đánh ngất đi, bởi vì dùng sức, một dòng nước nóng thuận đùi lại lần nữa chảy xuống. Thân thể đau đớn chỉ là phụ, nội tâm đau vì bị thương cùng ngăn trở có thể nói là trước nay chưa từng có, nàng tại Hứa Thuần Lương trước mặt thua sạch sẽ. Tào Mộc Lan nhíu mày, trong lòng mặc niệm, Hứa Thuần Lương ngươi cái này vô sỉ cẩu tặc, ta không giết ngươi thể không làm người. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt cũng không trong đêm trở về Đông Châu, mà là tại Tiếu Thành nơi đó ở lại, ván cờ này chỉ hạ một nửa, trêu đùa Tào Mộc Lan sự tình sớm muộn cũng sẽ bị nhìn thấu, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục quất roi nàng nội tâm, cho nàng lưu lại một cái không cách nào tùy tiện khép lại vết thương. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương chủ động liên lạc Tào Mộc Lan, hẹn nàng tại Hoa Hí Lâu gặp mặt. Tào Mộc Lan cái này thua thiệt ăn đến có thể nói là không nhỏ. Mấu chốt là ăn thiệt thòi còn không thể lộ ra, đánh rất răng cửa chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, thân thể cùng tâm hồn song trọng đau vì bị thương để nàng trắng đêm khó ngủ, nàng càng nghĩ còn là không có tìm được đối phó Hứa Thuần Lương biện pháp. Tào Mộc Lan vốn cho rằng Hứa Thuần Lương đã trốn về Đông Châu, đã làm tốt đánh tới Đông Châu đòi công đạo chuẩn bị, không nghĩ tới người này còn chủ động hẹn nàng. Tào Mộc Lan cũng không có cân nhắc quá lâu liền quyết định phó ước, Hứa Thuần Lương gặp mục đích của mình chính là ngả bài.
ngược lại muốn xem tại mình sau khi hôn mê, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mặc dù trong nội tâm nàng đã phi thường rõ ràng, nhưng vẫn là muốn cùng đồ vô sỉ gặp mặt một lần, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Tào Mộc Lan đúng hẹn đến Hoa Hí Lâu, hôm nay bơi không ít người, rất nhiều lui tới nam nữ đều thân xuyên hán phục, tại Hoa Hí Lâu trước đánh kẹt chụp ảnh. Tào Mộc Lan hôm nay ngược lại mặc vào một thân đơn giản đồ thể thao. Tào Mộc Lan cùng Hứa Thuần Lương cơ hồ trong cùng một lúc đã tới địa điểm ước định, mặc dù chỉ là đi qua một đêm, hai người tình cảnh khác nhau rất lớn, chiếm cứ chủ động Hứa Thuần Lương trên mặt như mộc xuân phong, nhìn thấy Tào Mộc Lan phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, mỉm cười nói, ngươi vẫn là mặc cổ trang đẹp mắt một chút. Tào Mộc Lan gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, ánh mắt như đao nhìn về phía Hứa Thuần Lương, tặc tử, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hứa Thuần Lương cười nói, người ta ở giữa lại không có có thâm cừu đại hận gì, đừng hơi một tí liền lấy sinh tử bức bách, ta tìm ngươi là nghĩ tâm bình khí hòa nói chuyện. Tào Mộc Lan cắn chặt hàm răng, đến bây giờ thân thể còn ẩn ẩn làm đau, người này sao có thể vô sỉ như vậy, thừa dịp ta hôn mê tướng ta xâm phạm, thế mà giả ra cùng người không việc gì đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, sự tình như là đã phát sinh, ngươi lại hận ta cũng là vô dụng, giết ta, tha thứ ta nói thẳng ngươi không có bản sự kia, báo cảnh. Ta nhiều nhất đi vào mấy năm năm, chỉ sợ tổn thất của ngươi so ta phải lớn đến nhiều. Tào Mộc Lan nghe hắn nói như vậy tương đương thừa nhận đối với mình làm qua hèn hạ vô sỉ sự tình, nội tâm đau đến cực hạn, trong sạch của mình vậy mà phá hủy ở cái này cuồng đồ trong tay, nhìn qua Hứa Thuần Lương hai mắt như muốn phun ra lửa đến, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi vô liêm sỉ như vậy người. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, đem chúng ta dẫn vào cạm bẫy chính là ngươi, bố trí đào hoa sát cũng là ngươi, cái này cũng chưa tính, ngươi sợ chúng ta còn có lực phản kháng, tại loại này tình trạng hạ còn phóng thích thôi miên khí độc, mình rõ là ngươi hại chúng ta trước đây, chỉ tiếc cờ kém một nước, bại liền bại, làm gì giả trang cái gì người bị hại. Tào Mộc Lan vì đó chán nản, Hứa Thuần Lương, ngươi chính là một cái mặt người giả thú. Hứa Thuần Lương nói, ta từ không cho là mình là người tốt, ngươi cũng không có như vậy vô tội, ta biết trong lòng ngươi oán ta, nhưng ngươi muốn trách vẫn là nên quái bố trí đào hoa sát người. Tào Mộc Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, đối diện đoạt đi mình đồng trinh người, mình lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp đối phó, thậm chí không thể đem hắn trói lại, loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Bất quá Hứa Thuần Lương có một điểm nói đúng sự thật, đào hoa sát là mình bố trí, bản ý của nàng là lợi dụng đào hoa sát để rơi vào cạm bẫy Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt ý loạn tình mê, làm cho hề, mình vỗ xuống bọn hắn video, dùng cái này làm là nhược điểm đem bọn hắn khống chế. Nhưng Tào Mộc Lan thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nàng hiện tại đã hiểu, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt không biết dùng phương pháp gì hóa giải bẫy dập của mình, lại tương kế tự kế đưa nàng dẫn vào trong bẫy. Chỉ là có một điểm nàng vẫn không rõ, bọn hắn đến tột cùng dùng phương pháp gì thuận lợi đi ra Hồng Trần Luân hồi trận. Tào Mộc Lan sau cùng ký ức chính là Hứa Thuần Lương phun ra kia một ngụm sương mù màu trắng, nàng rõ ràng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tào Mộc Lan cố nén cừu hận, ngươi đến tột cùng đối ta đã làm cái gì? Mặc dù trong lòng đã hoàn toàn minh bạch nhưng vẫn là muốn nghe Hứa Thuần Lương chính miệng nói ra, Tào Mộc Lan kỳ thật chính là còn không chịu thừa nhận hiện thực. Nếu như Hứa Thuần Lương nói cho nàng cái gì đều không có phát sinh nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hứa Thuần Lương hời hợt tới một câu, đều đã phát sinh sự tình cũng không trọng yếu. Trong lòng của hắn cố nén cười, ngươi càng muốn biết ta liền càng không nói cho ngươi, chính là muốn để ngươi đoán, chính là muốn để ngươi xoắn suýt. Tào Mộc Lan trong lòng tự nhủ đối ta rất trọng yếu. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Hoa Hí Lâu phương hướng, nơi này quá khứ là Quan Đế Miếu. Người trong giang hồ sở dĩ như vậy kính ngưỡng Quan Nhị Gia là bởi vì hắn nghĩa bạc vân thiên, người có biết hay không Quan Nhị Gia tượng thần cũng là có phân biệt, người làm ăn hám làm giàu bào quan công, cầu là tài thần phù hộ tài nguyên cuồn cuộn. Quan Nhị Gia chẳng những võ công cái thế, mà lại hắn am hiểu quản lý tài sản tính sổ sách, độc chế nguyên, thu, gia, tồn ký sổ pháp, là kế toán cùng kiểm tra tổ sư gia. Người giang hồ bái lục bào quan công, giảng cứu phải là nghĩa khí giang hồ. Tào Mộc Lan lạnh lùng đánh gãy hắn nói, ta chỉ biết là quan công không mở mắt, mở mắt tất sát người. Hứa Thuần Lương cười nói, người hôm nay sát khí rất nặng, hiện tại bì môn từ ngươi làm nhà làm chủ, đã như vậy ngươi nên là Vũ Viên Nghĩa sự tình chịu trách nhiệm, Vũ Viên Nghĩa để Nghiêm Hồng đám ba người chui vào trong nhà của ta ý đồ mưu hại tính mạng của ta, chuyện này ngươi có phải hay không phải cho ta một cái công đạo. Tào Mộc Lan trong lòng thầm than, hết thảy vẫn là Vũ Viên Nghĩa mang tới phiền phức. Nếu như không phải hắn gây chuyện trước đây,
Hứa Thuần Lương làm sao lại tìm căn nguyên Tố Nguyên tìm tới nơi này. Nàng bỗng nhiên ý thức được mình vậy mà là Hứa Thuần Lương tìm Lý Tử, tối hôm qua thất trinh sự tình đối với mình ảnh hưởng to lớn, tâm cảnh đã triệt để lo lắng, Vũ Viên Nghĩa đáng chết, Hứa Thuần Lương càng đáng chết hơn, nam nhân quả thật không có một cái tốt. Tào Mộc Lan nói, chuyện của hắn, ngươi vì sao muốn trả thù đến trên người của ta? Trong lòng lại là ủy khuất lại là cừu hận, nàng nguyên bản cùng song phương cừu hận không có chút quan hệ nào, làm sao mơ mơ hồ hồ liền thành thụ hại người. Hứa Thuần Lương nói, lời ấy sai rồi, rõ ràng là ngươi trước đối với chúng ta ra tay, ta đã dám đến gặp ngươi liền không sợ nhận gánh trách nhiệm, chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng thật không phải ta mong muốn, ta đánh giá thấp đào hoa sát uy lực, ngươi nếu là muốn báo thù, một mực xuất thủ, ta tuyệt không hoàn thủ. Hứa Thuần Lương một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, hắn liệu định Tào Mộc Lan không dám ở ban ngày ban mặt trước mắt bao người xuất thủ, kỳ thật coi như nàng rút đao ra tới chém giết mình, Hứa Thuần Lương cũng không biết thành thành thật thật đứng đấy các loại chết, ta đáp ứng ngươi không hoàn thủ, cũng không có đáp ứng ngươi ta không chạy trốn, chỉ cần Hứa Thuần Lương muốn chạy trốn, có thể đuổi kịp hắn không có mấy cái. Tào Mộc Lan cắn môi một cái, ngươi cho rằng ta đương thật không dám giết ngươi. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ngươi muốn báo thủ cũng không nhất định tự mình xuất thủ, ngươi có thể báo cảnh, nếu như ta sở phạm pháp luật, ta có thể tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Tào Mộc Lan không phải không nghĩ tới báo cảnh, nhưng báo cảnh về sau đâu? Hứa Thuần Lương có thể hay không tướng bí mật của nàng tất cả đều công khai. Lấy người này phạm vào tội ác tối đa cũng chính là mấy năm lao ngục kiếp sống, mình cũng tốt không đi nơi nào, một khi sự tình bại lộ chỉ sợ so với hắn ngồi xổm thời gian còn muốn dài. Huống chi chuyện tối ngày hôm qua nếu là bị truyền đi, chỉ sợ nàng cùng toàn bộ Bì Môn đều sẽ trở thành trên giang hồ trò cười, chẳng những bị người đem hang ổ một tổ bưng, ngay cả mình đều góp đi vào. Tào Mộc Lan ý thức được Hứa Thuần Lương tướng mình tâm tư phỏng đoán rất thấu, cho nên hắn mới như vậy không chút kiêng kỵ muốn làm gì thì làm, sau đó thế mà còn dám tới cùng mình gặp nhau, nàng cả đời này chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày người vô sỉ. Hứa Thuần Lương chỉ một bên quán cà phê, đi uống ly cà phê đi. Không đợi Tào Mộc Lan tỏ thái độ, hắn đã đi vào, Tào Mộc Lan đành phải đi theo, Hứa Thuần Lương tại vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, không bao lâu nhìn thấy Tào Mộc Lan tiến đến, hắn điểm hai ly cà phê, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, ngươi không phải một người tới. Tào Mộc Lan thầm than người này xảo trá, nàng ở chung quanh an bài không ít người. Kỳ thật Tào Mộc Lan cũng rõ ràng tại dạng này trường hợp không thể nào đối Hứa Thuần Lương ra tay, nhưng là nàng vẫn là làm ra an bài như thế, không thể không thừa nhận nàng tại cùng Hứa Thuần Lương đấu trí đấu dũng bên trong hoàn toàn ở vào hạ phong, mình rõ ràng là cái người bị hại, coi như nàng giết Hứa Thuần Lương cũng là chuyện đương nhiên. Tào Mộc Lan nghĩ tới đây nâng lên hai mắt hung dữ tiếp cận Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương như không có việc gì uống ly cà phê nói, ta biết trong lòng ngươi nhiều ít là có chút ủy khuất. Bất quá có một số việc như là đã phát sinh ngươi cũng không cần quá chú ý. Tào Mộc Lan mặt mũi tràn đầy tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị, người này nói đúng tiếng người sao? Ngươi xâm phạm ta, còn khuyên ta không cần quá chú ý, ngươi có biết hay không trong trắng đối một nữ nhân ý vị như thế nào sao? Hứa Thuần Lương nói, qua không mấy ngày, ngươi liền sẽ cảm thấy chuyện này kỳ thật. Nói đều chưa nói xong đâu, Tào Mộc Lan đưa tay liền nắm lên chén cà phê. Nàng chuẩn bị tướng cái này chén nóng hổi cà phê dội tại người này vô sỉ sắc mặt bên trên. Hứa Thuần Lương động tác càng nhanh, đoạt tại nàng cầm lấy chén cà phê tiến hành bước kế tiếp động tác trước đó tướng tay của nàng cho ấn xuống, đem lời nói mới rồi nói xong. Không trọng yếu. Tào Mộc Lan nổi giận nói, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Hứa Thuần Lương không có thả, y nguyên cười tủm tỉm nói, người ta ở giữa chỉ có hợp tác mới là đường ra duy nhất, ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi làm cái gì, trên thân xảy ra chuyện gì, người khác cũng sẽ không biết nói. Tào Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ, đây là muốn ta nén giận ăn như thế đại nhất người câm thua thiệt. Hứa Thuần Lương a à, Hứa Thuần Lương, ngươi quá không biết xấu hổ, lông mày đứng đấy, một đôi mắt đẹp siêu 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 dùng ánh mắt hướng Hứa Thuần Lương không đoạn bắn tên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Thuần Lương lúc này đã bị nàng thiên đao vạn quả. Hứa Thuần Lương nói, tỉnh táo. Hắn lúc này mới buông ra Tào Mộc Lan tay, ngươi là làm đang lúc buôn bán người, không cần thiết bởi vì một cái Vũ Viên Nghĩa đem mình đem toàn bộ công ty cho góp đi vào. Tào Mộc Lan trong lòng tự nhủ ta đã kéo cả chính mình vào, nàng oán hận gật đầu nói, các ngươi cùng Vũ Viên Nghĩa ân oán ta vốn không muốn nhúng tay, rõ ràng là ngươi tìm tới cửa, còn. Nàng có chút nói không đi xuống, con mắt nóng lên, đời này đều không bị qua như thế lớn ủy khuất, nhìn lên trước mắt người vô sỉ.
hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, cách đi luật đường tắt đã không có khả năng, duy có giang hồ thủ đoạn, nhưng người này quỷ kế đa đoan, giang hồ thủ đoạn chỉ sợ cũng không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Tào Mộc Lan cũng nhanh bị nghẹn chết rồi, nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa chính là một người điên, hắn tướng nhi tử chuyện tự sát quy tội đến Hoa Trục Nguyệt trên thân, đối nàng điên cuồng trả thù, liền nàng thân hữu cũng không buông tha, lần này chui vào trong nhà của ta ý đồ thêm hại tại ta đã xúc phạm ta danh giới cuối cùng, giang hồ quy củ họa không kịp người nhà, hắn làm như vậy rõ ràng đã phá hư quy củ, hắn là bì môn bên trong người, ta tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi muốn cái thuyết pháp. Tào Mộc Lan nói, Hứa Thuần Lương, ngươi nghe cho ta, người ta ở giữa đoạn không khả năng hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, vạn sự đều có khả năng, người ta ở giữa mặc dù phát sinh một chút sai lầm, nhưng những sai lầm này cũng là vô tâm chi thất, có lẽ chúng ta có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Tào Mộc Lan bỗng nhiên đứng dậy cầm lên kia ly cà phê, chiếu vào Hứa Thuần Lương thẳng vào mặt dội tới. Hứa Thuần Lương lần này cũng không trốn tránh, bị nàng dội cho đầy đầu đầy mặt, cà phê đã làm lạnh, đối thương tổn của hắn không lớn. Nhiều nhất chỉ có chút vũ nhục hàm nghĩa, Hứa Thuần Lương chỉ là cố ý cho nàng một cái cơ hội để nàng tìm về có chút mặt mũi. Tào Mộc Lan nhìn qua Hứa Thuần Lương chật vật tướng trong lòng cảm thấy một chút khoái ý, nhưng dạng này trả thù còn thiếu rất nhiều, nàng không muốn lại nói nữa, bởi vì nói tiếp cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, Hứa Thuần Lương đã bắt lấy nhược điểm của nàng, đoán chắc mình bắt hắn không có cách. Tào Mộc Lan coi như cùng một con lợn hợp tác cũng không thể lựa chọn Hứa Thuần Lương. Người này đối thương tổn của nàng quá sâu. Hứa Thuần Lương vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, liếm môi một cái bên trên cà phê nói khẽ, ta đề nghị các ngươi mau chóng cùng Vũ Viên Nghĩa phân rõ giới hạn, nếu không chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Ta phải nên làm như thế nào không cần ngươi hỏi. Hứa Thuần Lương lại nói, đều thời đại nào, thủ cung xa loại chuyện này ngươi cũng không cần quá mức coi trọng, dù sao hiện tại tu bổ thuật đã phi thường thành thục. Tào Mộc Lan rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình. Như cùng một đầu bị chọc giận báo cái hướng Hứa Thuần Lương nhào tới, giơ lên nắm đấm chuẩn bị nện đánh hắn tấm kia ghê tởm khuôn mặt, lại bị Hứa Thuần Lương một thanh bắt, toàn bộ người mất đi cân bằng té nhào vào Hứa Thuần Lương trên đùi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, công chúng trường hợp chú ý khống chế cảm xúc. Tào Mộc Lan nằm sấp ở trên người hắn, thân thể bị hắn cho kẹp lại không thể động đậy, bỗng nhiên hé miệng hung hăng cắn một cái tại Hứa Thuần Lương trên đùi, Hứa Thuần Lương đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Giơ lên đại thủ chiếu vào Tào Mộc Lan cái mông liền hung hăng cho hai bàn tay. Lúc này một đám người từ quán cà phê bên ngoài vọt vào, lại là Tào Mộc Lan thủ hạ một mực tại bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong, nhìn thấy hai người đánh nhau, cuống quýt xông tới hỗ trợ. Hứa Thuần Lương buông ra Tào Mộc Lan, Tào Mộc Lan tóc rối tung đỏ bừng cả khuôn mặt từ trên người hắn đứng lên. Quán cà phê lão bản tranh thủ thời gian tới xem xét tình huống. Tào Mộc Lan đám kia thủ hạ xông lên chuẩn bị tìm Hứa Thuần Lương lý luận, Tào Mộc Lan khoát tay áo nói, đi. Hứa Thuần Lương khập khiễng rời đi quán cà phê, trên thân còn mang theo nồng đậm cà phê hương vị, nhìn qua chính đang chuẩn bị lên xe Tào Mộc Lan, Hứa Thuần Lương đột nhiên kêu một tiếng, Mộc Lan. Tào Mộc Lan sửng sốt một chút, cái này không biết xấu hổ gọi mình cái gì. Quay người nhìn lại, đã thấy Hứa Thuần Lương hướng nàng chép miệng, cách không làm hôn động tác. Tào Mộc Lan cảm giác đầu của mình ông đến một chút liền lớn, nàng đối Hứa Thuần Lương hận là một mặt, đồng thời lại có chút hối hận, mình không nên trêu chọc hắn, con hàng này chính là cái ma tinh. Chẳng những Tào Mộc Lan thấy được, liền nàng đám kia thủ hạ đều thấy được, đám người này đều có chút náo không rõ, hai người bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Đi qua không nghe nói Tào Mộc Lan thích nam nhân A. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, giúp ta hướng Hồng Tụ tiểu thư vấn an. Lại thay ta ân cần thăm hỏi một chút hạ hầu môn chủ. Tào Mộc Lan hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình không nên vọng động, người này rõ ràng là đang cố ý làm tức giận mình, không tệ. Sự tình như là đã phát sinh, mình lại xúc động cũng không làm nên chuyện gì, trước mắt chuyện trọng yếu nhất tình chính là trước tiên đem bì môn nội bộ sự tình xử lý sạch sẽ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta ngược lại muốn xem ngươi Hứa Thuần Lương có thể phách lối tới khi nào. Từ Tào Mộc Lan khẩu hình phán đoán, nàng phải nói chính là đi chết đi, Hứa Thuần Lương cười ha ha, nhìn ra Tào Mộc Lan đã triệt để rối loạn tấc lòng. Tào Mộc Lan rời đi về sau, một mực ẩn thân tại lầu đối diện đỉnh quay chụp Hoa Trục Nguyệt đi vào Hứa Thuần Lương bên người, cố ý hít mũi một cái nói, thật nặng cà phê mùi vị. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao nghe được thật nặng mùi giấm.
Hoa Trục Nguyệt lườm hắn một cái, nếu thật là ghen ngươi không được bị tươi sống chua chết. Ngươi mới vừa rồi còn thật sự là hạ thủ được, cách khoảng cách mặc dù rất xa, Hoa Trục Nguyệt cũng có thể thấy rõ Hứa Thuần Lương ra tay cũng không lưu tình, bất quá công kích bộ vị còn chờ thương thảo, chắc hẳn tay hắn cảm giác không tệ. Hứa Thuần Lương biết nàng chỉ chính là mình đánh Tào Mộc Lan cái mông sự tình, cười nói, nàng cắn ta đùi, ta đánh nàng hai bàn tay đều tính lợi cho nàng. Hoa Trục Nguyệt nói, chỉ sợ nàng muốn cắn chính là địa phương khác đi. Một, hai người ánh mắt nhìn nhau đều trở nên có chút nóng rực, sau đó đồng thời nở nụ cười, Hoa Trục Nguyệt tại trên bả vai hắn vỗ một cái, ngươi quả thật không phải cái thứ tốt. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua sự tình, tất cả đều là bởi vì hút vào quá lượng đào hoa sát. Ngươi tuyệt đối không nên trách ta, ta cũng là người bị hại. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cũng giống như vậy, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm bất quá. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm mắng người này như thế nào một thứ cặn bã chứ được, ta trở ngại mặt mũi nói cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi không thể thật coi cái gì cũng chưa từng xảy ra, tốt xấu cũng nói với ta câu trấn an để cho ta ủ ấm tâm đi. Ngươi nếu là hút vào đào hoa sát mới là lạ, căn bản là thừa dịp cơ khai du. Kỳ thật hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng, lúc ấy ai cũng không bị đến đào hoa sát ảnh hưởng, căn bản là khó kìm lòng nổi. Tại loại này hoàn cảnh tiếp theo cắt phát sinh đều thuận lý thành trương, bất quá bọn hắn cũng đều là lấy lên được thả đến dưới tính tình, ai cũng không có cảm thấy xấu hổ. Hai người tới bãi đỗ xe lấy xe, Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi cùng Tào Mộc Lan giống như không có nói ra kết quả gì. Hứa Thuần Lương nói, cho nên chúng ta còn phải đi trụ sở của nàng một chuyến. Hoa Trục Nguyệt chua xót nói, đã nhìn ra, có ít người không nỡ đi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta tới mục đích là gặp Hạ Hầu Tôn, còn không có gặp Hạ Hầu Tôn bản nhân tại sao có thể rời đi đâu. Hoa Trục Nguyệt nói, hắn há chịu gặp ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không phải do hắn. Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chúng ta trước đi ăn cơm, đoán chừng cái kia hồng tụ chẳng mấy chốc sẽ phát tác. Tào Mộc Lan vừa mới trở lại căn cứ liền nghe nói Hồng Tụ nổi điên tin tức, nàng ra ngoài trong khoảng thời gian này, Hồng Tụ chẳng biết tại sao đột nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái, gặp người liền cắn, không lựa lời nói, hiện tại người đã bị trói lại. Bọn thủ hạ trưng cầu Tào Mộc Lan ý kiến có phải hay không muốn đem Hồng Tụ mang đến bệnh viện tâm thần. Nghiêm Hồng chết sống Tào Mộc Lan có thể chẳng quan tâm, nhưng là Hồng Tụ sự tình nàng lại không thể mặc kệ, nhớ tới Hứa Thuần Lương trước khi chia tay đợi câu nói kia. Tào Mộc Lan ý thức được chuyện này rất có thể cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Lùi đám người nàng lại lần nữa mời ra phụ thân Hạ Hầu Tôn. Hạ Hầu Tôn là Hồng Tụ bắt mạch về sau, thần sắc trở nên cực kỳ nặng nề, trầm giọng nói, nàng bị hóa điên. Tào Mộc Lan khó hiểu nói, làm sao có thể? Nàng đi qua chưa bao giờ có phương diện này bệnh, làm sao lại đột nhiên bị hóa điên? Hạ Hầu Tôn nói, nàng thần môn huyệt chỗ có dị dạng, có người ở chỗ này hạ châm. Hắn chỉ cho nữ nhi nhìn. Tào Mộc Lan tử quan sát kỹ, quả nhiên tại Hồng Tụ cổ tay nếp nhăn thước bên cạnh bưng, thước bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt nạo bên cạnh chỗ lõm xuống phát hiện nhỏ bé lỗ kim, chính là thần môn huyệt vị trí. Thần môn huyệt là thủ thiếu âm tâm kinh huyệt, ngũ hành thuộc thổ, bởi vì thủ thiếu âm tâm kinh ngũ hành thuộc hỏa, cho nên là tâm kinh tử huyệt, lại được xưng là tâm kinh nguyên huyệt, tâm kinh chứng minh thực tế, nhưng tại huyệt này tả chi, đồng dạng nếu là châm cứu thủ pháp khác biệt có thể đạt tới hiệu quả trái ngược. Hạ Hầu Tôn để nữ nhi kiểm tra Hồng Tụ huyệt bách hội, thiếu thương huyệt, thái trùng huyệt, hợp cốc huyệt. Chờ một chút những này thường dùng đến trị liệu tinh thần triệu chứng huyệt đạo, quả thật ở trong đó không ít huyệt đạo bên trên phát hiện lỗ kim vết tích. Nghe nữ nhi nói xong kiểm tra kết quả về sau Hạ Hầu Tôn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể kết luận Hồng Tụ tuyệt không phải là tự thân mau bệnh, mà là có người lợi dụng thuật châm cứu tại trên người nàng động tay chân. Hạ Hầu Tôn nói, kiếm có thể giết người cũng có thể cứu người. Châm cứu cũng giống như vậy. Tào Mộc Lan oán hận nói, nhất định là Hứa Thuần Lương, ta không tha cho hắn. Hạ Hầu Tôn nghe vậy khẽ giật mình, Hứa Thuần Lương. Ngươi không phải nói đem hắn vây ở luân hồi trong trận rồi. Tào Mộc Lan cũng không tướng Hứa Thuần Lương thoát đi sự tình nói cho phụ thân, chuyện này nàng thật sự là xấu hổ mở miệng, nàng cũng là bị tức bất tỉnh đầu, không cẩn thận nói ra lời như vậy, cuống quýt bổ cứu nói, hắn chạy trốn. Hạ Hầu Tôn nói, chạy trốn. Làm sao có thể, kia luân hồi trận chính là Quách gia tự tay thiết kế, nếu không có phá trận đồ căn bản đi không ra, hắn là như thế nào trốn tới. Hạ Hầu Tôn nhìn qua lâm vào hôn mê Hồng Tụ, ánh mắt lại nhìn về phía nữ nhi hai mắt rõ ràng có chút sưng vù,
hẳn là khóc qua, nữ nhi tính tình kiên nhẫn, rất ít rơi lệ, trừ phi gặp trọng đại biến cố. Biết con gái không ai bằng cha, Hạ Hầu Tôn ý thức được nữ nhi nhất định còn có sự tình khác giấu giếm chính mình. Mộc Lan, người có phải hay không còn có sự tình khác giấu giếm ta? Không có, Tào Mộc Lan cuống quýt phủ nhận. Hạ Hầu Tôn xuất thủ như thiểm điện bắt lấy nữ nhi cánh tay phải, không đợi Tào Mộc Lan làm ra phản ứng đã xốc lên ống tay áo của nàng, đã thấy nữ nhi lộ ra cẳng tay tuyết bạch vô hạ, vốn nên có thủ cung xa địa phương biến mất đến sạch sẽ. Hạ Hầu Tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nữ nhi, ngươi. Tào Mộc Lan bị phụ thân phát hiện bí mật, lúc này nghĩ phải ẩn giấu cũng đã chậm, nàng thật sự là hối hận, nên trước ở phía trên điểm một viên đỏ điểm, chí ít có thể lừa dối quá quan. Hạ Hầu Tôn cả giận nói, ngươi nói cho ta, là ai xấu trong sạch của ngươi? Tào Mộc Lan lại là xấu hổ lại là khổ sở, phụ thân đối nàng kỳ vọng rất cao. Hạ Hầu Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, là cái kia Hứa Thuần Lương có đúng hay không? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho Phương giải mối hận trong lòng. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, người tuyệt đối không nên bởi vì ta sự tình hỏng tu luyện, ta chỉ có biện pháp đối phó hắn. Hạ Hầu Tôn nói, ngươi có biện pháp nào? Ta từ nhỏ huấn luyện ngươi, dùng các loại chân quý dược liệu thấm luyện thân thể của ngươi, mới bồi dưỡng ngươi huyền âm chi thể, mắt thấy ngươi liền có thể đạt tới tu luyện huyền nữ tâm kinh, điều kiện. Nhưng ngươi lại bị đồ vô sỉ kia mất đi sự trong sạch. Tào Mộc Lan nghe phụ thân nói như vậy trong lòng càng khổ sở, chán nản nói, phụ thân, đều là ta vô năng mới để cho tặc tử có cơ hội để lợi dụng được. Thôi, nữ nhi cái này đi tìm kia tặc tử liều mạng, cùng lắm thì cùng hắn đồng quy tại tận. Tào Mộc Lan đứng dậy muốn đi, lại bị Hạ Hầu Tôn bắt lấy cánh tay, chậm rãi, lúc ấy ngươi biết rất rõ ràng ta tại vận binh đạo bên trong, vì sao không có kêu cứu. Tào Mộc Lan nói, ta đã mất đi ý thức cái gì cũng không biết, tỉnh lại hắn liền chạy. Hạ Hầu Tôn lúc này thế mà bình tĩnh lại, ngón tay khoác lên nữ nhi trên mạch môn, thấp giọng nói, như thế nói đến, ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn từ nữ nhi mạch tượng bên trong cũng không phát giác cùng đi qua có gì khác biệt, trầm giọng nói, kỳ quái, ngươi huyền âm chi thể cũng không có cái gì cải biến, chẳng lẽ hắn chỉ là đưa ngươi thủ cung xa cho loại trừ, cũng không có đối ngươi có bất kỳ làm loạn hành vi. Tào Mộc Lan trong lòng thầm than, phụ thân cũng là thương tâm hồ đồ rồi, ta thủ cung xa đều không có ở đây, cái nào còn có cái gì huyền âm chi thể, thân thể của ta chính ta rõ ràng, ta chảy nhiều máu như vậy, mà lại kia đau đớn là thật rõ ràng cắt, trời đánh Hứa Thuần Lương, người xấu ta trong trắng, làm hại ta đã mất đi huyền âm chi thể, cũng không còn cách nào tu luyện huyền nữ chân kinh. Hạ Hầu Tôn lại bắt lấy nữ nhi tay trái mạch môn. Hai tay mạch tương các xem bệnh 50 động Hạ Hầu Tôn có thể kết luận nữ nhi như cũ vẫn là huyền âm chi thể, hắn lại lột khởi Tào Mộc Lan ống tay áo, tỉ mỉ quan sát nguyên lai thủ cung cắt vị trí, tại trên cánh tay của nàng phát hiện hai cái nhỏ bé lỗ kim. Hạ Hầu Tôn vừa mừng vừa sợ, Mộc Lan, ngươi nhìn, nơi này có hai cái lỗ kim, hắn nhất định là dùng một loại nào đó phương pháp đến tiêu trừ sạch ngươi thủ cung xa, ngươi bị hắn lừa gạt. Tào Mộc Lan trong lòng tự nhủ phụ thân khẳng định là quá thất vọng cho nên mới nói ra loại này lừa mình dối người, nàng thở dài nói, phụ thân, là ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Hạ Hầu Tôn nói, Mộc Lan, ta dám đoán chắc, ngươi vẫn là thuần âm chi thể, hoàn bích chi thân, tiểu tử kia không có đụng ngươi. Tào Mộc Lan chán nản nói, phụ thân, hắn thừa dịp ta ngất quyết hỏng trong sạch của ta, nữ nhi có thể cảm giác được. Hạ Hầu Tôn nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nữ nhi người bị lừa rồi, người suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy loại kia tình trạng dưới, bên cạnh hắn còn có Hoa Trục Nguyệt ở đây, coi như hắn lại không hổ thẹn cũng không trở thành ngay trước hắn nữ nhân bột làm ra loại chuyện này. Người này châm pháp có năng lực quỷ thần cũng không lường được, hắn có thể để Hồng Tụ Lâm vào điên cuồng, đồng dạng hắn cũng có thể dùng châm pháp cho ngươi tạo thành thất trinh giả tượng. Tào Mộc Lan trong lòng tự nhủ ta đến bây giờ còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau, vẫn chút ít sướng máu, chẳng lẽ ta nhìn thấy tất cả đều là giả tượng. Phụ thân nhất định là nhận lấy kích thích, không chịu thừa nhận hiện thực. Hạ Hầu Tôn nói, ta hoài nghi hắn ở trên người của ngươi động tay chân, cố ý trêu đùa ngươi. Tào Mộc Lan thầm than, đâu chỉ động tay chân đơn giản như vậy, cái gì đều bị hắn động tới. Hạ Hầu Tôn nói, người này xác thực lợi hại, hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Tào Mộc Lan nói, trước mắt là Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện viện xử lý chủ nhiệm, đúng, hắn vẫn là Hồi Xuân Đường truyền nhân. Hồi Xuân Đường, ta chưa nghe nói qua. Hạ Hầu Tôn đối Hồi Xuân Đường cũng không ấn tượng, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Hồi Xuân Đường lực ảnh hưởng chủ yếu là tại Đông Châu địa khu.
Tào Mộc Lan nói, hồi Xuân Đường là Đông Châu một cái có phần có danh tiếng y quán, tại chỗ làm nghề y chính là Hứa Thuần Lương gia gia Hứa Trường Thiệt. Hạ Hầu Tôn có chút mê võng nói, trên giang hồ cũng không nghe nói qua nhân vật này, chẳng lẽ hắn cũng là bì môn bên trong người. Tào Mộc Lan nói, Hứa Trường Thiện cũng không phải là bì môn bên trong người, hắn ngay tại chỗ rất nổi danh, bất quá hắn hiện tại đã đóng lại hồi Xuân Đường lựa chọn về hưu, kỳ quái là hắn cũng không có tướng hồi Xuân Đường truyền cho hậu nhân. Lúc này Hồng Tụ từ trong hôn mê tỉnh lại, cổ họng ôi ôi có âm thanh, Tào Mộc Lan đi vào nàng phụ cận, Hồng Tụ. Hồng Tụ nhìn ánh mắt tràn ngập mê võng xanh một miếng tử một khối trên mặt hiện ra si ngốc ngơ ngác cười ngây ngô, đã không biết nàng là ai. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, người nhìn nàng có trị hay không tốt. Hạ Hầu Tôn lắc đầu nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, cái này Hứa Thuần Lương châm pháp cực kỳ huyền diệu, ta nghĩ chiếu cố hắn. Hắn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, Hồng Tụ bị điên hoàn toàn là bởi vì ngoại lực chỗ gây nên, mình cũng không có cái này năng lực đưa nàng chữa khỏi. Tào Mộc Lan hơi kinh ngạc nhìn qua phụ thân, từ khi hắn bế quan về sau ngoại trừ mình, ngoại nhân một mực không thấy, hôm nay vì sao thái độ khác thường. Chẳng lẽ hắn đã đại công cáo thành? Tào Mộc Lan nói, người này âm hiểm xảo trá càng là vô sỉ, người gặp hắn làm cái gì? Hạ Hầu Tôn nói, dạng này châm pháp vốn không ứng tồn tại ở đương thời. 1. Tào Mộc Lan trong lòng có chút kỳ quái, phụ thân lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Hứa Thuần Lương châm pháp so với hắn còn cao minh hơn? Hoa Trục Nguyệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khoảng cách Tào Mộc Lan rời đi đã qua nửa giờ. Nàng nhịn không được nói còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, tốt cơm không sợ muộn, nhiều một chút kiên nhẫn. Hoa Trục Nguyệt tướng ô tô chỗ ngồi cũng yên bình, học Hứa Thuần Lương dáng vẻ nằm xuống. Hai người hai mắt nhìn nhau, Hứa Thuần Lương tiện hề hề nở nụ cười. Hoa Trục Nguyệt nói, có gì đáng cười? Hứa Thuần Lương nói, ta phát hiện hai ta đều có làm diễn viên tiềm chất, hôm qua phối hợp ăn ý, biểu diễn đầu nhập, thành công lừa qua Tào Mộc Lan. Hoa Trục Nguyệt nói, phương diện này ta kém xa ngươi, cũng đã nói với ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi lại nhắc lên làm gì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm thật không ngại. Hoa Trục Nguyệt nói, ta đều không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Hứa Thuần Lương mím môi nói, nếu không ta nhắc nhở ngươi một chút. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua hắn ánh mắt không có hảo ý, trong lòng đoán được hắn muốn làm gì, bất quá nàng chẳng những không có cảnh giác ý tứ, ngược lại có chút kích động. Nhỏ giọng nói, ngươi dự định làm sao nhắc nhở ta? Hứa Thuần Lương tay khoác lên trên eo nhỏ của nàng, vừa mới bắt đầu tay của ta để ở chỗ này, sau đó liền để ở chỗ này. Không đúng, tay của ngươi rõ ràng là để ở chỗ này, Ngô. Chuông điện thoại di động ngăn trở Hứa Thuần Lương mặn heo chi thủ, Hoa Trục Nguyệt tựa như bị người bắt bao mà kinh ngạc ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên hai mảnh đỏ ửng, cùng tiểu tử này đơn độc cùng một chỗ trở nên có chút bất an toàn. Hắn biến đến càng ngày càng có xâm lược tính, bất quá loại cảm giác này ngược lại là hứng thú dạt dào. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, bị ta nói chúng đi. 1. Mở ra miễn để nghe, Tào Mộc Lan âm thanh âm vang lên, Hứa Thuần Lương ngươi ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nhìn Hoa Trục Nguyệt một chút, Hoa Trục Nguyệt đụng lên đến ghé vào đầu vai của hắn, Hứa Thuần Lương nói, ta tại trên đường trở về a, làm sao? Cái này nhớ ta. Tào Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ ngươi làm sao còn không chết. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại còn không thể chết, bất hiếu có ba vô hậu vi đại, ta như là chết, như thế ưu lương gen như thế nào truyền thừa tiếp, làm sao cũng phải cho lão Hứa nhà khai chi tán diệp mới có thể cân nhắc chết sự tình tình, không phải chẳng phải là xã hội này tổn thất to lớn. Tào Mộc Lan nghe vậy trong lòng giật mình, hắn có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Từ quy luật của mình suy tính. Mấy ngày nay vừa vặn ở vào thời kỳ dụng chứng, nên sẽ không như thế xảo, bị hắn một phát trúng đích a. Mặc dù phụ thân Hạ Hầu Tôn cường điệu nàng vẫn là hoàn bích chi thân huyền âm chi thể, nhưng Tào Mộc Lan đối với cái này cũng không tin, cùng phụ thân căn cứ mạch tương phán đoán so sánh nàng càng tin tưởng trực giác của mình. Tào Mộc Lan nhớ tới phụ thân nhắc nhở, cưỡng chế lấy phẫn nộ nói, người đến tột cùng đối Hồng Tụ làm cái gì? Hứa Thuần Lương nói, đối ngươi làm cái gì liền đối nàng làm cái gì? Ngươi, Tào Mộc Lan trong lòng thầm mắng, trên đời này lại có như thế mặt dày vô sỉ người, chẳng lẽ hắn đem Hồng Tụ? Thật sự là không dám nghĩ tới, Hứa Thuần Lương nếu là thật sự làm như vậy, người này há không là dâm ma chuyển thế? Hứa Thuần Lương nói, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Tào Mộc Lan nói, phụ thân ta muốn gặp ngươi.
Hứa Thuần Lương nói, hắn gặp ta làm cái gì? Đều thời đại nào, chẳng lẽ cũng bởi vì điểm này việc nhỏ muốn để ta đối với ngươi phụ trách? Cha con các người hai có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Hoa Trục Nguyệt nghe hắn trêu đùa Tào Mộc Lan, kém chút không có cười ra tiếng, khẽ mở môi anh đào cắn Hứa Thuần Lương lỗ tai. Tào Mộc Lan nói, đồ hèn nhát, ta không giết ngươi thể không làm người. Hứa Thuần Lương bên này đã cúp điện thoại, Hoa Trục Nguyệt phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi không cần sợ hãi ta lại không cho ngươi phụ trách. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là đối ta phụ trách. Tào Mộc Lan đánh giá thấp Hứa Thuần Lương đảm lượng, cũng không lâu lắm, Hứa Thuần Lương liền lái xe quay trở về chồng căn cứ, từ thời gian suy tính người này căn bản cũng không có rời đi Tiếu Thành. Bất quá lần này Hứa Thuần Lương là đơn đao đi gặp, mặc dù hắn có đầy đủ tự tin toàn thân trở ra, nhưng là cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để Hoa Trục Nguyệt bên ngoài tiếp ứng, để phòng đột biến ngoài ý muốn. Bì Môn mặc dù thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng là nơi này dù sao cũng là môn chủ Hạ Hầu Tôn hang ổ. Hứa Thuần Lương xe mới vừa xuất hiện, lập tức có người hướng Tào Mộc Lan bẩm báo, Tào Mộc Lan phân phó thủ hạ nhanh đi bố trí, nàng tại Hứa Thuần Lương trước mặt tan mất hạ phong, lần này nhất định phải tìm về tràng diện, trong lòng mặc dù có cái này dạng quyết tâm, nhưng nàng cũng không biết như thế nào làm mới có thể trúng đích Hứa Thuần Lương chỗ đau. Hứa Thuần Lương đoạn đường này cũng không thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, một mực xe chạy tới Tào Mộc Lan chỗ ở Lâm Viên, vừa xuống xe, liền thấy một cỗ toa xe ngược lại đi qua. Hung hăng đụng vào hắn kia chiếc Audi A6 chi bên trên. Hứa Thuần Lương trơ mắt nhìn xem, mình chiếc xe kia bị đâm đến hoàn toàn thay đổi, lái xe chính là cái kia dâu quai nón làm xong chuyện xấu về sau, thế mà còn có mặt mũi hướng hắn cười cười. Tào Mộc Lan rõ ràng là muốn cho mình một hạ mã uy, có thể dùng phương thức như vậy trả thù mình, cũng quá ngây thơ. Hứa Thuần Lương nhìn qua chiếc kia bị tổn hại xe Audi, trong lòng thầm than, cái này là xe bus. Hôm nay tất chỉ cần đem bồi thường cho muốn trở về. Hứa Thuần Lương lắc đầu, cất bước đi vào viện tử, lối vào có hai vị tiểu cô nương chấn giữ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương lập tức nhường đường. Hứa Thuần Lương đi vào bách thảo đường, đao thanh ào ào, lại là Tào Mộc Lan vung đao hướng hắn bổ tới. Hứa Thuần Lương hướng về sau rời bước tránh thoát Tào Mộc Lan một đao kia, từ Tào Mộc Lan xuất thủ cường độ cùng tốc độ hắn đã nhìn ra, Tào Mộc Lan cũng không phải là muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ ít trước mắt không phải. Tào Mộc Lan một đao phách không, trở tay một cái vót ngang, Hứa Thuần Lương bước chân di động, thân ảnh từ trước mặt của nàng biến mất, không đợi Tào Mộc Lan quay người, Hứa Thuần Lương đã từ phía sau bắt lấy cổ tay của nàng. Tào Mộc Lan co lại cánh tay trái hướng về sau khuỷu tay kích, lại bị Hứa Thuần Lương bắt lấy cánh tay trái vặn một cái, Tào Mộc Lan không thể chịu được đau đớn thân thể hướng về phía trước nghiêng cái mông vểnh lên, Hứa Thuần Lương tay phải giành lại nàng trường đao. Dùng thân đao chiếu vào nàng cái mông vung cao hung hăng quất một cái, ngươi chính là không đánh không nhớ lâu. Tào Mộc Lan bị hắn rút đến lần này nóng bỏng, đau đến kém chút không có kêu thành tiếng. Hứa Thuần Lương đưa nàng hướng về phía trước đẩy, nàng bạch 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 vọt tới trước mấy bước mới đứng vững, nội tâm lên cơn giận dữ, mới vừa rồi bị hắn đập hai bàn tay, hiện tại lại dùng đao giật một cái, coi như phụ thân nàng cũng không có làm như vậy qua, quay người hướng Hứa Thuần Lương đánh tới, ta liều mạng với ngươi. Hứa Thuần Lương há có thể cho nàng đến gần cơ hội, mũi đao hướng về phía Tào Mộc Lan cổ họng phương hướng, Tào Mộc Lan không thể không kịp thời dừng bước lại, nếu như nàng tiếp tục vọt tới trước chỉ sợ muốn bị cây đao này mặc thành thịt xiên. Sau tấm bình phong vang lên ho khan thanh âm, Hứa tiên sinh, tiểu nữ lỗ máng, chỗ đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Râu tóc bạc trắng Hạ Hầu Tôn từ sau tấm bình phong hiện thân, kỳ thật Hứa Thuần Lương từ vừa đi vào bách thảo lâu liền cảm giác được hắn tồn tại. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Bì Môn sẽ đặt bẫy chờ đợi mình đến, tại hưởng qua một hệ liệt vị đắng về sau, bọn hắn khẳng định sẽ một lần nữa ước định cùng mình đối nghịch hậu quả. Hứa Thuần Lương phải tay run một cái, nội lực rót vào trường đao, chỉ nghe được bang lang một tiếng trường đao từ đó một phân thành hai, lại bị hắn dùng nội lực đánh gãy. Hứa Thuần Lương biểu hiện ra tay này công phu mục đích là vì lớn tiếng dọa người, để cái này hai người biết mình lợi hại, đừng lại dở trò. Tào Mộc Lan nhìn thấy trường đao cắt thành hai đoạn, trong lòng không khỏi ảm đạm, người này lại mạnh mẽ như thế, mình dễ bản không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể báo thù rửa hận. Hạ Hầu Tôn cũng là vì đó ghé mắt, người này trẻ tuổi như vậy làm sao nội lực liền hùng hậu như vậy, khó trách nữ nhi sẽ cắm trên tay hắn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, cây đao này chất lượng thép kém chút.
Hạ Hầu Tôn nói, Mộc Lan, lo pha trà. Hạ Hầu Tôn mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Tào Mộc Lan trong lòng cảm thấy lẫn lộn, phụ thân vì sao muốn trở lên tân chi lễ đãi hắn, chẳng lẽ phụ thân cũng cho là hắn không có xâm phạm qua mình, Tào Mộc Lan càng nghĩ càng là ủy khuất, có chút sự tình không thể chỉ bằng mạch tượng để phán đoán, loại chuyện này ta có cảm giác. Tào Mộc Lan nén giận đi pha trà thời điểm, lại vô ý thức vén tay áo lên, để nàng không tưởng tượng được là, một lần biến mất thủ cung xa thế mà lại xuất hiện, Tào Mộc Lan cho là mình nhìn lầm, dùng sức nháy nháy mắt, đỏ tươi như máu thủ cung xa rõ ràng khác ở chỗ cũ. Cái này sao có thể? Tối hôm qua Hứa Thuần Lương rõ ràng hư mất mình trong trắng, thật chẳng lẽ bị phụ thân bị trúng rồi? Là hắn lợi sử dụng thủ đoạn cho mình tạo thành giả tượng, không đúng, ta thời gian chưa tới, máu là từ chỗ nào đến? Loại kia như tê liệt cảm giác đau tổng không phải ảo giác của ta. Hứa Thuần Lương nói, ta đối Hạ Hầu tiên sinh nghe tiếng đã lâu, nay Nhật Phương mới gặp, thật sự là hạnh ngộ. Hạ Hầu Tôn cười nói, lão phu quy ẩn hồi lâu, sớm đã bất quá hỏi trên giang hồ thị thị phi phi, không biết Hứa tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không phải người trong giang hồ, bất quá ta nghe nói Bỉ Môn vẫn luôn là Hạ Hầu tiên sinh đang quản. Hạ Hầu Tôn cảm thán nói, Bỉ Môn sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, môn chủ cũng chỉ là một cái hư danh thôi, hoàn toàn là đồng hành nâng đỡ. Hứa Thuần Lương nói, kia Bỉ Môn sự tình Hạ Hầu tiên sinh đến tột cùng quản còn là bất kể. Tào Mộc Lan lúc này đưa trà tới, cho Hứa Thuần Lương một chén kia trực tiếp đổ đầy, có câu nói là trà ngược lại bảy phần, nàng rõ ràng là muốn để Hứa Thuần Lương không có chỗ xuống tay, nàng đối Hứa Thuần Lương hận ý không còn che giấu, cái này cũng biểu hiện ra nàng đích xác không có cái gì trả thù biện pháp. Hứa Thuần Lương cũng không có uống trà ý tứ, lấy Tào Mộc Lan hiện tại đối sự thù hận của mình, không cho hắn hạ độc cũng không tệ rồi. Hạ Hầu Tôn nói, Hứa tiên sinh chỉ chuyện gì? Hứa Thuần Lương lười nhắc cùng hắn vòng vo, tướng Vũ Viên Nghĩa mướn người chui vào trong nhà hắn ý đồ mưu hại sự tình nói. Tào Mộc Lan một bên nghe, trong lòng đối Vũ Viên Nghĩa càng phát ra phiền chán, không thể nghi ngờ, bọn hắn lần này phiền phức chính là Vũ Viên Nghĩa cho rước lấy, về sau bởi vì Viên Dung hòa thượng nhiều chuyện. Mới để cho Hứa Thuần Lương tìm hiểu nguồn gốc đi vào bọn hắn tổng bộ, hại được bản thân mất đi. Tào Mộc Lan kỳ thật hiện tại cũng có chút hoài nghi phát sinh hết thảy đến cùng phải hay không thật, mình đến tột cùng tình huống như thế nào. Thủ cung xa mất mà được lại, phụ thân bắt mạch về sau cực kỳ nói khẳng định nàng vẫn là huyền âm chi thể, chẳng lẽ từ đầu tới đuôi chính là Hứa Thuần Lương một trận đùa ác. Người này đang trêu đùa mình, nếu như đây hết thảy đều là thật, Hứa Thuần Lương thuật châm cứu thật sự là quá lợi hại. Cơ hồ có thể vượt qua nàng cha thân. Hạ Hầu Tôn nói, Hứa tiên sinh hiểu lầm ta cùng Vũ Viên Nghĩa đã sớm đoạn mất liên lạc. Tào Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ, phụ thân cuối cùng nguyện ý công khai rũ sạch cùng Vũ Viên Nghĩa quan hệ trong đó, như thế tốt lắm bất quá, người này vô cùng nguy hiểm sở phạm pháp luật, vì trốn tránh truy nã trốn đến cảnh ngoại. Hứa Thuần Lương nói, nhưng ta nghe nói Vũ Viên Nghĩa vẫn lấy Bỉ Môn tử đệ tự cho mình là, Hạ Hầu tiên sinh ý tứ của những lời này là đã đem hắn trục xuất Bỉ Môn. Hạ Hầu Tôn ha ha cười nói, Hứa tiên sinh là đang dạy ta làm việc. Hắn hiển nhiên không thừa nhận Vũ Viên Nghĩa đã bị trục xuất Bỉ Môn. Hứa Thuần Lương nói, mọi thứ đều có quy tắc, liền muốn nhìn Hạ Hầu tiên sinh làm sao tuyển. Hạ Hầu Tôn cười đến càng phát ra vui vẻ, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi cái gọi là quy tắc là cái gì. Hứa Thuần Lương nói, thường dùng quy tắc đơn giản là hai chồng, một loại là các ngươi cái gọi là giang hồ quy củ, các ngươi người làm ra chuyện như vậy. Ta có lý do tìm ngươi muốn cái bản giao. Tào Mộc Lan một bên nghe, kỳ thật dựa theo giang hồ quy củ hoàn toàn chính xác hẳn là dạng này, Vũ Viên Nghĩa cũng tốt, Nghiêm Hồng cũng được, bọn hắn đích đích xác xác đều là Bỉ Môn bên trong người, bọn hắn ở bên ngoài gây chuyện, người khác tìm căn nguyên tố nguyên đến tìm bọn hắn muốn thuyết pháp không thể bình thường hơn được, cái này tựa như tiểu hài tử ở bên ngoài gây họa, người ta đến tìm gia trưởng phụ trách, nếu như đem Bỉ Môn so sánh một cái đại gia đình. Như vậy Bỉ Môn môn chủ Hạ Hầu Tôn chính là cái này gia đình đại gia trưởng. Bất kỳ cái gì Bỉ Môn tử đệ ở bên ngoài trêu chọc thị phi hắn đều phải có trách nhiệm, đồng thời hắn cũng phải vì những này tử đệ cung cấp che chở. Hạ Hầu Tôn nói, còn có một loại đâu? Hứa Thuần Lương nói, còn có một loại chính là kinh pháp, ta đem tất cả tình huống tất cả đều phản ứng cho công an cơ quan, để cho bọn họ tới phân xử thử. Tào Mộc Lan sợ sẽ nhất là loại tình huống này. Sở dĩ Hứa Thuần Lương hỏng nàng trong sạch nàng đều không có lựa chọn lập tức báo thù, chính là sợ hãi Hứa Thuần Lương tướng chồng cơ phía dưới bí mật lộ ra ánh sáng, đến lúc đó liền coi như bọn họ có thể thoát đi,
nơi này khổ tâm kinh doanh hết thảy đều sẽ tan thành bọt nước. Hạ Hầu Tôn cười lên ha hả, chuyển hướng Tào Mộc Lan nói, Mộc Lan, người có nghe hay không, Hứa tiên sinh uy hiếp ta đâu. Tào Mộc Lan muốn đi cầm đao, tay nắm một vô ý thức đến đao đã bị Hứa Thuần Lương cho bẻ gãy. Hứa Thuần Lương nói, Hạ Hầu tiên sinh lời ấy sai rồi, ta là lời khuyên, không phải cái uy hiếp gì. Hạ Hầu Tôn nói, thôi được, người có thể bảo chứng đối chuyện nơi đây thủ khẩu như bình. Hứa Thuần Lương nói, nếu như Hạ Hầu tiên sinh tướng Vũ Viên Nghĩa trục xuất Bỉ Môn, đoạn tuyệt đối với hắn tất cả ủng hộ, cung cấp hắn chỗ ẩn thân cho ta, ta chỉ coi hết thảy chưa hề phát sinh qua. Hạ Hầu Tôn lạnh hừ một tiếng, nữ nhi của ta sự tình nói thế nào? Tào Mộc Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phụ thân không phải nói mình vẫn là huyền âm chi thể sao? Vì sao lại lật khởi khoản nợ này? Nàng cũng không có nói cho phụ thân thủ cung xa lại trở về sự tình, kỳ thật nàng cũng rất muốn nghe một chút Hứa Thuần Lương sẽ giải thích thế nào. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Tào Mộc Lan nói, Tào tiểu thư, ta chỉ là cùng ngươi mở một trò đùa, ngươi kéo ra ống tay áo liền cái gì đều hiểu. Tào Mộc Lan cắn môi một cái, mắng tặc tử. Hứa Thuần Lương gặp nàng không có kéo ống tay áo, biết nàng thủ cung xa đã tái hiện, cố ý nói, ta vốn cho rằng Tào tiểu thư ra học uyên thâm, có thể tùy tiện nhìn thấu cái này điêu trùng tiểu kỹ, không nghĩ tới a, Tào tiểu thư còn là quá đơn thuần chút. Tào Mộc Lan trong lòng thầm giận, người này rõ ràng đang nói nhà bọn hắn y thuật không được, còn tại ám chỉ mình xuẩn, Tào Mộc Lan cả giận nói, ngươi, đến tột cùng đối ta làm cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Tào tiểu thư đã coi trọng như vậy việc này, ta cũng không đành lòng tiếp tục lừa gạt ngươi, hẳn phải biết thủ cung xa cũng không phải là trời sinh, mà là lựa chọn thuần trắng yển đình, dùng đặc thù hàn ngọc dụng cụ, dùng chu sa ném uy, sau khi lớn lên mài thành phấn, dùng cái này điểm tại thiếu nữ tứ chi phía trên, có thể bảo vệ trải qua nhiều năm không lùi, nhưng trên đời này vạn sự vạn vật đều có khắc chế chi pháp, chỉ cần hơi hiểu trung y người liền hẳn phải biết chu sa sợ nam châm. Ác mặn nước, bạch hiển đình thiên địch là con cóc, tuyển con cóc lấy biển giòi nam châm tự chi. Trưởng thành sau lấy bên ngoài thân nọc độc, có thể khắc chế thủ cung xa, bất quá hiệu quả chỉ có thể duy trì 6 canh giờ, đến thời gian, thủ cung xa liền sẽ khôi phục như thường. Tào Mộc Lan chưa từng nghe nói qua còn có dạng này thao tác, Hạ Hầu Tôn cũng giống như vậy, hai cha con không nói một lời, bị Hứa Thuần Lương cho bên trên khắc sâu bài học. Tào Mộc Lan trong lòng vẫn là không giải, nhưng ta tại sao lại chảy máu, còn cảm thấy như tê liệt đau đớn. Hứa Thuần Lương tiếp tục phổ cập khoa học nói, người sở dĩ sẽ đổ máu, là ta tại eo du dưới huyệt châm, huyệt này nhưng khơi thông kinh nguyệt, chỉ muốn nắm giữ hạ châm chiều sâu, có thể khiến người bệnh trong thời gian ngắn cải biến kinh nguyệt quy luật. Tào Mộc Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, hiện tại nàng đã tin tưởng mình vẫn là hoàn bích chi thân, có thể đả thương hại cảm giác mặc dù giảm bớt, nhưng là bị vũ nhục cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt, giết người chu tâm chớ quá như là, coi như hắn không có xâm phạm thân thể của mình. Nhưng là hắn lăng nhục thông minh của mình, trong thiên hạ còn có so loại này tổn thương càng lớn sao? Tào Mộc Lan cố nén không có phát tác, trong nội tâm nàng còn có một cái bí ẩn không có đạt được giải thích, đã ngươi cái gì cũng không làm, ta vì sao lại đau đâu? Hứa Thuần Lương nói, trường cường huyệt chính là đốc mạch thứ nhất huyệt, chính là đủ thiếu âm, thiếu dương chi hội, đâm pháp khác biệt tác dụng cũng khác biệt, ta độc môn châm pháp có thể để ngươi sinh ra kéo dài cảm giác đau. Tào Mộc Lan biết mình vẫn là trong sạch. Đầu óc lại trở nên càng phát ra lăng loạn, nàng cũng học trung y nhiều năm, châm pháp mặc dù cùng Hứa Thuần Lương không thể đánh đồng, nhưng là trường cường huyệt ở nơi nào nàng là biết nói, Hứa Thuần Lương hướng nơi này ghim kim, chẳng phải là đưa nàng tư ẩn thấy rất rõ ràng, thật sự là xấu hổ mà chết ta. Hạ Hầu Tôn duỗi tay nắm chặt tay của nữ nhi cổ tay, đã phát giác được nàng muốn phát tác, biết con gái không ai bằng cha, hắn phi thường rõ ràng Tào Mộc Lan luôn luôn tự cho mình khá cao, mà lại nàng đích xác có chút năng lực. Những năm này mình bế quan trong lúc đó, nàng có thể đem sinh ý quản lý ngay ngắn rõ ràng, còn có thể cân bằng Bỉ Môn một bang nguyên lão lợi ích, nhưng là lần này tại Hứa Thuần Lương trước mặt thua thất bại thảm hại, cái này khiến nàng có thể nào chịu phục. Hạ Hầu Tôn nói, Mộc Lan, người đi ra ngoài một chút, ta muốn cùng Hứa tiên sinh đơn độc nói chuyện. Tào Mộc Lan cắn môi một cái, cố nén lửa giận rời đi, từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có dạng này cảm giác bị thất bại. Nàng lại bị một cái nam nhân lừa thảm hại như vậy, trí thông minh bị đối phương dẫm tại dưới chân lặp đi lặp lại ma sát. Tào Mộc Lan rời đi về sau Hạ Hầu Tôn thở dài nói, Hứa tiên sinh chớ trách, tiểu nữ tâm cao khí ngạo, chỗ đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Hứa Thuần Lương nói, Hạ Hầu tiên sinh, kỳ thật ngươi ta ở giữa cũng vô lợi hại quan hệ,
Vũ Viên Nghĩa tồn tại đối với ngươi mà nói cũng là một cái uy hiếp, ngươi cần gì phải vì một cái dạng này người đem toàn bộ Bì Môn đặt nguy hiểm hoàn cảnh đâu. Hạ Hầu Tôn cảm thán nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Vũ Viên Nghĩa chính là kết bái huynh đệ, ra ngoài đạo nghĩa giang hồ ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem hắn bán. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi dùng thuốc đông y trồng căn cứ làm yểm hộ trộm đào quốc gia bảo tàng, vẻn vẹn chuyện này ta là có thể đem ngươi đưa vào ngục giam. Hắn cười nói, nhưng Vũ Viên Nghĩa sở tác sở vi xúc phạm quốc gia pháp luật, cũng xấu giang hồ quy củ, đổi thành người khác sớm nên thanh lý môn hộ, giữ gìn chính nghĩa. Hạ Hầu Tôn nội tâm tựa hồ có chỗ buông lỏng, trầm giọng nói, ta có thể đem hắn trục xuất Bì Môn, tất cả Bì Môn đệ tử đều không được nối giáo cho giặc. Về phần hắn hiện tại người ở chỗ nào ta thật không biết. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Hạ Hầu Tôn chịu làm như vậy tương đương đoạn mất Vũ Viên Nghĩa đường lui, Vũ Viên Nghĩa chi như vậy phách lối hoàn toàn là Bì Môn đệ tử cho hắn ủng hộ. Hạ Hầu Tôn đem hắn trục xuất Bì Môn liền mang ý nghĩa Vũ Viên Nghĩa cũng không còn cách nào vận dụng Bì Môn đệ tử lực lượng. Con hàng này một khi biến thành quang can tư lệnh tự nhiên thực lực giảm lớn, hắn cũng không thể tự mình tới hành thích đi, nếu như hắn dám đến, định để hắn có đi không về. Hạ Hầu Tôn đương nhiên sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, hắn cũng có điều kiện, đưa ra làm trao đổi, Hứa Thuần Lương nhất định phải vì hắn bảo thủ nơi này bí mật, còn có, muốn trị tốt Hồng Tụ cùng Nghiêm Hồng. Hai người kia với hắn mà nói đều không phải thường trọng yếu, Hồng Tụ là hắn con gái nuôi, Nghiêm Hồng là hắn hảo hữu chất nhi. Yêu cầu như vậy không tính là quá phận, Hứa Thuần Lương nguyên bản đối hai người bọn họ ra tay chính là muốn dẫn ra phía sau màn đại lão Hạ Hầu Tôn, đã chính chủ nhân đã hiện thân. Lại tra tấn hai người bọn họ cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hứa Thuần Lương gật đầu đáp ứng, hai người trước mắt đều tại Bách Thảo Đường bên trong, Hứa Thuần Lương trước là Hồng Tụ thi châm về sau Hồng Tụ mất khống chế cảm xúc cấp tốc trở về bình tĩnh. Về phần Nghiêm Hồng, Hứa Thuần Lương ngay trước Hạ Hầu Tôn bột lấy ra trong cơ thể hắn thu hậu tuyệt mệnh châm. Hạ Hầu Tôn một bên nhìn xem, hai mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc chi sắc, mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Hứa Thuần Lương châm pháp vẫn là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hứa Thuần Lương tướng cây kia lấy ra kim châm cứu thu hồi, đang chuẩn bị tỉnh lại Hồng Tụ thời điểm, đã thấy Hạ Hầu Tôn phốc. Phun ra một ngụm máu đến, thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã xuống. Hạ Hầu Tôn nằm trên mặt đất, tay chân không ngừng run rẩy, hết lần này tới lần khác lúc này Tào Mộc Lan từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tào Mộc Lan giật nảy cả mình, cả giận nói, dâm tặc, người dám hại phụ thân ta. Nàng từ thân sau lại rút ra một cây đao đến, vừa rồi đi ra ngoài càng nghĩ càng sinh khí, chọn lấy người đứng đầu hảo đao đến tìm Hứa Thuần Lương tính sổ sách. Hứa Thuần Lương nói, người có thể hay không sử dụng đầu óc, ta không có đụng hắn, hắn thổ huyết liên quan ta cái dám. Hạ Hầu Tôn run giọng nói, Mộc Lan, không được, lỗ mãng, phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tào Mộc Lan nhìn thấy phụ thân lại thổ huyết, lập tức thất kinh, tiến lên một bước, bắt lấy phụ thân cánh tay, phụ thân. Người là thế nào? Hạ Hầu Tôn đã nói không ra lời. Tào Mộc Lan ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thuần Lương, người này y thuật cao siêu, bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có hắn, người nhanh giúp ta một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm có như thế cầu người. Ta là gì của ngươi? Thế mà ra lệnh cho ta. Tào Mộc Lan cũng ý thức được thái độ của mình có vấn đề, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cúi đầu xuống, van cầu ngươi, giúp ta một chút có được hay không? Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói cái gì? Van cầu ngươi, giúp ta mau cứu phụ thân ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tránh ra. Tào Mộc Lan buông ra Hạ Hầu Tôn, Hứa Thuần Lương đi tới gần, đưa tay khoác lên Hạ Hầu Tôn trên mạch môn, ngón tay chạm đến da của hắn tựa như sờ đến khối băng. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, người này đến tột cùng được thật sao bệnh bộc phát nặng. Thân thể trở nên cùng thi thể, lại thổ huyết không chỉ. Tào Mộc Lan đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đột nhiên Hạ Hầu Tôn phản tay nắm lấy Hứa Thuần Lương cổ tay, ngón tay cái gắt gao chế trụ Hứa Thuần Lương thái uyên huyệt, tựa như mãnh hổ bổ nhào vào Hứa Thuần Lương trên thân, hai chân quấn lấy Hứa Thuần Lương thân thể, giống như cây già bản rễ. Hứa Thuần Lương cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh biến hóa như thế, Hạ Hầu Tôn lại dùng dạng này thủ đoạn hèn hạ đánh lén mình, Hứa Thuần Lương lặn vận nội lực chuẩn bị toàn lực tướng lão già này vãi ra. Nhưng thái uyên huyệt bị Hạ Hầu Tôn khóa chỗ ở tựa hồ phá một cái cửa thông gió, nội tức liên tục không ngừng hướng bên ngoài trào lên mà ra. Hứa Thuần Lương này kinh không thể coi thường, phổi hướng trăm mạch, mạch sẽ thái uyên, khí là huyết chi thống soái, thái uyên huyệt mở tại dần, đến khí trước hết nhất, chính là nhân thể trọng yếu nhất huyệt đạo một trong. Hứa Thuần Lương thể nội nội tức từ quá uyên huyệt tuôn ra về sau,
hướng chảy địa phương lại là Hạ Hầu Tôn thể nội. Hạ Hầu Tôn tựa như một vòng xoáy khổng lồ liên tục không ngừng hấp thụ Hứa Thuần Lương nội lực. Tại Hứa Thuần Lương trong ấn tượng, hấp thụ hắn người nội lực là tự thân sử dụng công pháp cao thâm nhất không ai qua được Bắc Minh thần công, người tu luyện chân khí sẽ trong đan điền, hình thành một cái từ hướng ngoại bên trong, cao tốc vận chuyển xoáy cơn xoáy, toàn thân mỗi chỗ huyệt đạo, đều sẽ sinh ra một cỗ vòng xoáy hấp lực, nhưng hấp thụ hắn người nội lực, hóa thành Bắc Minh chân khí. Âm dương gồm cả, dương cương dày vò như hỏa lô, âm nhu lạnh tại hàn băng mấy lần. Kỳ thật Hứa Thuần Lương vẫn luôn tại lưu ý Hạ Hầu Tôn biểu hiện, nhưng là vẫn không thể đối người này thực lực làm ra chính xác ước định. Hạ Hầu Tôn rất tốt che giấu điểm này, trước tại đàm phán quá trình bên trong biểu hiện để bước, sau đó lại có kè mặc cả, gia tăng có độ tin cậy, cuối cùng còn trình diễn vừa ra bệnh cấp tính thổ huyết. Dù sao cũng là bì môn môn chủ, đa mưu túc trí tâm cơ sâu nặng, liền Hứa Thuần Lương đều bị hắn thành công lừa qua. Hứa Thuần Lương càng nghĩ vùng thoát khỏi Hạ Hầu Tôn, hắn quấn vuốt ve liền càng chặt, Hứa Thuần Lương nguyên bản ý đồ dùng nội lực tướng Hạ Hầu Tôn bắn ra, nhưng càng là sử dụng nội lực, đối phương hấp lực liền càng thêm mạnh mẽ, Hứa Thuần Lương nội lực chạy trốn tốc độ cũng càng nhanh. Hứa Thuần Lương không còn dám vọng động nội lực, nâng lên đấu trí, ra sức tướng Hạ Hầu Tôn ôm lấy sau đó hung hăng vào tới mặt tường, Hạ Hầu Tôn phía sau lưng đụng vào kiên cố trên vách tường, bồng bồng có âm thanh. Nhưng là hắn tứ chi chăm chú khóa lại Hứa Thuần Lương, giống như giỏi trong xương. Hứa Thuần Lương hét lớn một tiếng, bay lên không vọt lên hung hăng tướng Hạ Hầu Tôn ép ngã trên mặt đất. Hạ Hầu Tôn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nội lực hình thành luồng khí xoáy ra tốc chuyển động, kiệt lực rút hút lấy Hứa Thuần Lương nội lực. Tào Mộc Lan hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh dạng này chuyển biến, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong lòng cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh hỉ. Ngược lại cảm thấy sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân cái dạng này. Hứa Thuần Lương ôm Hạ Hầu Tôn vừa đi vừa về va chạm, bách thảo lâu bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng mặc hắn cố gắng như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi Hạ Hầu Tôn dây dưa. Hứa Thuần Lương cảm giác thân thể ngay tại một chút xíu bị móc sạch, từ trước đến nay đến cái này thế giới đến nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Hạ Hầu Tôn lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Hứa Thuần Lương biết đây là nội lực của mình bị hắn hút đi nguyên nhân, này lên kia xuống, đối phương càng cường đại, mình càng yếu ớt. Tào Mộc Lan mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nhìn thấy Hứa Thuần Lương phản kích càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã không động đậy được nữa, ý thức được phụ thân hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hạ Hầu Tôn rốt cục buông ra mềm liệt như bùn Hứa Thuần Lương, hắn đứng thẳng người, lay động một cái cổ, xương cổ khớp nối phát ra pháo thanh âm thanh thúy. Tào Mộc Lan run giọng nói, phụ thân, người không có sao chứ? Hạ Hầu Tôn nói, ta tự nhiên không có việc gì, tiểu tử này thật sự là kỳ quái a, đã hôn mê thế mà còn tại chống lại ta. Hắn vốn là muốn tướng Hứa Thuần Lương toàn bộ nội lực hút khô, nhưng hút lấy có chút không đúng, cảm giác càng hút càng là tốn sức, Hứa Thuần Lương thể nội tựa hồ có loại sức mạnh đang cùng hắn chống lại, đây là hắn đi qua chưa hề gặp phải tình trạng. Lúc này Nghiêm Hồng tỉnh lại, mở ra hai mắt nói, cái này. Đây là địa phương nào? Nhìn thấy Hạ Hầu Tôn hắn sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được cửa. Môn chủ. Hạ Hầu Tôn nói, ngươi là lão Nghiêm chất tử. Nghiêm Hồng gật đầu nói, là ta. Hạ Hầu Tôn lại nói, là ngươi đem người này đưa đến nơi này. Nghiêm Hồng cuống quýt té quỵ dưới đất, môn chủ thứ tội, thuộc hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hạ Hầu Tôn mỉm cười nói, ngươi sợ cái gì? Ta lại không trách ngươi. Ta và ngươi thúc thúc tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi là cháu của hắn, chính là cháu của ta làm sao lại thấy chết không cứu đâu. Ngươi không cần lo lắng, trong cơ thể ngươi độc châm ta đã giúp ngươi lấy ra. Nghiêm Hồng cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ môn chủ. Hạ Hầu Tôn nói, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta. Nghiêm Hồng trong lòng khẽ giật mình, thuộc hạ từ nay về sau cái này cái tính mạng liền giao cho môn chủ trên tay. Hạ Hầu Tôn nói, tốt, rất tốt. Nói xong câu đó, hắn đưa tay trái ra nhẹ nhàng rơi vào Nghiêm Hồng đỉnh đầu, bởi vì hắn xuất thủ chậm chạp, Tào Mộc Lan cũng lấy vì phụ thân chỉ là đối vãn bối vuốt ve. Nghiêm Hồng sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác quanh thân huyết dịch trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, nội tức theo máu chảy bay thẳng bách hội. Bách hội chính là tam dương ngũ hội chi huyệt, y lý thuyết y học bên trên có khai khiếu tỉnh não, về dương cố thoát tác dụng. Cùng Hứa Thuần Lương so sánh. Nghiêm Hồng điểm này tu vi liền sau bữa ăn món điểm tâm ngọt cũng không tính, ngắn ngủi trong vòng mấy giây, Nghiêm Hồng sắc mặt liền từ đỏ chuyển bạch, từ bạch biến thanh, quanh thân run rẩy không thôi.
Hạ Hầu Tôn trong lòng khinh thường chi cực, loại phế vật này ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, ánh mắt một lần nữa rơi vào đã hôn mê bất tỉnh Hứa Thuần Lương trên thân, người này nội lực cực kỳ dồi dào, còn có không ít chưa từng bị mình hút đi, đợi lát nữa còn muốn thử một chút. Đột nhiên hắn lòng bàn tay như là bị kim đâm, Hạ Hầu Tôn phát giác được dị dạng cuống quýt rời bàn tay. Nghiêm Hồng thân thể thẳng tắp nhào ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, Hạ Hầu Tôn chỗ nào lo lắng quản sống chết của hắn, tướng tay trái góp ở trước mắt, đã thấy tay trái huyệt lao cung chỗ có một cái nho nhỏ lỗ kim, huyệt lao cung lại xưng quỷ đường, quỷ người cùng trời tương đối, bình thường chỉ địa bộ. Đường, con đường, quỷ đường tên ý chỉ trong huyệt khí huyết đến từ địa bộ. Bản huyệt vật chất chủ yếu là tỳ trong đất bao gồm nước ẩm ướt hóa khí chi khí, khí huyết vật chất là đến từ địa bộ, tên cổ quỷ đường. Huyệt lao cung khí huyết vận hành biến hóa biểu hiện ra thuộc tính ngũ hành làm lửa, tính tình khô giáo, theo trung xung huyệt truyền đến nóng khô chi khí thẳng lên thiên chi thiên bộ, biểu hiện ra lửa viêm bên trên đặc thù. Hạ Hầu Tôn đương nhiên sẽ không cho là Nghiêm Hồng có ám toán mình năng lực, lúc này hắn toàn bộ cánh tay phải thủ quyết âm tâm bao kinh đều có loại bị xuyên thấu cảm giác đau, đại lăng huyệt, nội quan huyệt, gian sử huyệt, khích môn huyệt, khúc trạch huyệt, thiên tuyền huyệt, thiên trì huyệt tất cả đều xuất hiện phần rỗng. Kinh lạc của hắn cùng huyệt bị một cây thật nhỏ như lông châu kim châm cứu đâm xuyên. Hạ Hầu Tôn hơi chút suy nghĩ lập tức nghĩ thấu nguyên nhân trong đó, Hứa Thuần Lương vừa rồi căn bản cũng không có trợ giúp Nghiêm Hồng lấy ra thu hậu tuyệt mệnh châm, hoặc là kia thu hậu tuyệt mệnh châm không chỉ một cây, Hứa Thuần Lương lưu lại một tay. Kỳ thật muốn trách chỉ có thể trách Hạ Hầu Tôn mình, hắn quá tham lam, từ Hứa Thuần Lương thể nội hút đi nhiều như vậy nội lực còn không vừa lòng, thậm chí ngay cả Nghiêm Hồng cũng không buông tha. Hấp thụ Nghiêm Hồng thể nội điểm này đáng thương nội tức lúc sau, thu hậu tuyệt mệnh châm bị hấp lực kéo theo lần theo Nghiêm Hồng kinh mạch lưu động, xông ra huyệt bách hội, trực tiếp tiến vào Hạ Hầu Tôn huyệt lao cung. Hạ Hầu Tôn phát giác được dị dạng lúc sau đã chậm, mặc dù hắn lập tức đình chỉ rút hút, nhưng là rút hút quán tính vẫn mang theo căn này độc châm chảy vào kinh mạch của hắn, thuận lợi xuyên thấu từng cái huyệt, thẳng đạt thiên trì, nếu như căn này châm vẻn vẹn tồn tại hắn cánh tay, hắn có lẽ còn có thể tự hành giải quyết. Nhưng là thiên trì huyệt vị tại bộ ngực, khoảng cách tim phổi rất gần. Nhìn qua huyệt lao cung nhỏ bé lỗ kim, Hạ Hầu Tôn trong nội tâm âm tình bất định. Tào Mộc Lan cũng không biết phụ thân xảy ra chuyện gì, nàng đi vào Nghiêm Hồng bên người, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, lại sờ lên hắn mạch môn, Nghiêm Hồng đã chết. Tào Mộc Lan lại đi tới Hứa Thuần Lương bên người, thăm dò Hứa Thuần Lương hơi thở, cảm giác hắn vẫn có hô hấp, mạch đập mặc dù yếu ớt nhưng là vẫn đang nhảy nhót. Tào Mộc Lan nói, phụ thân. Hạ Hầu Tôn đột nhiên quay đầu lại hung ác nham hiểm ánh mắt thấy Tào Mộc Lan không rét mà run, Hạ Hầu Tôn tâm tình lúc này cực kỳ ác liệt, cái gì? Tào Mộc Lan thấp giọng nói, Nghiêm Hồng chết rồi. Hạ Hầu Tôn lạnh hừ một tiếng, như thế phản bội bì môn, dẫn sói vào nhà nghịch tặc chết không có gì đáng tiếc. Tào Mộc Lan trong lòng khẽ giật mình, phụ thân trước đây không phải đã nói, Nghiêm tiên sinh là hắn mạc nghịch chi giao, muốn cứu Nghiêm Hồng sao? Chẳng lẽ hắn tất cả đều là nói cho mình nghe? Tào Mộc Lan mặc dù không rõ ràng Nghiêm Hồng đến cùng chết như thế nào, nhưng tận mắt thấy phụ thân tay rơi vào đỉnh đầu của hắn không lâu về sau, Nghiêm Hồng liền biến thành một cỗ thi thể, Tào Mộc Lan chưa hề nghĩ tới giết người, Hứa Thuần Lương ngoại trừ. Nhưng bây giờ nàng cũng không muốn giết Hứa Thuần Lương, mặc dù Hứa Thuần Lương trêu đùa nàng đủ đáng hận, nhưng là cũng không nghĩ muốn giết hắn tình trạng. Hạ Hầu Tôn ánh mắt lại lần nữa đi vào Hứa Thuần Lương trên thân. Tào Mộc Lan âm thầm lo lắng, phụ thân sẽ không phải liền Hứa Thuần Lương cũng muốn giết đi. Hạ Hầu Tôn vốn là muốn hút làm Hứa Thuần Lương nội lực, sau đó lại đem hắn giết chết, bảo trụ bí mật biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn trăm phương ngàn kế thừa dịp Hứa Thuần Lương không sẵn sàng đem cầm dưới, lại nghĩ không ra thế mà phá hủy ở Nghiêm Hồng trên thân. Hứa Thuần Lương chắc chắn sẽ không chuyên môn thiết hạ cái này cái bẫy để hắn đi chui. Lúc trước điểm xuất phát hẳn là tại Nghiêm Hồng trên thân biện pháp dự phòng, ai đều sẽ không nghĩ tới Hạ Hầu Tôn tham niệm tướng căn này châm dẫn hướng chính mình. Hạ Hầu Tôn nâng lên Hứa Thuần Lương, lại để cho Tào Mộc Lan cùng Hồng Tụ cùng một chỗ tướng Nghiêm Hồng thi thể làm đến phía dưới. Tào Mộc Lan thầm kêu không ổn, xem ra phụ thân đối Hứa Thuần Lương cũng động sát tâm, trong ấn tượng của nàng phụ thân từ trước đến nay hiền lành, mà lại chú trọng đạo nghĩa giang hồ tình nghĩa huynh đệ. Trước đây nàng nhiều lần khuyên nhủ phụ thân tướng Vũ Viên Nghĩa trục ra bỉ môn, hắn đều không đành lòng, nhưng hôm nay phụ thân biểu hiện có thể nói là lật đổ nàng ấn tượng, nếu như hắn thật coi trọng đạo nghĩa giang hồ, cũng không sẽ giết Nghiêm Hồng. Hạ Hầu Tôn tướng Hứa Thuần Lương một lần nữa dẫn tới luân hồi trong trận, Tào Mộc Lan cùng Hồng Tụ hai người dơ lên Nghiêm Hồng thi thể,
mới tiến vào vận minh đạo, Hạ Hầu Tôn liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, đem hắn thả ở nơi nào? Hạ Hầu Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút lên đường, không cần phải để ý đến hắn, các ngươi trước đi theo ta. Hai người đi theo Hạ Hầu Tôn đi vào hắn chỗ tu luyện, Hạ Hầu Tôn thở dài nói, chuyện hôm nay, thật không phải ta nguyện, nhưng ta nếu là không làm như vậy, nơi này hết thảy chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, đến lúc đó chúng ta khổ tâm kinh doanh hết thảy liền sẽ tan thành bọt nước. Hắn đi rót hai chén trà đưa cho Hồng Tụ cùng Tào Mộc Lan, Hứa Thuần Lương âm hiểm độc ác, vừa rồi ta suýt nữa bị hắn ám toán. Tào Mộc Lan nói, hắn vừa mới không phải muốn cứu ngươi sao? Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy, rõ ràng là phụ thân trước đối Hứa Thuần Lương xuất thủ. Hạ Hầu Tôn nói, hắn há sẽ tốt phụng như vậy. Ngươi không nên bị hết thảy trước mắt làm cho mê hoặc, Nghiêm Hồng chính là chết ở trong tay của hắn, là hắn cố ý lưu lại một cây thu hậu tuyệt mệnh châm tại Nghiêm Hồng thể nội, ta coi như muốn cứu hắn cũng không kịp. Hắn từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một viên màu đỏ đan dược, một viên đưa cho Hồng Tụ, một viên đưa cho Tào Mộc Lan, nữ nhi, ngươi trước đem viên này thanh độc đan ăn vào, thanh trừ thể nội độc tố, ta gánh tâm Hứa Thuần Lương ở trên thân thể ngươi động tay chân. Tào Mộc Lan tướng viên kia thanh độc đan ăn vào, lại uống ngụm nước trà. Hồng Tụ khóe môi giật giật muốn nói lại thôi, cầm viên đan dược kia lại chậm chạp không có ăn vào, Hạ Hầu Tôn nói, ngươi làm sao không ăn? Hồng Tụ nói, ta giống như không có chuyện gì. Hạ Hầu Tôn nói, ngươi biết cái gì? Mau ăn. Hồng Tụ cười nói, Mộc Lan, ngươi rời đi trước ta cùng môn chủ nói riêng câu nói. Tào Mộc Lan nhìn lấy bọn hắn, luôn cảm thấy giữa hai người có chút cổ quái, không biết Hồng Tụ vì sao muốn mình né tránh. Hạ Hầu Tôn lạnh lùng nhìn qua Hồng Tụ nói, có lời gì ngươi một mực nói ra, nữ nhi của ta cũng không phải ngoại nhân. Hồng Tụ nói, vẫn là nói riêng tương đối tốt. Tào Mộc Lan cầm lấy ly kia trà lại uống vào mấy ngụm, kỳ quái là, làm sao càng uống càng là khát nước. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không thanh độc đan tác dụng phụ. Kinh ngạc nói, phụ thân, ta làm sao như thế khát nước. Hạ Hầu Tôn mỉm cười nói, khát nước liền uống nước, ta quên nói cho ngươi, cái này thanh độc đan ăn hết đích thật là có chút khát nước, uống nhiều nước một chút liền không sao. Tào Mộc Lan nhẹ gật đầu, nhưng là càng uống càng khát, mặt đỏ tim run. Lúc này nàng lưu ý đến Hồng Tụ vụng trộm hướng nàng nháy mắt, Tào Mộc Lan trong lòng càng kỳ quái, Hồng Tụ cái này là vì sao? Chẳng lẽ phụ thân sẽ hại mình? Nhưng là khát nước cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong đầu hiện ra để cho người ta tim đập đỏ mặt tràng cảnh, lại là mình cùng một cái nam nhân quấn quýt lấy nhau, nam nhân kia khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng là nàng vẫn có thể kết luận là Hứa Thuần Lương. Tào Mộc Lan đi về phía trước một bước uyển như say rượu bước chân phù phiếm, một cái lảo đảo. Hồng Tụ đỡ lấy nàng, thừa cơ bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, đi mau. Hồng Tụ thanh âm mặc dù rất nhỏ, lại bị Hạ Hầu Tôn nghe được rõ ràng. Hạ Hầu Tôn nói, Hồng Tụ, người nói cái gì? Hồng Tụ tướng Tào Mộc Lan ngăn ở phía sau run giọng nói, Mộc Lan. Nàng là con gái của ngươi à? Hạ Hầu Tôn cười nói, cái này còn cần ngươi nói, nữ nhi của ta tự nhiên do ta đến quan lòng chiếu cố. Hồng Tụ giọng the thé nói, đi mau, hắn là cái xúc sinh, hắn là cái xúc sinh. Đầu óc quay cuồng Tào Mộc Lan từ Hồng Tụ trong tiếng thét chói tai minh bạch cái gì, nàng quay người trốn ra phía ngoài đi mặc dù nàng lặp đi lặp lại nói với mình phụ thân hẳn là sẽ không thương tổn tới mình, nhưng đến từ bản năng đối nguy hiểm sợ hãi vẫn để nàng lựa chọn trốn tránh. Hồng Tụ rút ra một cây tiểu đao hướng Hạ Hầu Tôn ngay ngực đâm tới, lại bị Hạ Hầu Tôn bắt lại cổ tay. Hạ Hầu Tôn lạnh lùng nhìn qua Hồng Tụ, ngươi nói cái gì? Hồng Tụ nói, ngươi chính là cái xúc sinh, ta là ngươi con gái nuôi, vô luận ngươi như thế nào đối ta liền nhận, nhưng Mộc Lan là ngươi thân nữ nhi, ngươi thả qua nàng, có cái gì hướng về phía ta tới? Làm ta cầu ngươi, Hạ Hầu Tôn trên mặt tràn ngập trào phúng, xông ngươi đến. Ngươi xứng sao, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một đạo món ăn khai vị, vĩnh viễn không tính là bữa ăn chính. Mộc Lan huyền âm chi thể là ta bỏ ra hơn 20 năm tâm huyết dưỡng thành, ngươi làm sao so ra mà vượt. Hồng Tụ dùng hết toàn lực thét to, Mộc Lan mau trốn. Hạ Hầu Tôn khinh thường nói, trốn. Tại cái này vận binh đạo bên trong, nàng lại có thể chạy trốn tới địa phương nào. Hồng Tụ mắng, ngươi chính là cái táng tận thiên lương không bằng heo chó xúc sinh. Những năm gần đây ngươi đối ta đủ kiểu lăng nhục, thay đổi biện pháp tra tấn ta trưởng khống ta, bây giờ lại nghĩ đối mình nữ nhi ra tay. Hạ Hầu Tôn ha ha cười nói, yến tước sao biết trí hồng hộc, ta cả đời này lấy truy cầu trí cao võ học làm mục đích,
sớm đã khám phá hồng trần thế tục, cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì huyết nhục thân tình, tất cả đều là chó cái rắm. Nhìn về phía Hồng Tụ, ánh mắt từ từ âm tàn, nhô ra tay đi tóm lấy Hồng Tụ cổ, càng ách càng chặt, Hồng Tụ liều mạng giãy giụa, nhưng nàng kia điểm lực lượng tại Hạ Hầu Tôn trước mặt tựa như giọt nước trong biển cả, căn bản hơi không túc đạo. Theo Hạ Hầu Tôn phát lực, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Hồng Tụ xương cổ từ đó bẻ gãy, cả người tựa như bị các cổ gà quay, đống bùn nhão một dạng ngã xuống đất. Hạ Hầu Tôn phát lực thời điểm vẫn là cảm giác được đến từ thiên chỉ huyệt đâm nhói, thiên ý trêu người, thần công sắp đại thành lại bàng sinh chi tiết, muốn tướng độc trong người châm nghịch hướng bước ra kinh mạch, chỉ có mượn dùng lô đỉnh chi lực. Cái này lô đỉnh chính là Tào Mộc Lan, Tào Mộc Lan từ xuất sinh khởi uống thuốc đan dược chi tinh bên ngoài Mộc Bách Thảo chi tắm. Hạ Hầu Tôn vì chế tạo nàng huyền âm chi thể hao tốn giá cả to lớn, có thể nói Tào Mộc Lan chính là hắn tinh tâm chế tạo tác phẩm, chuyên cung cấp mình hưởng dụng độc nhất vô nhị tác phẩm. Cho nên Hạ Hầu Tôn tại phát hiện Tào Mộc Lan thủ cung xa biến mất thời điểm cảm giác như là giống hết y như là trời sập, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện Tào Mộc Lan vẫn là huyền âm chi thể, trận này sợ bóng sợ gió kiên định hắn kịp thời luyện hóa lô đỉnh quyết tâm. Tào Mộc Lan dù sao đã trưởng thành, theo nàng tuổi tác tăng trưởng, phong hiểm cũng đang nhanh chóng gia tăng, mấu chốt nhất ở chỗ nàng huyền âm chi thể đã thành. Hạ Hầu Tôn vừa rồi hấp thụ Nghiêm Hồng nội tức thời điểm, vô ý tướng độc châm hút vào kinh mạch, bây giờ căn này độc châm ngay tại hắn thiên chỉ huyệt, lấy Hạ Hầu Tôn chi năng cũng vô pháp thuận lợi tướng độc châm bước ra, cho nên hắn nghĩ tới lô đỉnh chi thuật, lợi dụng Tào Mộc Lan huyền âm chi thể, đột phá tu luyện tầng cuối cùng, tiến vào cảnh giới viên mãn, độc châm kia đương nhiên sẽ không trở thành vấn đề. Hồng Tụ là hắn con gái nuôi, cũng là hắn lô đỉnh một trong, hiện tại Hồng Tụ đã không có bất kỳ giá trị gì, lúc đầu Hạ Hầu Tôn cũng không nghĩ giết nàng, nhưng Hồng Tụ phát giác Hạ Hầu Tôn dụng ý thực sự dám nhắc nhở Tào Mộc Lan, Hạ Hầu Tôn há có thể dung nàng. Hạ Hầu Tôn đối Hồng Tụ không có chút nào thương tiếc chi tình, vượt qua thi thể của nàng, truy tìm Tào Mộc Lan bước chân, hắn cũng không nóng nảy, vừa đi vừa nói, Mộc Lan, ngươi không cần sợ hãi, Hồng Tụ tâm thuật bất chính. Vẫn luôn đang ly gián chúng ta cha con chi tình, ta làm sao lại tổn thương mình nữ nhi đâu. Tào Mộc Lan lảo đảo trốn hướng thang máy, lại phát hiện thang máy đã mất linh, nhất định là có người dự động thủ trước chân, Nghiêm Hồng chết rồi, Hứa Thuần Lương vẫn còn đang hôn mê trạng thái, Hồng Tụ không có khả năng làm chuyện này, nếu như là nàng, nàng liền sẽ không nhắc nhở mình đào tẩu, còn lại duy nhất khả năng chính là phụ thân rồi. Tào Mộc Lan thật sự là không nghĩ ra, phụ thân tại sao muốn hại mình. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, trải qua nhiều năm như vậy hắn đối với mình yêu mến chẳng lẽ tất cả đều là ngụy trang. Tào Mộc Lan thân thể càng ngày càng nóng, nàng không dám ở nguyên địa dừng lại, cái này vận binh lương đạo mặc dù răng khắp nơi, chỗ ẩn thân đông đảo, nhưng là luận đến đối đất dưới quen thuộc nàng làm sao hơn được trường kỳ sinh hoạt dưới đất phụ thân. Giờ này khắc này Tào Mộc Lan cô đơn bất lực, nội tâm từ từ tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không có ngồi chờ chết. Hỗn loạn trong đầu không ngừng xuất hiện một nam một nữ dây dưa cùng nhau cảnh tượng, Hứa Thuần Lương khuôn mặt lặp đi lặp lại tại não trong biển thoáng hiện. Cái này dưới đất còn có một người sống, Hứa Thuần Lương còn sống, Tào Mộc Lan hiện tại trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, mau chóng tìm tới Hứa Thuần Lương, hắn là mình đào thoát ma chảo hy vọng duy nhất. Tào Mộc Lan vẫn rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân nói qua Hứa Thuần Lương bị hắn ném vào hồng trần luân hồi trận. Tào Mộc Lan hiện tại đi đường đều không thể trở thành một đường thẳng, còn như hán tử say lảo đảo trốn vào luân hồi trận. Hạ Hầu Tôn lúc này cầm tay đèn một bước đi hướng luân hồi trận lối vào, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, Mộc Lan, ngươi không cần phải sợ, để vi phụ hảo hảo thương yêu thương ngươi. Tào Mộc Lan ý thức dần dần mơ hồ, nàng dùng sức cắn nát bờ môi, dùng đau đớn kích thích mình bảo trì thanh tỉnh, bởi vì một khi đánh mất ý thức, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nàng rốt cục thấy được Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tứ ngưỡng bát xoa nằm tại luân hồi trong trận, không biết sống hay chết. Bởi vì trốn được quá mau, chân hạ một cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại Hứa Thuần Lương bên người, Tào Mộc Lan không để ý tới thân thể đau đớn, nắm lên Hứa Thuần Lương cánh tay nói tỉnh, mau tỉnh lại. Hứa Thuần Lương y nguyên thở ơ, lúc này Hạ Hầu Tôn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tào Mộc Lan vừa kinh vừa sợ, nước mắt đều chảy ra, Hứa Thuần Lương, ngươi tỉnh. Ta cầu ngươi, ngươi tỉnh. Ánh đèn từ bên ngoài ném bắn vào, Hạ Hầu Tôn nện bước không nhanh không chậm bước chân xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ánh đèn chiếu sáng Tào Mộc Lan sợ hãi khuôn mặt, Hạ Hầu Tôn nhẹ giọng chậm ngữ nói, ngoan, không sợ. Nếu như tại bình thường, Tào Mộc Lan sẽ cho rằng đây là phụ thân hiền lành yêu mến biểu hiện,
nhưng bây giờ nàng nghe được câu này còn lại chỉ có sợ hãi cùng buồn nôn. Tào Mộc Lan cảm giác thân thể của mình nóng hổi, trong nội tâm tựa như ngàn vạn cái sâu kiến đang bò, ngứa lạ vô cùng, loại cảm giác này một mực hướng phía dưới truyền lại, nàng vô ý thức siết chặt nắm đấm, kẹp chặt hai chân, kiệt lực cùng cái này chồng khó mà mở miệng cảm giác chống lại. Hạ Hầu Tôn mỉm cười nhìn qua dưới ánh đèn Tào Mộc Lan, phảng phất ác lang khóa chặt nó con mồi, cái này con mồi hôm nay tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tào Mộc Lan run giọng nói, ngươi đến tột cùng, cho ta ăn cái gì? Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy nên là phụ thân cho hắn ăn vào màu đỏ dược hoàn có gì đó quái lạ. Hạ Hầu Tôn nói, cửu dương liệu âm đan, có thể kích phát ra trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được thể nội nóng rực vô cùng, ngứa lạ khó nhịn. Một hồi sẽ qua, huyền âm chi khí bị kích phát ra đến về sau, ngươi liền sẽ cảm giác được như rơi vào hầm băng. Nếu trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí tại hai canh giờ bên trong không thể được đến kịp thời phát tiết, ngươi liền chỉ còn lại một con đường chết. Thông qua hắn lời nói này, Tào Mộc Lan đã ý thức được cửu dương liệu âm đan đáng sợ, nàng dưng dưng nói, phụ thân, ngươi là phụ thân của ta, vì sao muốn như vậy hại ta? Hạ Hầu Tôn nói, ta dưỡng dục ngươi hơn 20 năm, những năm này ta xem ngươi là hòn ngọc quý trên tay, đối ngươi che chở trăm bề, nếu là không có ta, ngươi đâu có hôm nay. Hiện tại ta tu luyện sắp đại thành, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hẳn là đến ngươi hồi báo ta thời điểm. Phụ thân, ngươi có phải điên rồi hay không biết mình đang nói cái gì? Hạ Hầu Tôn nói, ta tự nhiên rõ ràng, Mộc Lan, ngươi ăn vào cửu dương liệu âm đan, nếu như không có nam nhân dùng dĩ dương đạo âm chi thuật giúp ngươi hóa giải, hôm nay là tử kỳ của ngươi, bây giờ có thể cứu ngươi người chỉ có ta, chỉ cần ngươi phối hợp ta, chẳng những tính mạng của ngươi có thể bảo trụ. Thần công của ta cũng có thể đại thành, như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình cớ sao mà không làm. Tào Mộc Lan đã hoàn toàn thấy rõ Hạ Hầu Tôn diện mục, Hồng Tụ nói không sai, ngươi chính là một cái táng tận thiên lương xúc sinh, ngươi như thế nào xứng đáng mẹ ta. Hạ Hầu Tôn nói, nguyên lai trong lòng ngươi không qua được đạo khảm này, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là ngươi cha đẻ, đây là ta họ Hạ Hầu lại làm cho ngươi họ Tào nguyên nhân, ngươi ta ở giữa cũng không cái gì máu duyên quan hệ. Cho nên người ta ở giữa phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi đều không cần gánh vác tội nghiệp. Tào Mộc Lan thét to, ngươi thả qua ta, ngươi thả qua ta. Nàng thét lên không chỉ là ra ngoài sợ hãi, đồng thời cũng tại cùng từ từ mơ hồ ý thức chống lại. Hạ Hầu Tôn từng bước một hướng nàng tới gần, mặt mũi tràn đầy âm trầm thiếu dung, nhà đầu ngốc, ta là muốn cứu ngươi không phải hại ngươi. Hạ Hầu Tôn hướng Tào Mộc Lan nhô ra tay đi, lúc này một viên viên đạn tại trước mắt của hắn khoảng cách gần nổ tung. Sóng, một tiếng, khói trắng nổi lên bốn phía, Hạ Hầu Tôn thầm kêu không ổn, giật mình thời điểm làm ra phản ứng đã chậm, kia sương mù màu trắng tướng khuôn mặt của hắn bao phủ, có không ít tiến vào ánh mắt của hắn. Tào Mộc Lan cũng tại sương mù liên lụy phạm vi bên trong, bất quá nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích Hứa Thuần Lương ngay đầu tiên che lại cặp mắt của nàng, mang theo nàng nguyên địa lăn lộn cách xa Hạ Hầu Tôn. Hạ Hầu Tôn bộc phát ra gầm lên giận dữ. Nhấc chân hướng Hứa Thuần Lương vừa rồi vị trí đạp đi, chân phải rơi xuống đất, trên mặt đất gạch xanh rạn nứt ra một cước này vỡ bia nứt đá, nếu như đạp ở người thân thể phía trên chắc chắn sẽ để hắn xương cốt nứt gãy, chỉ tiếc Hạ Hầu Tôn đạp không, tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào gạch xanh bên trên. Hạ Hầu Tôn hai mắt lại ngứa vừa đau, trước mắt cảnh vật hoàn toàn mơ hồ, hắn hét lớn, Hứa Thuần Lương ngươi đi ra cho ta. Hứa Thuần Lương cải thành che Tào Mộc Lan miệng mũi, Tào Mộc Lan mở ra hai mắt. Đã thấy Hạ Hầu Tôn cầm tay đèn tại nguyên chỗ chuyển động, trên mặt che kín vôi, tựa như từ bột trong vạc leo ra, kỳ thật bọn hắn cách xa nhau bất quá 2 mét, nhưng là Hạ Hầu Tôn lại không cách nào khóa chặt vị trí của bọn hắn, hiển nhiên thị lực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hứa Thuần Lương cởi một con giày hướng đối bên cạnh ném tới, giày rơi xuống đất thanh âm hấp dẫn Hạ Hầu Tôn. Hạ Hầu Tôn một cái bước xa nhào về phía nơi đó, chợt một trường đánh rớt, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật. Chỉ có thể bằng vào thanh âm để phán đoán vị trí của đối thủ. Nói như vậy, mù lòa thính lực là cực kỳ nhạy cảm, nhưng là Hạ Hầu Tôn vừa mới mất đi thị lực, hắn chưa thích ứng hiện tại trạng thái, phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ dựa vào con mắt. Hứa Thuần Lương cùng Tào Mộc Lan thừa dịp Hạ Hầu Tôn bị dẫn ra, xông vào phía trước đường tắt. Hạ Hầu Tôn lần nữa vồ hụt, phương mới ý thức tới chúng Hứa Thuần Lương kế điệu hổ ly sơn, giận dữ hét, Hứa Thuần Lương, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà ám toán tại ta. Hứa Thuần Lương cùng Tào Mộc Lan vẫn chưa thoát cách luân hồi trận. Hứa Thuần Lương nhìn qua phía trước rắc rối phức tạp mê cung,
cũng là vô kế khả thi, lần trước là lần theo hồng tụ trên người mùi thơm rời đi, lần này nhưng không có như vậy nồng đậm hương vị dẫn đường, dù sao cũng là sử thượng đỉnh cấp mưu sĩ Quách Gia tự tay thiết kế, coi như đi qua một chuyến cũng vô pháp cam đoan lần thứ hai có thể thuận lợi rời đi. Tào Mộc Lan gần như thiếp ở trên người hắn, hô hấp đều trở nên nóng rực. Kỳ thật tại Tào Mộc Lan đi vào Hứa Thuần Lương bên người thời điểm, hắn sớm đã tỉnh táo lại, nhưng là Hứa Thuần Lương không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hạ Hầu Tôn hút đi hắn thật vất vả mới tu luyện mà thành hơn phân nửa nội lực, Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu ý đồ cùng Hạ Hầu Tôn chống lại, nhưng là càng là phản kháng nội lực trôi qua càng nhanh, Hứa Thuần Lương thăm dò quy luật về sau dứt khoát đến cái mặc kệ. Hạ Hầu Tôn trong khoảng thời gian ngắn rút hút nội lực của hắn tạo thành Hứa Thuần Lương kinh mạch trống rỗng, Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng cho là mình lần này cần xong, lại nghĩ không ra Hạ Hầu Tôn tại trong lúc vô tình xung làm một cái giúp hắn khơi thông kinh mạch nhân vật. Hứa Thuần Lương vốn là muốn thông qua khơi thông kinh mạch, dịch kinh tẩy tủy, mới có thể tái tạo tiên thiên. Hạ Hầu Tôn trực tiếp tướng nội lực của hắn hút đi hơn phân nửa, tương đương với giúp Hứa Thuần Lương gia tốc dịch kinh tẩy tủy tiến trình. Mất đi chân nguyên về sau Hứa Thuần Lương bắt đầu cũng không đánh mất ý thức, hắn biết tại này lên kia xuống tình trạng dưới, tự mình lựa chọn cùng Hạ Hầu Tôn cứng đối cứng không có thắng được cơ hội, cho nên dứt khoát tương kế tự kế, ở trong đó phát sinh sự tình hắn toàn bộ biết. Hạ Hầu Tôn Nghiêm Hồng cũng không chịu buông tha thời điểm, Hứa Thuần Lương liền kết luận người này muốn bị tham niệm làm hại, quả nhiên, Hạ Hầu Tôn tướng Nghiêm Hồng thể nội thu hậu tuyệt mệnh châm hút tới hắn trong kinh mạch của mình. Chỉ là Hứa Thuần Lương nhìn tính vạn tính cũng không tính được Hạ Hầu Tôn vậy mà vô sỉ đến muốn đối mình nữ nhi ra tay. Hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ, Tào Mộc Lan chẳng qua là Hạ Hầu Tôn tỉ mỉ bồi dưỡng lô đỉnh thôi, Hạ Hầu Tôn tu luyện loại này võ công, vì cầu tốc thành, lấy hấp thụ người khác nội tức là thủ đoạn, mặc dù cùng là bên trong hơi thở, nhưng phương pháp tu luyện khác biệt, tính chất cũng khác biệt, hút nhập thể nội chính là dị chủng chân khí. Cái này liền như là y học bên trên khí quan cấy ghép. Vô luận cung cấp thể cỡ nào khỏe mạnh, cấy ghép đến bên trong thân thể của ngươi đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra bài xích phản ứng, vì khắc chế loại này bài xích phản ứng nhất định phải cần phục dụng đại lượng kháng bài xích dược vật. Hạ Hầu Tôn phương pháp tu luyện cũng giống như vậy, hắn nhất định phải lợi dụng một loại nào đó phương pháp đặc thù đến khắc chế thể nội dị chủng chân khí, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề liền là thông qua dĩ dương đạo âm phương pháp lấy được huyền âm chi khí. Muốn có được huyền âm chi khí đầu tiên liền muốn tìm tới huyền âm chi thể. Cho nên Hạ Hầu Tôn tại phát hiện Tào Mộc Lan thể chất đặc thù về sau, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng lô đỉnh, ở trên người nàng hao tốn to lớn tâm huyết cùng đời giá, mới tướng Tào Mộc Lan dưỡng thành huyền âm chi thể. Tại Hạ Hầu Tôn trong ý thức, Tào Mộc Lan chính là thuộc về một mình hắn, chỉ cần thời cơ chín muồi hắn sẽ không chút do dự hưởng thụ trái cây, đạt thành thần công viên mãn. Kỳ thật tại Tào Mộc Lan trước đó, Hồng Tụ cũng là lô đỉnh một trong. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Tào Mộc Lan ý thức từ từ mơ hồ. Đưa tay tại nàng huyệt phong chỉ ấn xuống một cái, Tào Mộc Lan mơ mơ màng màng ý thức thu hoạch được ngắn ngủi thanh minh, nội tâm của nàng bên trong từ đầu đến cuối kéo căng lấy một cây dây cung, chỉ phía trước nơi này. Thanh âm của nàng đồng thời cũng bị Hạ Hầu Tôn bắt được, Hạ Hầu Tôn theo tiếng bước nhanh đuổi theo, lại vô ý đâm vào đường hành lang bức tường phía trên, Hạ Hầu Tôn giận dữ đem trong tay tay đèn hung hăng ném xuống đất, hắn hiện tại đã mất đi thị giác, tay này đèn ngược lại trở thành vướng víu. Hạ Hầu Tôn trong lòng thầm nghĩ, đây là luân hồi trận, hai người bọn họ khi dễ ta mù mắt, coi là có thể trốn qua truy tung của ta, ta tại cái này dưới đất sinh sống nhiều năm như vậy, cái này dưới đất hết thảy coi như ta nhắm mắt lại cũng biết cấu tạo, hắn nhắc nhở mình ngàn vạn không thể gấp gáp, việc đã đến nước này, chỉ có trước bắt lấy Tào Mộc Lan lại nói, chỉ cần bắt được nàng, khai thác trong cơ thể nàng huyền âm chi khí, mình nhất định khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Hầu Tôn trong đầu bày biện ra vận binh lương đạo cấu tạo, dựa vào ấn tượng xác định mình vị trí, hướng lối đi ra tìm tòi mà đi. Hứa Thuần Lương bám vào Tào Mộc Lan bên tai thấp giọng nói, có hay không có thể ẩn thân địa phương. Hứa Thuần Lương bị Hạ Hầu Tôn hút đi hơn phân nửa nội lực, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, Tào Mộc Lan hiện tại lại cái dạng này, nghĩ phải nhanh thoát đi khả năng không lớn, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng Hạ Hầu Tôn mất đi thị lực trong khoảng thời gian này tìm một chỗ trước giấu đi, làm sơ điều chỉnh tìm cơ hội thoát đi địa đạo. Tào Mộc Lan yên lặng vì hắn chỉ đường, mặc dù kiệt lực khống chế, nhưng hai chân của nàng vẫn là không ngừng biến mềm, may mắn có Hứa Thuần Lương cánh tay làm chèo chống, không phải nàng chỉ sợ đã đi không được rồi. Sau lưng truyền đến Hạ Hầu Tôn thanh âm, Mộc Lan, ngươi không nên tin hắn, tiểu tử này hèn hạ vô sỉ, ham sắc đẹp của ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút,
là hắn đem chúng ta hại thành cái dạng này, nếu như không phải hắn, chúng ta còn êm đẹp, sao sẽ phát sinh dạng này ngăn cách. Tào Mộc Lan tiếng thở dốc trở nên kịch liệt, bước chân phù phiếm, Hứa Thuần Lương nhìn bộ dáng của nàng biết nàng dược lực phát tác, nhanh lên đem nàng ôm lấy. Tào Mộc Lan ôm Hứa Thuần Lương cổ, nóng rực khuôn mặt thiếp trên vai của hắn, thấp giọng nói, đi lên phía trước, rẽ trái, cái thứ hai lỗ thủng. Hứa Thuần Lương dựa theo nàng đến tới đó, quả nhiên thấy được trên vách tường lỗ thủng, đặt song song tổng cộng có 7 cái, nhìn đều giống nhau như đúc, Hứa Thuần Lương tướng Tào Mộc Lan đẩy vào, sau đó mình cũng hướng vào phía trong trèo bò. Tào Mộc Lan cố gắng bò 6-7 mét, rốt cuộc bò bất động, Hứa Thuần Lương đành phải leo đến bên cạnh nàng, để nàng ghé vào trên người mình, mang theo nàng cùng một chỗ phủ phục tiến lên. Bò hơn 10 mét, phía trước xuất hiện một đạo cửa nhỏ, đẩy ra cửa nhỏ, bên trong là một cái phương phương chính chính phòng chứa đồ, Hứa Thuần Lương mang theo Tào Mộc Lan bò xuống dưới, hai chân vừa xuống đất, liền nghe phía ngoài truyền đến Hạ Hầu Tôn thanh âm, Mộc Lan, ngươi lại tinh nghịch, cùng ta chơi trốn tìm đúng hay không? Âm trầm thanh âm để Tào Mộc Lan không rét mà run, nàng cuộn lại tại phòng chứa đồ một góc run lẩy bẩy. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này 7 cái tai thất nên là giống nhau như đúc, Hạ Hầu Tôn muốn tìm được chỗ ở của bọn hắn, chỉ có dần dần tiến hành loại bỏ, đoán chừng muốn tiêu hao một chút thời gian, cái này cũng cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Hạ Hầu Tôn thanh âm càng ngày càng gần, đột nhiên nghe được hắn khặc khặc cười nói, ngươi ở bên trong. Hứa Thuần Lương trong lòng giật mình. Người này thế mà nhanh như vậy liền khóa chặt vị trí của bọn hắn, chẳng lẽ Tào Mộc Lan mùi trên người chỉ dẫn hắn. Hứa Thuần Lương tự hỏi khứu giác đầy đủ linh mẫn, cũng không có nghe được Tào Mộc Lan trên thân mùi, cái này không chỉ bởi vì Tào Mộc Lan cũng không thích tô son điểm phấn, chủ nếu là bởi vì Tào Mộc Lan thể chất đặc biệt. Hứa Thuần Lương hít vào một hơi lập tức ý thức được Hạ Hầu Tôn đang lừa gạt, quả nhiên, Hạ Hầu Tôn thanh âm đi xa, lại nói ta nhìn thấy ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm. Lão già này nói láo đều không làm bản nháp, con mắt đều nhìn không thấy, ngươi còn nhìn cái rắm. Các loại Hạ Hầu Tôn càng chạy càng xa, Hứa Thuần Lương tướng phòng chứa đồ nhỏ sắt cửa đóng lại, từ bên trong dùng chốt cửa buộc lại. Hứa Thuần Lương thắp sáng thu thập, tại cái này vận binh lương đạo bên trong điện thoại không có bất kỳ cái gì tín hiệu, hiện tại chỉ có thể làm đèn pin sử dụng, ánh đèn bắn về phía Tào Mộc Lan, nhưng khó lường, một chốc lát này Tào Mộc Lan đã đem áo ngoài thoát sạch sẽ. Cũng không phải nàng cố ý dụ hoặc Hứa Thuần Lương, mà là bởi vì trong cơ thể nàng khô nóng, đã không thể thừa nhận. Hứa Thuần Lương cảm thán nàng vóc người nóng bỏng sau khi, cũng không nhịn được sinh ra một chút thương hương tiếc ngọc chi tình, cô nàng này thật sự là quá thảm rồi, sống hơn 20 năm, vẫn cảm thấy bị người xem như hòn ngọc quý trên tay sủng ái, trên thực tế lại là lô đỉnh, Hạ Hầu Tôn không phải nàng cha ruột, tại Hạ Hầu Tôn trong mắt nàng chính là một con vỗ béo đợi giết rõ ràng heo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Tào Mộc Lan là thật trắng. Tào Mộc Lan tinh mâu nửa mở nửa khép, nóng, nóng quá. Hứa Thuần Lương mau chóng tới đem miệng của nàng che lại, Hạ Hầu Tôn cũng không đi xa, vẫn tại phụ cận dạo chơi, nếu như nghe được Tào Mộc Lan thanh âm, lão quái này vật khẳng định sẽ theo tiếng mà tới. Hứa Thuần Lương đưa tay lần nữa ấn xuống nàng phong phủ huyệt, giúp nàng nâng nâng thần, Tào Mộc Lan lại dây thường xuân một dạng ôm lấy hắn. Mặc dù tiềm thức rõ ràng chính mình không nên làm như vậy, nhưng lại át không chế trụ nổi trong lòng khó mà mở miệng khát vọng, ôm Hứa Thuần Lương thân thể thật sự là dễ chịu. Hứa Thuần Lương lột khởi ống tay áo của nàng, nhìn thấy viên kia đỏ tươi thủ cung xa thật sự là kiều diễm ướt át. Hứa Thuần Lương lại biết cái này thủ cung xa càng là kiều diễm liền mang ý nghĩa Tào Mộc Lan gặp phải nguy hiểm càng lớn, Hạ Hầu Tôn có chuyện không có nói láo, hắn lợi dụng cửu dương liệu âm đan kích phát Tào Mộc Lan huyền âm chi khí. Một khi Tào Mộc Lan thể nội huyền âm chi khí đạt tới cường thịnh, như vậy nàng liền sẽ gặp phải phản phệ, duy nhất phá giải chi đạo chính là dùng dĩ dương đạo âm phương pháp tướng huyền âm chi khí hóa giải. Muốn tu thành huyền âm chi thể, nhất định phải từ trong tã lót bắt đầu, chẳng những phải gìn giữ tấm thân xử nữ, còn muốn lợi dụng các loại chân quý dược vật lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể, loại này rèn luyện là nội ngoại kiêm tu, dài đến hơn 20 năm rèn luyện quá trình không phải mỗi người đều có thể kiên trì, cũng vô pháp cam đoan thời gian lâu như vậy bên trong không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao người là tình cảm động vật, một khi đến niên kỷ, thiếu nữ hơn phân nửa đều sẽ sinh ra tư xuân chi tâm, nhân tính cho phép. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu để cho Hạ Hầu Tôn đạt được, người này liền có thể tướng thể nội tất cả dị chủng chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hạ Hầu Tôn sống lớn tuổi như vậy, không biết giết hại nhiều ít cái tính mạng. Hấp thụ nhiều ít người chân khí, một khi đạt thành viên mãn,
chỉ sợ đương thời bên trong không người lại là đối thủ của hắn. Muốn đoạn tuyệt loại khả năng này, biện pháp tốt nhất chính là hủy đi hắn tỉ mỉ dưỡng thành Lô Đỉnh. Chỉ cần Lô Đỉnh đã mất đi tác dụng, Hạ Hầu Tôn tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy đều sẽ thất bại. Kỳ thật Hứa Thuần Lương chỉ cần đối Tào Mộc Lan chẳng quan tâm, nàng liền sẽ bởi vì thể nội huyền âm chi khí không chỗ phát tiết, đan điền bạo liệt kinh mạch đứt từng khúc mà chết, lập tức muốn nghĩ cách cứu viện Tào Mộc Lan cũng chỉ còn lại một cái biện pháp, vậy liền là Dĩ Dương Đạo Âm, trước mắt có thể trợ giúp nàng hoàn thành chuyện này chỉ có Hứa Thuần Lương, nhưng Hứa Thuần Lương như là như thế này làm liền phải đối mặt hy sinh đồng tử chi thân vấn đề. Mặc dù tu luyện thiên dưỡng thiên bảo chỉ đồng thân tốt nhất, nhưng là nếu như gặp phải huyền âm chi thể, khai thác thuần chính huyền âm chi khí, đối tự thân không những vô hại ngược lại có thể thúc đẩy tu luyện tiến cảnh, như thế thuần chính huyền âm chi khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hứa Thuần Lương trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, nhưng hắn tuyệt không phải thừa cơ mà vào người. Mặc dù nén Tào Mộc Lan phong phủ huyệt có thể giúp nàng bảo trì tạm thời thanh tỉnh trạng thái, nhưng theo cửu dương liệu âm đan dược lực thôi phát tác dụng, Tào Mộc Lan có thể bảo trì thanh tỉnh thời gian trở nên càng lúc càng ngắn. Hứa Thuần Lương bám vào Tào Mộc Lan bên tai thấp giọng nói, lão già không có lừa ngươi, ngươi trúng cửu dương liệu âm đan, trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí đã bị kích thích, nếu như không chiếm được giải cứu, ngươi liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc đan ruộng bạo liệt mà chết. Tào Mộc Lan cũng nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói, ta coi như chết cũng không chịu thụ hắn lăng nhục, ta lo lắng cho mình liền muốn không khống chế nổi, ngươi giết ta, ngươi giết ta. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không phải tội phạm giết người, chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi, nếu là tướng ta giao cho hắn so giết ta còn muốn tàn nhẫn. Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là, trên thế giới này cũng không chỉ một mình hắn có thể cứu ngươi, ta cũng có thể. Tào Mộc Lan hiện tại đầu não coi như thanh tỉnh, nàng có thể nghe hiểu Hứa Thuần Lương là có ý gì, mắng, vô sỉ. Hứa Thuần Lương nói, ta chỗ nào vô sỉ, nếu như ta đối ngươi có ý nghĩ xấu, tối hôm qua liền sẽ không bỏ qua ngươi, làm gì đùa giỡn ngươi phiền toái như vậy. Tào Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ, hắn nói đến ngược lại là tình hình thực tế, nếu như hắn coi là thật ham thân thể của mình, tối hôm qua đã đắc thủ, không cần chờ tới bây giờ, trong đầu lại hiện ra cùng Hứa Thuần Lương triền miên tràng cảnh. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng thế nào. Nên là cửu dương liệu âm đan dược lực dẫn đến, nhưng vì sao đầy trong đầu đều là Hứa Thuần Lương. Trên đời này liền không có nam nhân khác có thể nghĩ sao. Bên ngoài Hạ Hầu Tôn lại kêu lên, Mộc Lan, ta biết ngươi tránh ở bên trong, mau ra đây đi, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt không làm thương hại ngươi. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, chớ tin hắn. Tào Mộc Lan nhẹ gật đầu, thế gian sự tình chính là kỳ quái như thế. 2 giờ trước còn hận không thể tướng Hứa Thuần Lương chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ trong mắt của nàng Hứa Thuần Lương muốn so phụ thân có thể tin nhiều lắm, nếu không phải Hứa Thuần Lương thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, nàng chỉ sợ đã bị Hạ Hầu Tôn độc thủ. Tào Mộc Lan nói, ngươi đánh không lại hắn sao? Hứa Thuần Lương nói, hắn không biết tu luyện công phu tà môn gì, có thể hấp thụ nội lực của người khác cung cấp cho mình sử dụng, nội lực của ta trên cơ bản bị hắn cho hút khô, đi qua ta hẳn là đánh thắng được hắn. Hiện tại cũng không đi. Hắn thấp giọng tướng Hạ Hầu Tôn đưa nàng dưỡng thành là huyền âm chi thể mục đích nói. Tào Mộc Lan lúc này mới biết, cái này cái gọi là phụ thân từ vừa mới bắt đầu liền có chủ tâm không tốt, hắn chỉ là tướng mình xem như một cái luyện công đạo cụ, đối với mình nào có nửa điểm thân tình. Tào Mộc Lan cảm giác vùng đan điền bắt đầu bành trướng, Hứa Thuần Lương từ nàng từ từ mạnh mẽ mạch đập đã cảm giác được biến hóa của nàng. Hạ Hầu Tôn thanh âm lại ở bên ngoài vang lên. Hắn đã bắt đầu lục soát tai thất. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu là Tào Mộc Lan một lòng muốn chết, mình cũng lực bất tòng tâm, hắn có thể cứu Tào Mộc Lan, nhưng là không thể ép buộc. Hạ Hầu Tôn đã bỏ tới căn này tai trong phòng, hắn cũng vô pháp xác định Hứa Thuần Lương cùng Tào Mộc Lan đến cùng ẩn thân ở đâu một gian, cho nên chỉ có thể một gian lục soát, tìm tòi đến căn này tai thất, phát hiện thông hướng bên trong phòng chứa cửa sắt bị đóng lại, lập tức kết luận Hứa Thuần Lương cùng Tào Mộc Lan liền tại bên trong. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái cửa sắt nói, Mộc Lan, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi trốn không thoát, mở cửa nhanh, ta đáp ứng tha các ngươi không chết. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, nghĩ không ra Hạ Hầu Tôn tới nhanh như vậy, Tào Mộc Lan cuộn lại tại nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy, một đôi mắt đẹp bất lực nhìn qua hắn, người chỉ có đến sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể ý thức được mình hy vọng đến tột cùng ở nơi nào. Tào Mộc Lan hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác vào Hứa Thuần Lương trên thân, nàng không muốn chết. Nếu có một tuyến hy vọng sinh tồn, nàng cũng nguyện ý cố gắng sống sót, nếu có thể lựa chọn,
nàng có thể buông xuống thận trọng tiếp nhận Hứa Thuần Lương cứu chữa, chỉ là hiện tại giống như không còn kịp rồi. Hạ Hầu Tôn hừ lạnh nói, tiện nhân, người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hứa Thuần Lương bám vào Tào Mộc Lan bên tai nhỏ giọng bàn giao, để nàng nghĩ biện pháp chọc giận Hạ Hầu Tôn, xúc tiến Hạ Hầu Tôn thể nội khí huyết vận hành, thông qua loại phương thức này có thể kéo theo trong cơ thể hắn độc châm tiến lên, đây có lẽ là bọn hắn thoát khốn cơ hội duy nhất. Tào Mộc Lan biết chỗ ẩn thân đã bại lộ, tiếp tục che giấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nàng tại ý thức vẫn còn tồn tại tình trạng hạ cho Hạ Hầu Tôn trùng điệp một kích, Tào Mộc Lan lớn tiếng nói ta tại ngươi lại có thể sao dạng. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta đã không còn là huyền âm chi thể, ta đã vừa mới tướng thân thể cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, cái này cũng được. Ta ngược lại thật ra muốn cứu ngươi tới, ta cũng không để ý giúp ngươi chuyện này, nhưng ta rõ ràng không có làm, tại sao muốn nói ta đã làm. Hắn đương nhiên biết Tào Mộc Lan là muốn thông qua phương thức như vậy đến đả kích Hạ Hầu Tôn nội tâm, chỉ là cái này đại chiêu thả liền Hứa Thuần Lương đều bị kinh lấy. Hạ Hầu Tôn bên trong bắt đầu lo lắng, hắn ha ha cười một tiếng nói, ngươi nói láo, các ngươi căn bản không có cơ hội. Tào Mộc Lan nói, ta làm gì lừa ngươi, ta không muốn chết, trong thiên hạ lại không chỉ một mình ngươi có thể cứu ta. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian giúp đỡ thêm một mồi lửa, Mộc Lan, chuyện của chúng ta cần gì phải nói cho hắn biết. Hạ Hầu Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tin, các ngươi tại hùn vốn gạt ta. Vừa mới qua đi thêm vài phút đồng hồ, các ngươi căn bản không kịp. Hứa Thuần Lương đều có chút muốn cười, lão vương bát đản này trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi quản ta vài phút, chúng ta người trẻ tuổi giảng cứu hiệu suất, chú trọng kết quả lại không chú trọng quá trình, Mộc Lan hài lòng mới là trọng yếu nhất. Tào Mộc Lan đầu óc lúc này lại bắt đầu mơ hồ, thuận Hứa Thuần Lương nói, ta hài lòng. Hứa Thuần Lương nói, dễ chịu sao? Cực kỳ thoải mái. Tào Mộc Lan ý loạn tình mê ôm lấy Hứa Thuần Lương cánh tay ở trên người hắn dùng sức lề mề. Hạ Hầu Tôn lại là phẫn nộ lại là thất lạc, thiên trì huyệt ẩn ẩn làm đau hắn bạo hống một tiếng, một quyền trọng kích tại trên cửa sắt, một quyền này tướng cửa sắt đánh ra, hậu phương chốt cửa bị ngạnh sinh sinh đụng gãy. Hứa Thuần Lương đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo nhỏ cửa sắt bị nện mở, Tào Mộc Lan phía sau vách tường vậy mà di động ra, hiện ra một cái cửa hang, hang động này không lớn, có thể dung một cái trưởng thành khom người thông qua. Tào Mộc Lan mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để nàng trước tiên phát hiện điểm này, nàng lôi kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, Hứa Thuần Lương đưa nàng hướng cửa hang đẩy đi, để nàng mau chóng chui vào. Tào Mộc Lan đi đầu chui vào, Hứa Thuần Lương theo sát phía sau. Hạ Hầu Tôn đã phá vỡ cửa sắt nhảy vào phòng chứa đồ bên trong. Nương tựa theo thính lực hướng Hứa Thuần Lương phương vị tốc độ cao nhất phóng đi, giơ lên hữu quyền hung hăng công hướng Hứa Thuần Lương. Quyền phong cảm thấy đau như bị kim châm đau nhức, lại là Hứa Thuần Lương dùng một cây đại châm đón lấy nắm đấm của hắn, tại dưới tình huống trước mắt Hứa Thuần Lương mới sẽ không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Hạ Hầu Tôn lần này rút tay về kịp thời, đại châm đâm vào không sâu, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian hướng về phía trước bò, đầu đâm vào Tào Mộc Lan mân mê trên mông, bởi vì xông đến quá mạnh, Tào Mộc Lan toàn bộ thân thể đều bị đỉnh ra ngoài, nàng kinh hô một tiếng, phía trước đột nhiên không còn, thân thể rơi thẳng xuống. Hứa Thuần Lương đưa tay đi bắt chỉ bắt lấy Tào Mộc Lan một chân, chẳng những không có tướng Tào Mộc Lan cho níu lại, ngược lại bị Tào Mộc Lan hạ xuống lực chỗ mệt mỏi đi theo nàng cùng một chỗ rớt xuống. Hai người tuần tự rơi ở trong nước, Tào Mộc Lan bị nước lạnh một kích, lại khôi phục một chút thanh tỉnh, hai tay liều mạng vung vẩy giãy giụa. Hứa Thuần Lương thế mới biết nàng không biết bơi. Mau từ phía sau của nàng đưa nàng ôm lấy, giúp nàng nổi lên mặt nước. Hạ Hầu Tôn đã bỏ đến hai người rơi xuống nước địa phương, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng là rõ ràng nghe được hai người rơi xuống nước thanh âm. Hạ Hầu Tôn tướng vươn tay ra đi, phía trước đã không có thông lộ, hắn cũng sẽ không nước. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Hạ Hầu Tôn không dám đi theo nhảy xuống đã đoán được hắn là cái vịt lên cạn, trong lòng âm thầm may mắn, xem ra lão thiên gia cũng đang giúp trợ bọn hắn. Hạ Hầu Tôn hung dữ chửi bới nói, cẩu nam nữ, làm hỏng đại sự của ta, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Hứa Thuần Lương nói, ai chết trước còn không biết, có gan ngươi xuống tới, hai ta chân ướt chân ráo chơi lên một trận. Hạ Hầu Tôn ảo não tới cực điểm, hắn coi như đối huyền âm chi thể lại vì khát vọng, cũng không dám cầm tính mạng của mình đương tiền đặt cược, suy nghĩ liên tục, trước dọc theo đường cũ lui ra ngoài.
Không bao lâu Hứa Thuần Lương nghe được cửa ngầm bị nhốt thanh âm, Hạ Hầu Tôn nếu là cứ vậy rời đi ngược lại là một chuyện tốt. Mượn điện thoại di động ánh sáng nhìn lên trên, từ mặt nước đến vừa rồi rơi xuống nước địa phương có chừng hơn 10 mét độ cao, cái này nên là giấu ở vận binh lương đạo bên trong một cái giếng cổ, cho binh sĩ cung cấp nguồn nước chi dụng. Hứa Thuần Lương để Tào Mộc Lan song tay nắm lấy vách giếng khe gạch, hắn muốn nhìn xuống phía dưới nhìn có hay không cái khác thông lộ. Hứa Thuần Lương chui vào băng lãnh nước giếng bên trong, mặc dù miệng giếng này đã tồn tại hơn 1,8005, nhưng là nước giếng nước chất vẫn thanh tịnh. Hứa Thuần Lương tại dưới nước chừng 2 mét địa phương thấy được một cái đường kính ước chừng 1 mét lỗ thủng, không thể không nói hiện tại điện thoại chống nước thật sự là nhất lưu, đèn pin cầm tay quang mang đủ để chiếu sáng nước thế giới bên dưới. Hứa Thuần Lương dọc theo đầu này dưới nước thông lộ hướng về phía trước lặn, ước chừng 5 mét đã đến cuối cùng, nổi lên mặt nước, có động thiên khác. Một cái phương phương chính chính không gian dưới đất xuất hiện tại trước mắt, so với trước đó thấy mật thất đều phải lớn hơn gấp bội. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian từ đường cũ trở về, tìm tới mơ mơ màng màng Tào Mộc Lan, ấn ép huyệt đạo của nàng giúp nàng thanh tỉnh một chút, thấp giọng nói, người đình chỉ khí, ta mang ngươi đi qua. Tào Mộc Lan lắc đầu nói, ta không được. Người đi đi. Chớ để ý ta. Hứa Thuần Lương bám vào bên tai nàng nói, người chết như vậy chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tào Mộc Lan đầu óc đều không thanh tỉnh, cho là hắn cũng ngấp nghé mình huyền âm chi thể, thở dài nói, người muốn thế nào được thế nấy ta nghe ngươi chính là. Hứa Thuần Lương nhắc nhở lần nữa nàng ấm ức, gánh vác Tào Mộc Lan lại lần nữa chui vào dưới nước, trải qua dưới nước thông đạo đi vào bên cạnh mật thất dưới đất. Hứa Thuần Lương tướng Tào Mộc Lan làm đến trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện nàng đã hôn mê, đoán chừng là đầu óc mơ hồ căn bản không có nghe mình. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian giúp nàng làm tim phổi khôi phục, tận tâm tận lực trợ giúp Tào Mộc Lan làm hô hấp nhân tạo thời điểm, nàng vậy mà vừa tỉnh lại, một đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn qua Hứa Thuần Lương, đương nàng thấy rõ là Hứa Thuần Lương thời điểm, nội tâm lập tức bình tĩnh lại. Hứa Thuần Lương giải thích nói, ta là đang giúp ngươi làm nhân công hô. Tào Mộc Lan bỗng nhiên ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo đi qua. Nói mớ nói, Hứa Thuần Lương. Ta muốn ngươi cứu ta. Hạ Hầu Tôn cuối cùng vẫn là không bỏ Tào Mộc Lan huyền âm chi thể, không bao lâu lại đi mà quay lại, hướng trong nước ném một sợi dây xích, lớn tiếng nói các ngươi bắt ở xích sắt, ta kéo các ngươi đi lên. Trong giếng chỉ có chính hắn tiếng vang truyền đến, Hạ Hầu Tôn coi là hai người cố ý giữ yên lặng, hắn thở dài nói, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là từ bên trong ngoan ngoãn bỏ lên, hoặc là ta tướng hang động này triệt để phong bế. Để các người vĩnh viễn lưu tại nơi này làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Hạ Hầu Tôn nghe được Tào Mộc Lan ngâm khẽ, thanh âm này cũng không phải là từ đáy giếng truyền đến, thính lực của hắn cực kỳ nhạy cảm, vừa đi vừa về chuyển động đầu lâu, lại không biết rõ thanh âm đến tột cùng đến từ nơi đâu, duyên dáng gọi to âm thanh, tiếng thở dốc, tiếp nhị liên ba vang lên. Hạ Hầu Tôn trong lòng cuồng loạn hét lớn, Mộc Lan, là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào? Ngươi, đang làm gì? Hạ Hầu Tôn lửa giận trong lòng chính đang thiêu đốt hừng hực, thanh âm này đại biểu cái gì nhưng phàm là người bình thường đều nghe được. Hạ Hầu Tôn trong tay xích sắt run run, tựa như vung roi một dạng đập nện ở phía dưới mặt nước chi bên trên. Ba. Một tiếng tựa như pháo. Tiện nhân, người cố ý kích thích ta đúng hay không? Người cố ý gọi cho ta nghe có đúng hay không? Đáp lại hắn chỉ có Tào Mộc Lan thê diễm ai uyển âm thanh. Hạ Hầu Tôn liền muốn nổi điên. Hắn tân tân khổ khổ nuôi dưỡng hơn 20 năm, thật vất vả mới thành tựu Tào Mộc Lan huyền âm chi thể, bây giờ lại vô cớ làm lợi Hứa Thuần Lương. Vung vẩy trong tay xích sắt một roi quất hướng mặt nước, nhưng thanh âm vẫn là bên tai không dứt nếu như đáy nước có người đã sớm bị hắn rút đến thịt nát xương tan. Hạ Hầu Tôn ý thức được hai người khẳng định chạy trốn tới cái nào đó địa phương hắn không biết, mật thất ở giữa có thông khí lỗ thủng tương thông, cho nên bọn hắn hoàn hảo thanh âm mới có thể truyền đến nơi đây. Lại bị miệng giếng này phóng đại. Hạ Hầu Tôn thiên chỉ huyệt lại cảm thấy một trận nhói nhói, hắn nhắc nhở mình nhất định phải khống chế cảm xúc, Tào Mộc Lan để cho người ta tim đập đỏ mặt thanh âm còn đang tiếp tục, lấy nàng bình thường tính cách cao ngạo là không thể nào phát ra loại này xấu hổ thanh âm, hết thảy đều là bái hắn cửu dương liệu âm đan tác dụng. Hạ Hầu Tôn cảm giác được mình quả thực là thiên hạ số một oan đại đầu, khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm, cuối cùng làm áo cưới cho người khác. Thời gian lộ ra phá lệ dài dằng dặc, mỗi một giây đều là đối Hạ Hầu Tôn nội tâm lần mài, nhưng hết lần này tới lần khác hai người chậm chạp không thể kết thúc. 1. Hạ Hầu Tôn oán hận nói, liền để các ngươi đôi cẩu nam nữ này trở thành một đôi cô hồn dã quỷ.
hắn cơ bản có thể xác định, Tào Mộc Lan huyền âm chi thể đã không còn tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa nàng đã mất đi lợi dụng giá trị. Ảo não tới cực điểm, Hạ Hầu Tôn bắt đầu tướng mật thất lối vào dần dần phong bế, khi hắn từ tai trong phòng rời khỏi về sau, rốt cục nghe không được Tào Mộc Lan để hắn phát cuồng thanh âm, Hạ Hầu Tôn dựa vào ký ức về tới mình tu luyện trong mật thất, từ bình sứ bên trong lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, sau đó lại mở ra góc tường lọ sứ, tướng gương mặt vùi sâu vào lọ sứ bên trong, dọn dẹp tạm thời mất đi thị lực hai mắt. Gương mặt rời đi lọ sứ về sau, hắn thử nghiệm mở ra hai mắt, cảnh vật trước mắt có chút mông lung, mặc dù như thế, so với vừa rồi đã có tiến bộ rất lớn. Hạ Hầu Tôn tướng góc tường một mảnh đất gạch để lộ, bên trong lộ ra một cái thanh đồng long thủ, bắt lấy đầu rồng nghịch kim đồng hồ vận động hai vòng, thông hướng luân hồi trận trong thông đạo truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn, một khối to lớn thạch khối từ trên lối đi phương rơi xuống, tướng thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tảng đá kia được xưng là Lạc Long Thạch, bình thường dùng để phong bế mộ đạo sử dụng, nếu là có trộm mộ chạm đến cơ quan sẽ dẫn động Lạc Long Thạch tướng mộ đạo lối vào phong bế, trộm mộ sẽ bị tươi sống mai táng trong đó, trở thành mộ chủ vật bồi táng. Cái này vận binh lương đạo cũng tồn tại nhiều cái dùng để phong bế thông đạo cơ quan, đương nhiên những này ban đầu là vì chống cự địch binh xâm lấn sử dụng. Hạ Hầu Tôn nếu không phải đánh mất tất cả hy vọng cũng sẽ không đối Tào Mộc Lan hạ này hung ác tay, như là đã không cách nào đạt được, như vậy hắn chỉ có thể nhẫn tâm đem hủy đi. Tào Mộc Lan tiến vào một cái kỳ quái thế giới, nàng nhìn thấy gợn sóng mãnh liệt biển cả, nhìn thấy một đầu mỹ lệ cự kình tại trong biển rộng theo gió vượt sóng, ra sức rong ruổi, khi thì phù ra mặt biển, khi thì chìm vào biển đáy, không biết qua nhiều ít thời điểm, một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông. Cự kình thân thể khổng lồ từ mặt biển trồi lên, tuyết trắng trùng thiên cột nước phun về phía chân trời, tại ánh mặt trời vàng chói hạ chiếu sáng rạng rỡ. Phương xa núi lửa cũng vào lúc này đồng thời phun trào, hỏa diễm cùng khói đặc che khuất bầu trời, bụi núi lửa như hoa tuyết bay múa ở trong thiên địa, cuối cùng rơi trên mặt đất tạo thành huyết hồng sắc sa mạc, trăng sáng mới lên, một viên lửa tiễn phun ra hỏa diễm cùng khói trắng bắn về phía rộng lớn vô ngần thương khung, toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động. Tào Mộc Lan cảm giác Hứa Thuần Lương thân thể chấn động kịch liệt, vô ý thức đem hắn ôm chặt, bất quá lập tức ý thức được cái này chấn động cũng không phải là đến từ mặt đất, mà là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương dùng dĩ dương đạo âm phương pháp hóa giải nhưng gây nên Tào Mộc Lan vào chỗ chết huyền âm chi khí, nói xác thực, là hắn tướng huyền âm chi khí tất cả đều thu nạp đến trong cơ thể của mình. Tào Mộc Lan cũng bởi vì tắm rửa tinh hoa mà có thể trùng sinh. Hứa Thuần Lương phát giác được mặt đất chấn động, thấp giọng nói, hỏng, lão già lại tại làm yêu. Tào Mộc Lan ôn nhu nói, mặc kệ hắn. Oanh, bên ngoài lại truyền tới một tiếng rung mạnh, liền sau lưng ao nước đều tăng lên rất nhiều. Đã tràn ra ao nước biên giới chảy xuôi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta nhất định phải rời đi. Lúc này Tào Mộc Lan ngược lại không có chút nào sợ hãi, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ không một mình bước ra rời đi. Hứa Thuần Lương bắt khởi y phục của mình, cấp tốc mặc vào, lại phát hiện Tào Mộc Lan hiện tại còn lại quần áo cũng không nhiều, đành phải đem lên áo đưa cho nàng, người trước đem liền một chút. Tào Mộc Lan thể nội cửu dương liệu âm đan độc tính đã bị triệt để thanh trừ. Đầu não cũng khôi phục ngày thường thanh tỉnh cùng lý trí, nàng có chút thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, mặc vào Hứa Thuần Lương áo. Hứa Thuần Lương nhìn qua không ngừng lên cao thủy vị, ý thức được Hạ Hầu Tôn khẳng định khởi động cái nào đó cơ quan. Tào Mộc Lan tướng xốc xách tóc dài kéo lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này nàng cũng không tới qua, xem ra cái này vận binh lương đạo bên trong còn có rất nhiều nàng không biết bí mật. Tào Mộc Lan nói, cái này nên là vận binh lương đạo bên trong lớn nhất một gian mật thất. Mất một lúc nước đã tràn đến mắt cá chân, Hứa Thuần Lương lội lấy nước hướng tây bên cạnh đi đến, tại phía tây trên mặt tường có một hàng dài phù điêu, đầu này trường long thân thể cơ hồ chiếm hết cả bột phách tường, bất quá đầu này rồng chỉ có non nửa đầu, có đầu không đuôi, cái đuôi bộ phận không có vào bức tường bên trong, nhìn qua như là từ trong vách tường chui ra ngoài đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, Tào Mạnh Đức năm đó tụ đầu này vận binh lương đạo, nên không là muốn đem binh lính của mình vây chết ở bên trong đi, ta tin tưởng khẳng định có đường ra, ta tại trên vách giếng giống như cũng nhìn thấy long thân phù điêu, bọn chúng hẳn là một cái chỉnh thể. Tào Mộc Lan thật không có chú ý tới, chủ yếu là nàng không thông thủy tính, vừa rồi rơi xuống nước thời điểm chỉ lo dẫy giụa, nào còn có dư quan sát hoàn cảnh chung quanh, từ vừa rồi động tĩnh đến xem cha ta. Nàng vốn định nói phụ thân ta. Nhưng nhớ tới Hạ Hầu Tôn sở tác sở vi, mình há có thể nhận loại này táng tận thiên lương người đương phụ thân,
mà lại Hạ Hầu Tôn cũng chính miệng thừa nhận hắn chỉ là phụ nuôi mình trưởng thành, cùng với nàng cũng không quan hệ máu mủ. Tào Mộc Lan nói, hắn hẳn là từ bên ngoài khởi động Lạc Long Thạch cơ quan, Lạc Long Thạch một khi rơi xuống, liền sẽ vĩnh viễn phong bế bộ phận thông đạo. Lúc trước Quách gia thiết kế Lạc Long Thạch chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu có địch nhân từ ngoại giới đánh vào, có thể phong bế bộ phận thông đạo đem địch nhân vĩnh viễn giam ở trong đó, đi qua chúng ta cũng không biết còn có đường thủy. Hứa Thuần Lương nói, người đã không biết nơi này, chắc hẳn Hạ Hầu Tôn cũng không biết, kia giếng nước năm đó hẳn là cung cấp các tướng sĩ uống, bên này ao nước cùng giếng nước tương thông, người suy nghĩ kỹ một chút, vận binh lương đạo bên trong còn có những địa phương khác có nguồn nước sao? Tào Mộc Lan lắc đầu nói, từ chưa phát hiện qua, liền hắn bình thường sinh hoạt dùng nước đều là từ phía trên dẫn xuống tới. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy cái này vận binh lương đạo bên trong tồn tại một đầu đường bộ một đầu đường thủy, coi như đường bộ bị vây chết, chúng ta đi đường thủy một dạng có thể ra ngoài. Mặt nước vẫn tại tăng lên không ngừng, Tào Mộc Lan có chút bận tâm, nếu như dựa theo trước mắt tốc độ trướng xuống dưới, không bao lâu, căn này mật thất liền sẽ bị dìm ngập. Hứa Thuần Lương nhìn qua viên kia long đầu nói, nước cuối cùng hẳn là sẽ không có qua viên kia long đầu. Tào Mộc Lan nói, dùng hút nước sao? Trong lòng thầm nghĩ, nếu là thủy vị không có qua long đầu, chẳng phải là cả phòng bị nước tràn ngập, bọn hắn không cách nào lấy hơi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thuần Lương nói, khó trách ta cảm giác gian phòng kia cấu tạo có chút kỳ quái, đi qua thủy vị hẳn là liền bao phủ long đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này cùng nước giếng là tương thông, nơi này thủy vị dâng lên, chiếc kia giếng tự nhiên nước vị đồng bộ dâng lên, so sánh nơi này mà nói, trong giếng không gian ngược lại muốn càng lớn. Coi như căn này mật thất bị toàn bộ bao phủ, giếng nước cũng không có khả năng bị không có qua, có đầy đủ không gian có thể cung cấp hai người hô hấp. Hứa Thuần Lương đem ý nghĩ cùng Tào Mộc Lan nói, Tào Mộc Lan kỳ thật cũng nghĩ đến tầng này, lại có Hứa Thuần Lương mang theo nàng từ dưới nước thông đạo về tới trong giếng. Lần này Tào Mộc Lan toàn bộ hành trình ngừng thở, ghé vào Hứa Thuần Lương trên lưng nhập nước sau cũng không có cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại cảm thấy ấm áp an tâm thân cận, nên là giữa hai người đột phá kia lớp bình phong nguyên nhân. Tào Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ mặc dù giữa bọn hắn cũng không tình cảm, mà dù sao có vợ chồng chi thực, về sau mình muốn thế nào đối diện đoạn này quan hệ. Nói đến kỳ quái, hôm qua phát hiện thủ cung xa biến mất thời điểm, nàng đối Hứa Thuần Lương hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh mới có thể nuốt xuống một hơi này, hiện tại hết thảy đều biến thành thật, nàng đối Hứa Thuần Lương lại không có chút nào oán niệm. Hứa Thuần Lương thành công mang theo Tào Mộc Lan trở lại trong giếng cổ, để nàng có thể yên tâm to gan hít thở. Tào Mộc Lan có chút bận tâm Hạ Hầu Tôn vẫn trốn ở phụ cận, cũng không biết giữa hai người vừa rồi phát sinh sự tình đã bị Hạ Hầu Tôn toàn bộ nghe được. Trong giếng thủy vị tăng lên không ngừng, Hứa Thuần Lương cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, thử nghiệm bò lên trên vách giếng, vậy mà không tốn sức chút nào hắn lúc đầu cũng chính là ôm thái độ muốn thử một chút, có thể di động dùng nội tức về sau, cảm giác trong đan điền một cỗ chí thuần thanh lưu sinh sôi không ngừng, loại này chí thuần nội lực trừ phi tu thành tiên thiên cảnh mới có thể đạt tới. Hứa Thuần Lương ý thức được đó cũng không phải tự mình tu luyện nguyên nhân, mà là bởi vì hấp thụ Tào Mộc Lan huyền âm chi khí, chẳng những trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chữa trị kinh mạch của hắn, còn tỉnh lại hắn tiên thiên chi lực, chỉ có huyền âm chi thể mới có thể có công hiệu như vậy. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào Hạ Hầu Tôn hút đi hắn hơn phân nửa nội lực, mặt ngoài nhìn là một chuyện xấu, nhưng chính là bởi vì Hạ Hầu Tôn làm như vậy mới thúc đẩy hắn đột phá, hết thảy có thể nói là trời xui đất khiến, đồng thời lại là vận mệnh của hắn. Tào Mộc Lan nhìn qua Hứa Thuần Lương tựa như thạch sùng bò lên trên vách giếng, vừa là hâm mộ, lại là lo lắng, hâm mộ là Hứa Thuần Lương võ công cao cường như vậy, lo lắng chính là hắn có thể hay không như vậy thoát đi tướng tự mình một người ném ở trong giếng bỏ mặc. Nàng cùng Hứa Thuần Lương chỉ bất quá nhận biết một ngày quang cảnh, hai người trước đây giống như địch không phải bạn, Hứa Thuần Lương rơi vào trước mắt hoàn cảnh suy cho cùng vẫn là bái mình ban tặng, mình huyền âm chi thể đã bị hắn đạt được, ý vị lấy đã mất đi giá trị lợi dụng. Bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ của hắn, Hứa Thuần Lương làm gì vì chính mình phụ trách. Hứa Thuần Lương đã thuận lợi leo lên giếng xuôi theo, nhìn qua còn tại trong giếng hai tay chế trụ vách giếng đau khổ trèo chống Tào Mộc Lan cười nói, ta đi trước. Tào Mộc Lan trong lòng ảm đạm, người này quả nhiên vẫn là muốn bỏ xuống mình, nàng cắn môi một cái, vốn nên mắng hắn vong ân phụ nghĩa, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, gặp lại. Không phải đối Hứa Thuần Lương, mà là đối cái này thế giới. Tào Mộc Lan đáy lòng triệt để đã mất đi sống tiếp dũng khí, nàng từ bỏ, chuẩn bị buông hai tay ra dự định cứ như vậy vĩnh viễn chìm vào đáy nước.
Bên người truyền đến rơi xuống nước thanh âm, lại là Hứa Thuần Lương lại nhảy xuống tới, cười nói chỉ đùa một chút, đừng sợ. Tào Mộc Lan im lặng, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng, mình không nhìn lầm hắn, hắn không sẽ đem mình ném. Hứa Thuần Lương cõng lên Tào Mộc Lan, xuôi theo trơn bóng vách giếng leo lên phía trên, chớ nhìn hắn cõng một người vẫn nhẹ nhàng như thường, leo đến nửa đường, Hứa Thuần Lương nhắc nhở Tào Mộc Lan nhìn phía bên phải, Tào Mộc Lan chăm chú nhìn lại, quả thật bên phải nhìn nghiêng đến một tiết long thân. Hứa Thuần Lương nói, cái này long thân phải cùng sát phách đầu kia trường long cùng làm một thể, người nhìn long thân hướng đi, cuối cùng lại chui vào vách giếng. Tào Mộc Lan nói, ý của ngươi là, còn có địa phương khác có con rồng này thân ảnh. Hứa Thuần Lương nói, ta luôn cảm thấy đầu này trường long hẳn là không đơn thuần là phù điêu đơn giản như vậy, có lẽ ám chỉ đường thủy hướng đi, người suy nghĩ kỹ một chút tại địa phương khác có chưa từng nhìn thấy. Long thân, đuôi rồng, hoặc là long chảo loại hình đồ vật. Tào Mộc Lan cố gắng nghĩ lại, bỗng nhiên nói, ta tại luân hồi trong trận giống như nhìn thấy cùng loại móng vuốt một dạng điêu khắc, đi qua không biết là cái gì. Hứa Thuần Lương kinh hỉ nói, cái này là được rồi, chúng ta dọc theo manh mối này, hẳn là có thể tìm được thông lộ. Đang khi nói chuyện đi vào bị phong cửa sắt, Hứa Thuần Lương điều chỉnh một chút tư thế, một cước tướng cửa sắt đá văng, Tào Mộc Lan huyền âm chi thể đối với hắn rất có ích lợi. Hắn dùng dĩ dương đạo âm phương pháp tướng hóa giải Tào Mộc Lan trải qua mạch đứt từng khúc đan điền bạo liệt nguy hiểm, đồng thời tướng trong cơ thể nàng huyền âm chi khí tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hứa Thuần Lương chẳng những chữa trị nguyên bản kinh mạch bị tổn thương, mà lại thành công tỉnh lại hắn tiên thiên chi lực. Hắn hiện tại nội lực so với bị Hạ Hầu Tôn hút trước khi đi càng thêm thuần khiết càng cường đại hơn. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, coi như hiện tại cùng Hạ Hầu Tôn ngõ hẹp gặp nhau, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Hai người từ đường cũ trở về thông hướng luân hồi trận thông đạo. Tào Mộc Lan đến cửa ra, nhìn đến cửa ra đã bị nham thạch to lớn phong bế, chỉ bằng vào nhân lực là không cách nào tướng khối này cự thạch di động, hướng phía trước đã không đường có thể đi, về sau chỉ có thể lui về luân hồi trận. Hứa Thuần Lương tin tưởng vững chắc vận binh lương đạo người thiết kế sẽ không vô duyên vô cớ điêu một con rồng ở chỗ này, con rồng này khẳng định ám chỉ cái gì, căn cứ trước mắt thấy nên là đường thủy. Đường bộ bị lạc long thạch phong tỏa chỉ có thể tuyển chọn đi đường thủy cửa ra vào đại khái xuất tại đuôi rồng vị trí. Tào Mộc Lan mang theo Hứa Thuần Lương một lần nữa đi vào luân hồi trận, nàng đối tòa này hồng trần luân hồi trận không thể quen thuộc hơn được, hai người tới bố trí đảo hoa sát địa phương. Tào Mộc Lan khóe mắt phụng trộm lườm Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng thầm nghĩ, hôm qua tướng Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương dẫn vào cạm bẫy, bản nghĩ bắt bọn hắn lại nhược điểm, áp chế bọn hắn phục tùng với mình. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Hứa Thuần Lương khắp nơi chiếm hết tiên cơ, cuối cùng ngay cả mình đều bị hắn. Nhớ tới sự tình vừa rồi, Tào Mộc Lan thẹn thùng đầy mặt, Hứa Thuần Lương để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác, nguyên bản nàng liền đã buông xuống đối cừu hận của hắn, kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, càng không hận nổi, ngược lại có chút thích đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói long chảo ở nơi nào? Tào Mộc Lan như ở trong mộng mới tỉnh ừ một tiếng, phân biệt hoàn cảnh chung quanh. Dựa vào ký ức đi vào lúc trước phát hiện long chảo địa phương. Ngồi xổm xuống dùng tay phủi nhẹ đào hoa sát. Một con long chảo quả nhiên xuất hiện trên mặt đất. Tào Mộc Lan nói, lúc trước ta cũng không biết cái này phù điêu là có ý gì. Người nói chuyện ta mới ý thức tới cái này long chảo cùng chúng ta dưới đáy giếng thấy trường long là một thể. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá Tào Mạnh Đức năm đó ở dưới mặt đất đào như thế lớn công sự dùng để tàng binh vận binh, khẳng định phải cân nhắc đến vấn đề nước. Cái này long chảo hẳn là sao chảo, đuôi rồng đoán chừng ngay tại chỗ không xa. Hứa Thuần Lương gõ gõ khắc hữu long chảo gạch, cảm giác bột là trống không, từ biên giới chỗ chụp mở gạch, đã thấy phía dưới xuất hiện một cái thanh đồng long đầu. Tào Mộc Lan nói, đây là cơ quan, vận binh lương đạo bên trong phát hiện qua mấy cái, bình thường tới nói đều là nghịch chuyển 2 tuần có thể khởi động cơ quan. Tào Mộc Lan tướng thanh đồng long đầu vận động 2 tuần, vậy long đầu chậm rãi hàng xuống dưới. Chung quanh oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, lại là bên cạnh bọn họ phiến đá chậm rãi di động ra, lộ ra một cái đen tối động miệng. Hứa Thuần Lương dùng đèn chiếu sáng cửa hang, nhìn thấy có bậc thang một mực hướng phía dưới, hắn đầu tiên hỏi một chút Tào Mộc Lan đối cái này động hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Thuần Lương ở phía trước dẫn đường, để Tào Mộc Lan cùng ở sau lưng mình. Tào Mộc Lan lặng lẽ vén tay áo lên nhìn thoáng qua, trên cánh tay thủ cung sa triệt để vô ảnh vô tung. Lần này chắc chắn sẽ không lại mất mà được lại, mang ý nghĩa nàng cùng đi qua triệt để từ biệt, kể từ hôm nay biến thành một cái nữ nhân chân chính.
Nữ nhân cùng ý tưởng của nam nhân hoàn toàn chính xác không giống, vào tình huống như bây giờ, Hứa Thuần Lương đầu tiên nghĩ là như thế nào chạy thoát. Mà Tào Mộc Lan đầy trong đầu nhưng đều là hai ngày này phát sinh sự tình, những năm này Hạ Hầu Tôn Tướng sinh ý buông tay cho nàng, bí môn việc lớn việc nhỏ trên cơ bản cũng đều là nàng tại xử lý, nàng chưa hề nghĩ tới dựa vào qua nam nhân, nhưng viên này thủ cung xa biến mất về sau, tính cách của nàng phát sinh biến hóa vi diệu, nàng thậm chí lười đi cân nhắc như thế nào trốn sinh sự tình, sinh ra một cái rất kỳ quái ý nghĩ, Hứa Thuần Lương hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Hiện tại là Hứa Thuần Lương khởi tác dụng chủ đạo, nàng chỉ là từ bên cạnh phụ trợ, nàng bỗng nhiên ý thức được mình tại Hứa Thuần Lương trước mặt thế mà bắt đầu lựa chọn yếu thế và thuận theo, cái này tại quá khứ là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đối mình làm sự kiện kia, nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn còn chưa nói tới lẫn nhau hiểu rõ. Tào Mộc Lan gương mặt xinh đẹp phát nhiệt, còn tốt Hứa Thuần Lương quay lưng nàng, không nhìn thấy nàng hiện tại thẹn thùng đầy mặt dáng vẻ. Bậc thang một mực kéo dài đến phía dưới thạch thất, Hứa Thuần Lương nhìn thấy bên trong có hai bộ bạch cốt. Một người nằm trên mặt đất, ngực còn cắm một cây đao, một người khác quỳ ở bên cạnh hai tay ôm mặt khác tên kia người chết. Hứa Thuần Lương liếc mắt liền nhìn ra nằm dưới đất là cái nam nhân, quỳ ở nơi đó ôm hắn là nữ nhân, nam nữ cho dù hóa thành bạch cốt, hài cốt hình dạng cũng không giống nhau. Từ hiện trường tình trạng có thể suy đoán ra nam nhân này hẳn là trước bị thọc một đao, nữ nhân phát hiện về sau mang theo hắn đến nơi này, lại bị nhốt ở, hai người thi thể liền bị lưu tại nơi này. Tào Mộc Lan từ dưới đất nhặt lên một khối sớm phủ bụi đồng hồ bỏ túi, mở ra đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ đã ngừng chuyển động, bất quá đồng hồ bỏ túi bên trong có một tấm hình. Trên tấm ảnh là nhà ba người, phụ mẫu nhan trị cũng rất cao, hai người ôm ấp lấy ở giữa đáng yêu tiểu nữ hài. Tào Mộc Lan một chút liền nhận ra cô bé kia là mình, không cần hỏi, trên tấm ảnh có ngoài hai người là cha mẹ của nàng. Đồng hồ bỏ túi bên trong còn khắc có danh tự, Hạ Hầu Tôn, Tào Tân Trúc, Hạ Hầu Mộc Lan. Hạ Hầu Tôn là phụ thân của nàng, Tào Tân Trúc là nàng mẫu thân, Hạ Hầu Mộc Lan dĩ nhiên chính là chính nàng. Tại nàng vừa hiểu chuyện thời điểm Hạ Hầu Tôn liền nói cho nàng, sở dĩ để nàng họ Tào là vì kỷ niệm khó sinh chết đi mẫu thân, nguyên lai hết thảy đều là hoang ngôn. Trước mắt hai tên người chết mới là cha mẹ của nàng, hiện tại Hạ Hầu Tôn 89 phần 10 liền là giả mạo, quan tại thân thế của mình, liên quan tới mẫu thân hết thảy tất cả đều là cái này hèn hạ vô sỉ lừa đảo bệnh ra hoang ngôn. Nhìn qua phụ mẫu hài cốt, nhìn thấy bọn hắn tử trạng thê thảm như thế, Tào Mộc Lan nước mắt xoát một hạ chảy ra, nàng trong lòng quyết định, từ giờ trở đi, mình liền gọi Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương cũng đại khái đoán cái không sai biệt lắm. Nàng đã thống khổ như vậy mình cũng không cần phải hướng nàng trên vết thương sát muối. Nếu như cái này mới thật sự là Hạ Hầu Tôn, bên ngoài cái kia giả mạo là ai? Hứa Thuần Lương ở thạch thất bên trong tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Hạ Hầu Mộc Lan bỗng nhiên nói, khối này biểu là cha ta, người kia giết bọn hắn. Trong miệng nàng người kia chỉ liền là giả mạo Hạ Hầu Tôn. Hứa Thuần Lương nói, hắn tại sao muốn giết cha mẹ của ngươi? Hạ Hầu Mộc Lan nói, cái này còn phải hỏi, nhất định muốn độc chiếm nơi này bí mật, hắn hại chết phụ thân ta thay vào đó, trở thành bí môn môn chủ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Hạ Hầu Tôn muốn độc chiếm không chỉ là Tào Tháo vận binh lương đạo, khả năng từ khi đó liền phát hiện Tào Mộc Lan thân thể tương đối đặc thù, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng có thể đem nàng bồi dưỡng thành huyền âm chi thể. Đối Hạ Hầu Tôn mà nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, cái nào so ra mà vượt hút vào huyền âm chi khí trọng yếu. Hứa Thuần Lương nói, xem ra cha mẹ của ngươi sớm liền đã phát hiện vận binh lương đạo, bọn hắn khả năng bị Hạ Hầu. Lão già khốn kiếp kia cho vây ở nơi này. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cũng có thể là bọn hắn là vì tránh né truy sát ẩn thân ở chỗ này, bởi vì ta cha ngộ hại, cho nên mẹ ta không muốn sống một mình. Từ nhỏ đến lớn nàng một mực lấy phụ thân đến xưng hô người lão tặc kia, là hắn kiên trì dạng này, hiện tại Hạ Hầu Mộc Lan mới hiểu được hắn làm như thế nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nói, nếu như suy đoán của ngươi chính xác, nơi này liền nên có một đầu thông lộ. Hắn đã đem cái này gian thạch thất tất cả đều lục soát điều tra, cũng không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác, còn có một chỗ không có điều tra đến, đó chính là Hạ Hầu Mộc Lan phụ mẫu di thể phía dưới. Trưng cầu Hạ Hầu Mộc Lan đồng ý về sau, hai người cùng một chỗ tướng hai cỗ hài cốt rời, Hạ Hầu Mộc Lan từ phụ thân cùng lúc rút ra cây đao kia khảm vào xương sườn bên trong. Cho nên nhiều năm như vậy còn dừng lại tại nguyên vị, trên thân đao khắc lấy hai chữ, Tân Vệ. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân gọi Tào Tân Trúc,
cái này tân vệ chẳng lẽ là huynh đệ của nàng? Nên không phải là hung thủ danh tự a? Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan, ngươi nhìn cái này trên đất vết máu. Hạ hầu Mộc Lan thuận hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy trên mặt đất có cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong nhan sắc đỏ thắm, nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra đây là một đám cổ xưa vết máu, lớn chừng bàn tay, không cần hỏi máu này là cha thân. Hứa Thuần Lương nói, có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nghĩ tới một loại gặp nước tức tan yên thạch, bất quá loại này tảng đá hắn chỉ là tại trong điển tịch đọc được qua, chưa hề tại trong hiện thực gặp qua. Hạ hầu Mộc Lan không có cảm thấy không đúng chỗ nào, phụ thân bị thọc chí mạng một đao, khẳng định xảy ra máu, máu chảy trôi trên mặt đất lưu lại ấn ký không thể bình thường hơn được. Hứa Thuần Lương nói, lấy thương thế của hắn không có khả năng chỉ lưu như thế điểm huyết, máu của hắn đến địa phương nào đi. Mà lại tảng đá kia có cái hố nhỏ, giống như bị cái gì làm tan giống như. Hạ hầu Mộc Lan nói, có lẽ kịp thời cầm máu lại hoặc là dọc theo tảng đá khe hở thấm xuống dưới. Đi qua hơn 20 năm, đã rất khó từ hiện trường suy đoán ra lúc ấy là tình huống gì, có lẽ thời gian đã để máu tươi. Hứa Thuần Lương nói, có hay không cảm thấy vết máu này cũng quá chỉnh tề một chút, tảng đá kia có gì đó quái lạ, có thể hay không máu tươi đem tảng đá kia cho hòa tan hết một bộ phận. Hạ hầu Mộc Lan không cảm thấy có gì đó cổ quái, nàng cũng chưa từng nghe nói qua có máu tươi có thể tan chảy tảng đá. Hứa Thuần Lương gõ gõ tảng đá kia, phía dưới nên không phải rỗng ruột, thử nghiệm đập một cái, vô cùng cứng rắn. Hứa Thuần Lương muốn tìm chút nước đi thử một chút, nhưng qua lâu như vậy, hai người bọn họ quần áo trên người trên cơ bản đều hong khô, tùy thân cũng không mang nước, Hứa Thuần Lương để Hạ hầu Mộc Lan xoay người sang chỗ khác. Hạ hầu Mộc Lan không biết hắn muốn làm cái gì. Dựa theo hắn quay người mặt hướng vách tường, lại nghe được sau lưng truyền đến ảo ảo tiếng nước, nghe được thanh âm này nàng lập tức minh bạch Hứa Thuần Lương đang làm gì. Người này da mặt cũng đặc biệt dày đi, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, liền né tránh cũng không biết sao. Bất quá nghĩ lại, Hứa Thuần Lương không phải để nàng xoay người. Hứa Thuần Lương cũng không phải đùa ác, chủ yếu là muốn nhìn một chút tảng đá kia đến tột cùng có gì đó cổ quái, đi tiểu xuống dưới tảng đá kia vậy mà tan chảy. Quả nhiên là yên thạch không thể nghi ngờ. Trong viên đá bao vây lấy một cái thanh đồng long đầu, cái này cũng phù hợp yên thạch đặc tính, yên thạch cũng không phải là thiên nhiên sở sinh, mà là căn cứ phối phương làm thành, chế tác được về sau trong vòng nửa canh giờ mềm mại như bùn, có thể làm thành bất luận cái gì hình dạng, ngưng kết sau cứng rắn như sắt đá, nhưng là gặp nước tức tan. Uy, ngươi nhìn. Hạ hầu Mộc Lan lắc đầu, ta không nhìn. Trong lòng tự nhủ có cái gì tốt nhìn, cũng không phải chưa thấy qua. Hứa Thuần Lương nói, long đầu. Hạ hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ ngươi thật là biết hướng trên mặt mình thiếp vàng, chưa thấy qua long đầu trưởng thành ngươi như thế. Hứa Thuần Lương nói, thanh đồng, cùng phía ngoài đồng dạng. Hạ hầu Mộc Lan lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã nhấc lên quần, vừa rồi khối kia nhiễm vết máu tảng đá bây giờ đã bị tan hơn phân nửa, một cái thanh đồng long đầu từ đó lộ ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi xem một chút có thể hay không vận động. Hạ hầu Mộc Lan trừng mắt liếc hắn một cái, mình vừa rồi mặc dù không thấy, nhưng là đừng cho là mình không biết hắn dùng phương pháp gì tan rơi tảng đá, để cho ta đi sờ thứ này, ta không sợ bẩn a. Kỳ thật nàng cũng không phải là không chịu, chỉ là có chút ngượng nghịu mặt mũi. Hứa Thuần Lương nói, nghịch kim đồng hồ vẫn là thuận kim đồng hồ, ta sợ nắm giữ không tốt tiêu chuẩn, vạn nhất cho vạn hỏng liền phiền toái, đến lúc nào rồi, ngươi còn chê ta bẩn. Vừa rồi tại sao không nói? Hạ hầu Mộc Lan đỏ mặt đạp hắn một cước, cút sang một bên. Nàng minh bạch bây giờ không phải là so đo những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, nếu như vừa rồi Hứa Thuần Lương không có đạt tới lý tưởng hiệu quả, nói không chừng mình còn phải hỗ trợ, duỗi tay nắm lấy thanh đồng long đầu nghịch chuyển hai tuần, chỉ nghe được phía đông tường bích phát ra hoạt động thanh âm, cả bột tường hướng một bên di động, lộ ra một cái cửa hang. Hạ hầu Mộc Lan dùng ánh đèn chiếu sáng kia cửa hang. Kinh hỉ nói, nơi này là binh giới kho chúng ta có thể rời đi. Nàng lập tức lại nghĩ tới binh giới kho khoảng cách lão tặc bế quan chỗ tu luyện không xa, động tĩnh của nơi này nên sẽ không bị hắn cảm thấy đi. Hạ hầu Mộc Lan đi qua đã từng tới binh giới kho vô số lần, nhưng là từ không nghĩ tới cách nhau một bức tường địa phương chính là phụ mẫu Mai Cốt Chi Địa, trước mắt chuyện quan trọng nhất là rời đi trước vận binh lương đạo. Hạ hầu Mộc Lan dẫn Hứa Thuần Lương rời đi binh giới kho, tại trong địa đạo ghé qua. Rất mau tới đến khẩn cấp thông đạo bên cạnh, rời đi vận binh lương đạo tổng cộng có hai cái đường tắt, một là bách thảo lâu bên trong thang máy, còn có một cái chính là khẩn cấp dùng thông đạo, cái thông đạo này cần leo đi lên.
mở ra khẩn cấp thông đạo cửa ngầm, còn không có tiến vào, liền nghe đến một tiếng cười quái dị vang lên. Mộc Lan à Mộc Lan, nghĩ không ra ngươi còn có thể trốn tới. Giả mạo Hạ Hầu Tôn Uyển như quỷ mị ra bây giờ cách bọn hắn không đến 10 mét địa phương. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng cảm giác nặng nề, vốn định lặng lẽ thoát đi nơi đây, nghĩ không ra vẫn là kinh động đến lão tặc. Hứa Thuần Lương đưa nàng ngăn ở phía sau, trầm giọng nói, ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lão tặc trong lòng lại đố kỵ vừa hận, đều nói nữ sinh hướng ngoại, ta hôm nay xem như thấy được, các ngươi đều đi không được, ta đáp ứng các ngươi, giết các ngươi về sau đem các ngươi chôn cùng một chỗ. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Tào Tân Vệ. Lão tặc sửng sốt một chút, ngươi, ngươi là làm thế nào biết? Hạ Hầu Mộc Lan nâng tay lên bên trong cái kia thanh đao đạo, cây đao này ngươi hẳn là nhận biết ha. Tào Tân Vệ lúc này thì lực đã khôi phục 7-8 phần, nhìn thấy cây đao kia lập tức minh bạch, hắn cười ha ha nói, xem ra ngươi tìm được ngươi phụ thân thi cốt. Hạ Hầu Mộc Lan lúc này đã hoàn toàn xác định Tào Tân Vệ giết cha mẹ của nàng, trong lồng ngực hiện lên huyết hải thâm cừu, Tào Tặc, còn cha mẹ ta mệnh đến. Nàng cầm đao chuẩn bị phóng tới tiến đến, Hứa Thuần Lương đưa tay đưa nàng cản ở, nói khẽ, Mộc Lan, ngươi vừa mới mất đi huyền âm chi thể, cần phải thật tốt điều dưỡng, lão già này giao cho ta giải quyết. Lời này nhưng thật ra là nói cho Tào Tân Vệ nghe, Hứa Thuần Lương chính là muốn kích thích Tào Tân Vệ phẫn nộ. Tào Tân Vệ vừa rồi tại miệng giếng liền nghe đến hai người củi khô lửa bốc động tính, biết Hạ Hầu Mộc Lan đã bị Hứa Thuần Lương cầm xuống, hiện tại Hứa Thuần Lương câu nói này tương đương công khai tuyên bố, Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể bị hắn phá. Hoặc có lẽ bây giờ còn kịp, thừa dịp Hứa Thuần Lương không có tướng Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mình lại đem huyền âm chi khí từ trong cơ thể hắn hút tới. Tào Tân Vệ hét lớn một tiếng, Hứa Thuần Lương, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Hứa Thuần Lương bị hắn câu nói này làm cho tức cười, lão tặc, nghe ta một lời khuyên, ngươi tự sát đi, tránh khỏi tự rước lấy nhục. Tào Tân Vệ nói, tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng, coi như ngươi đoạt đi nàng huyền âm chi thân cũng không hề có tác dụng, nàng là ta vất vả luyện chế lô đỉnh, cách làm của ngươi chỉ là trâu ăn mẫu đơn heo ủi cải trắng thôi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, châu ăn mẫu đơn cũng được, heo ủi cải trắng cũng được, nhưng hiện thực là nàng đã thành nữ nhân của ta, lão già, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tào Tân Vệ lửa giận đã đạt tới cường thịnh, thiên trì huyệt lại cảm thấy đau như bị kim châm đau nhức, hai tay vừa đi vừa về vung vẩy, như là khoanh tròn. Hứa Thuần Lương trêu chọc nói, giả thần giả quỷ, ngoài miệng nói đến mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là không dám chút nào chủ quan. Tay trái hướng về sau nhẹ nhàng lắc lắc ra hiệu Hạ Hầu Mộc Lan tránh ra. Hạ Hầu Mộc Lan cực hận cái này sát hại cha mẹ mình lại lừa gạt nàng nhiều năm tặc tử, rút lui một bước nâng tay lên bên trong cây đao kia, đột nhiên hướng Tào Tân Vệ mặt vọt tới. Hạ Hầu Mộc Lan tại phi đao bên trên khổ tu nhiều năm, tạo nghệ rất sâu, đoạn đao rời tay bay ra, tựa như chớp giật, mang theo lấy phá không tiếng rít thẳng đến Tào Tân Vệ mi tâm. Tào Tân Vệ không có làm ra cái gì né tránh động tác. Đoạn đao bắn tới hắn trên trán một tấc địa phương bị ngăn trở, như là chạm đến ẩn hình bình chướng. Tào Tân Vệ trợn mắt tròn xoe, chỉ là hạt gạo, dám tỏa hào quang. Tiếng như xé vải, bén nhọn chói tai, Hạ Hầu Mộc Lan màng nhĩ bị chấn động đến ông ông tác hưởng, khí huyết sôi trào, kia thanh đoạn đao thế đi đã nghỉ, trong hư không bởi vì trọng lực rơi trên mặt đất. Trong phòng không khí phảng phất đều bị hắn rút hút tới, nguyên bản không có một cơn gió trong không gian vậy mà phát lên hô hô phong thanh. Hứa Thuần Lương thầm than Tào Tân Vệ đây là dùng tự thân cương khí hình thành luồng khí xoáy, lão già này không biết tai họa nhiều ít nhân phương mới tu thành cảnh giới như thế, chỉ tiếc nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Tào Tân Vệ nội lực chi hùng đục hẳn là đương thời thứ nhất, nhưng là hắn tai họa ngầm lớn nhất cũng là như thế, nội lực của hắn cũng không phải là thông qua tự thân tu luyện đoạt được, mà là thông qua giết hại người khác, hấp thụ hắn người nội lực đạt được. Hấp thụ nội lực càng nhiều, nội lực càng là hùng hậu, phản công càng mạnh mẽ. Đi qua Tào Tân Vệ đều là dùng tự thân nội lực cưỡng ép khắc chế những này dị chủng chân khí, cho nên hắn chưa già đã yếu, nhìn qua như là già 70-80 tuổi, kỳ thực hắn chỉ có 50 ra mặt. Muốn giải trừ tai họa ngầm căn bản biện pháp chính là đạt được huyền âm chi khí, cho nên Tào Tân Vệ mới tốn hao hơn 20 năm thời gian đến dưỡng dục phun trồng Hạ Hầu Mộc Lan, nếu không dựa vào tính nết của hắn sớm đã đem nàng này giết chết. Hứa Thuần Lương phải tay run một cái, ba đạo hàn quang thẳng đến Tào Tân Vệ vọt tới. Một lấy đan điền, hai lấy thiên trung, ba bắn ấn đường.
Kim châm cứu tuy nhỏ nhưng là tại Hứa Thuần Lương bắn ra dưới, bắn đi ra tốc độ muốn vượt qua Hạ Hầu Mộc Lan phi đao. Tào Tân Vệ hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, thân trên quần áo vì chân khí phá, vỡ tan thành trăm ngàn phiến, hắn khuôn mặt mặc dù già nua, thân thể lại tráng kiện như thanh niên, bắp thịt cuồn cuộn, làn da chặt chẽ, Hứa Thuần Lương bắn ra ba chi kim châm cứu toàn bộ bị hắn cách trở tại bên ngoài thân cương khí bên ngoài. Tào Tân Vệ từng bước một hướng Hứa Thuần Lương tới gần, Hứa Thuần Lương bảo vệ Hạ Hầu Mộc Lan không ngừng lùi lại. Tào Tân Vệ cười gằn nói, tiểu tử, coi như ngươi dùng độc châm phong bế ta thiên chỉ huyệt lại có thể thế nào, ta phong rơi thủ quyết âm tâm bao kinh chính là. Hắn lúc nói chuyện, ngực trái thiên chỉ huyệt chỗ hàn mang lấp lóe, cây kia bị hắn lầm hút độc châm vậy mà lại bị hắn chậm rãi bước ra. Hứa Thuần Lương khen, thật cường hoành nội lực, ta nhìn chỉ riêng nội lực mà nói ngươi hẳn là được cho đương thời thứ nhất đi. Tào Tân Vệ có chút ít cười đắc ý nói, sợ hãi. Còn không thúc thủ chịu trói. Hứa Thuần Lương không có chút nào khẩn trương, vẫn hời hợt nói, không biết ngươi có hay không mở qua xe. Tào Tân Vệ không biết hắn làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này, Hạ Hầu Mộc Lan coi là Hứa Thuần Lương là đang trì hoãn thời gian, lúc này nàng cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, ngay tại đưa nàng hướng về phía trước kéo đi, Hạ Hầu Mộc Lan đã thối lui đến vách tường biên giới. Lưng tựa vách tường vẫn cảm giác có một đôi tay vô hình đưa nàng dùng sức hướng về phía trước dẫn dắt, còn tốt tiền phương của nàng có Hứa Thuần Lương ngăn cản. Nàng đều còn như vậy, trực tiếp đối diện Tào Tân Vệ Hứa Thuần Lương áp lực chẳng phải là lớn hơn. Hứa Thuần Lương lại nói, chỉ cần ngươi mở qua xe liền nên trải qua xăm lốp bị đâm tình trạng, xăm lốp bên trong đâm một viên cái đinh, nếu như lập tức lấy ra, xăm lốp chẳng mấy chốc sẽ nhẫn nhịn, tạm thời tướng cái đinh lưu ở bên trong, nhục chí ngược lại không có nhanh như vậy. Người bây giờ chính là cái kia xăm lốp. Tào Tân Vệ trong lòng cảm giác nặng nề, Hứa Thuần Lương cũng không phải là nói chuyện giật gân, bất quá coi như bị hắn nói chúng, mình xử lý hai người bọn họ căn bản không hao phí quá nhiều thời gian, cười gằn nói, chịu chết đi. Tay phải hướng dưới mặt đất lăng không vỗ, rơi trên mặt đất đoạn đao bắn lên, bằng tốc độ kinh người bắn về phía mật thất trần nhà, trải qua trần nhà sau khi đụng lại nghiêng đi bắn ra, thẳng hướng mục tiêu Hạ Hầu Mộc Lan. Tại Tào Tân Vệ trong mắt Hạ Hầu Mộc Lan đã mất đi huyền âm chi thể, cũng sẽ không có bất kỳ giá trị, bắn giết Hạ Hầu Mộc Lan, chẳng những có thể giải mối hận trong lòng, còn có thể đưa đến dương đông kích tây hiệu quả. Hứa Thuần Lương nếu là không để ý Hạ Hầu Mộc Lan, như vậy Hạ Hầu Mộc Lan hẳn phải chết không nghi ngờ, Hứa Thuần Lương nếu là vì nàng ngăn cản một đao kia, như vậy Tào Tân Vệ liền có thời cơ lợi dụng. Hứa Thuần Lương tại Tào Tân Vệ phát động thế công trước đó liền đã thấy rõ hắn mục đích. Hạ Hầu Mộc Lan nghe được bên tai truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, hướng ta nhào tới. Đạt được Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi khí về sau, Hứa Thuần Lương thành công khởi động tiên thiên chi lực, nguyên bản bởi vì nội lực bị hao tổn mà bị phong ấn năng lực cũng bởi vậy thu được giải phong, truyền âm nhập mật chính là một cái trong số đó. Bởi vì phi đao là bắn ra, Hạ Hầu Mộc Lan khởi động kỳ thật tại phi đao bắn ngược trước đó. Tào Tân Vệ kế hoạch chu đáo chặt chẽ ý đồ âm hiểm, nhưng hắn không để ý đến một điểm. Hạ Hầu Mộc Lan là có thể di động, Hạ Hầu Mộc Lan hướng về phía trước nhào về phía Hứa Thuần Lương thời điểm, liền đã chú định phi đao bỏ lỡ mục tiêu. Hứa Thuần Lương ngay đầu tiên khởi động, một chưởng bổ về phía Tào Tân Vệ. Đoàn đao xả kích tại Hạ Hầu Mộc Lan vừa rồi đứng thẳng địa phương, trùng điệp đụng vào trên mặt đá, bắn ra đếm chút lửa. Tào Tân Vệ nhìn thấy bỏ lỡ mục tiêu, trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, lại nhìn thấy Hứa Thuần Lương chủ động hướng mình phát động công kích, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Hắn chờ chính là cái này cơ hội. Đồng dạng một trưởng hướng Hứa Thuần Lương nghênh đón. Tào Tân Vệ tự cao nội lực hùng hậu, Hứa Thuần Lương mặc dù nội lực rất mạnh, nhưng là bị hắn hút cái 7-8 phần, cho dù có Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi khí làm bổ sung, nhưng huyền âm chi khí cũng không có nghĩa là nội lực, mà lại đối với mình hữu dụng đối những người khác cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên Tào Tân Vệ mới có thể dùng châu ăn mẫu đơn để hình dung. Hai người bàn tay va chạm, như là nam châm va nhau. Lập tức một mực hút lấy nhau, Hứa Thuần Lương lại giơ lên tay trái, Tào Tân Vệ cũng tướng tay trái của hắn nắm chặt. Tào Tân Vệ không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy, trong lòng một trận cuồng hỉ, nội lực tại thể nội hình thành một cái vòng xoáy này đưa tới cường đại hấp lực, tướng Hứa Thuần Lương nội lực từ huyệt lao cung hút vào hắn huyệt lao cung. Tào Tân Vệ trong lòng âm thầm đắc ý, người Hứa Thuần Lương chỉ biết là tướng cái đinh từ trong bánh xe rút ra nhục trí càng nhanh, lại không biết. Nếu như ta tại lốp xe xì hơi đồng thời không ngừng bổ sung khí thể, liền có thể duy trì nguyên trạng nói lý, rõ ràng bị ta hút đi đại bộ phận nội lực, lần này còn như vậy không thận trọng,
lại dám cùng ta lấy trưởng lực tương bính, có chết hay không ngươi? Hứa Thuần Lương bày biện ra hoảng sợ không hiểu biểu lộ, Tào Tân Vệ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, bây giờ mới biết sợ hãi, quá muộn, hắn tăng nhanh thể nội nội tức vận chuyển, tăng tốc hút vào Hứa Thuần Lương còn lại nội lực. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy Hứa Thuần Lương gặp nạn, từ dưới đất nhặt lên vừa mới bắn về phía nàng kia thanh đoản đao, quấn hướng Tào Tân Vệ hậu tâm, nàng hiện tại đối Tào Tân Vệ chỉ có cửu hận lại không cái gì thân tình. Bên tai truyền đến Hứa Thuần Lương ngăn lại nàng thanh âm, không muốn. Hạ Hầu Mộc Lan chỉ coi Hứa Thuần Lương lo lắng an toàn của nàng, loại thời điểm này tại sao có thể để Hứa Thuần Lương một mình phấn chiến đâu. Vung đao chiếu vào Tào Tân Vệ hậu tâm hung hăng cắm xuống dưới, lúc trước hắn dùng cây đao này giết chết cha thân, hiện tại đến phiên mình báo thù. Đoạn đao mặc dù bị long đong 20 năm y nguyên sắc bén, Hạ Hầu Mộc Lan một đao kia dùng hết toàn lực, nhưng mũi đao đâm vào Tào Tân Vệ trên lưng lại như là đâm trúng nham thạch, Hạ Hầu Mộc Lan một kích chưa thể có hiệu quả. Giơ lên thân đao chuẩn bị lại đến một đao, nhưng đoạn đao lại bị hút tại Tào Tân Vệ trên lưng. Hạ Hầu Mộc Lan muốn đem đoạn đao bỏ đi, tay của nàng lại bị một cỗ mạnh mẽ hấp lực dính chặt tại trên chuôi đao. Tào Tân Vệ hiện tại liền như là một khối to lớn nam châm, phàm là tiếp xúc đến thân thể của hắn đều sẽ bị hắn hấp thụ ở. Tào Tân Vệ hiện tại mừng rỡ nhiều một tầng, Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể bị phá, nhưng là trừ hắn ra. Trên đời này hẳn là không người nào biết huyền âm chi khí như thế nào lợi dụng, hôm nay muốn đem Hứa Thuần Lương cướp đi huyền âm chi khí, cùng Hạ Hầu Mộc Lan thể nội còn lại một chút lưu lại tất cả đều một mạch hút tới. Bất quá hắn rất nhanh liền cảm nhận được thất vọng, Hạ Hầu Mộc Lan thể nội đâu còn có chút huyền âm chi khí tồn tại, hai người này quả nhiên đã làm cầu thả sự tình, Hứa Thuần Lương người này quả thực là phung phí của trời. Hạ Hầu Mộc Lan căn bản không biết nàng huyền âm chi thể gì nó chân quý. Vậy mà như thế tùy tiện tiện nghi Hứa Thuần Lương, mặc dù Hạ Hầu Mộc Lan còn có chút nàng thông qua tu luyện được tới nội lực, Tào Tân Vệ căn bản nhìn không lên, nội lực phản chấn, Tào Mộc Lan ngay tại hướng về sau rút đao, đến từ Tào Tân Vệ cường đại lực hấp dẫn đột nhiên biến mất, Tào Mộc Lan bị lội lại một chút, đồng thời một cỗ đến từ Tào Tân Vệ lực phản chấn dọc theo thân đao truyền đến trên người nàng. Hạ Hầu Mộc Lan như là bị một con vô hình nắm đấm đánh trúng ngực, đằng vân giá vụ hướng về sau bay ngược mà đi. Đụng ở trên vách tường mới đình chỉ, đâm đến Hạ Hầu Mộc Lan quanh thân hài cốt kịch liệt đau nhức, ngã trên đất, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, cái này ngày kế mất máu thật sự là không ít. Tào Tân Vệ xác định Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể đã không còn tồn tại, đối nàng cũng không còn ôm có bất kỳ hy vọng, bắt đầu hết sức chăm chú đối phó Hứa Thuần Lương. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương sợ hãi biểu lộ, Tào Tân Vệ trong lòng dâng lên một trận khuây khỏa, hiện tại biết sợ hãi, quá muộn. Hứa Thuần Lương nội lực gia tốc chảy vào trong cơ thể của hắn, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, hút đi Hứa Thuần Lương nội lực, lại đoạt lại vốn nên thuộc về hắn huyền âm chi khí, như vậy hắn tướng thần công đại thành, rốt cuộc không cần thụ đến dị chủng chân khí bối rối, Tào Tân Vệ càng nghĩ càng là vui vẻ. Hứa Thuần Lương lại đột nhiên nở nụ cười. Tào Tân Vệ trong lòng tự nhủ ngươi sắp chết đến nơi thế mà còn cười được. Hứa Thuần Lương ngữ khí tràn ngập diễu diễu nói, có hay không cảm thấy hết thảy tiến hành đến quá thuận lợi rồi. Tào Tân Vệ sửng sốt một chút, hắn trời sinh tính đa nghi, Hứa Thuần Lương kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy lần này thật sự là quá thuận lợi, mà lại Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi tựa hồ không làm ra ra dáng phản kháng, không nên a, chẳng lẽ hắn một lòng muốn chết. Hứa Thuần Lương hỏi, nhưng từng từ trong cơ thể ta hút đi một tơ một hào huyền âm chi khí. Tào Tân Vệ càng phát ra khốn hoặc, đúng a. Mình cũng hút cả buổi, nhưng là không có từ Hứa Thuần Lương nơi này hút đến bất kỳ huyền âm chi khí, cái này không đúng, rõ ràng nội lực của hắn bị mình hút tới, bên trên lần đại khái hút 2/3, lần này cũng có 1/3, không sai biệt lắm tướng Hứa Thuần Lương cho hút khô a. Hứa Thuần Lương nói, có hay không nghĩ tới, ngươi hút đi, chính là ta muốn cho ngươi hút đi. Tào Tân Vệ lúc này đã đem Hứa Thuần Lương trùng sinh lấy tới tu luyện nội lực hút sạch sẽ. Trước đây Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi khí đã dẫn động Hứa Thuần Lương tiên thiên chi lực, nếu như tướng Hứa Thuần Lương kinh mạch ví von là đường sông, đi qua đường sông bên trong tồn tại nội lực là hắn hậu thiên vất vả tu luyện đoạt được, mặc dù nội lực được không dễ, nhưng là khi tiến vào tiên thiên cảnh quá trình bên trong, những này hậu thiên chi lực lại trở thành trở ngại, cùng vất vả cải biến hậu thiên chi lực tính chất. Còn không bằng phá rồi lại lập. Tào Tân Vệ tướng Hứa Thuần Lương hậu thiên tu luyện nội lực tất cả đều hút đi. Giống như là tướng đường sông dọn dẹp một lần, trên thực tế trợ giúp Hứa Thuần Lương hoàn thành dịch cân tẩy tủy. Kỳ thật coi như truyền thống trên ý nghĩa dịch cân tẩy tủy cũng không đạt được loại này phá rồi lại lập hiệu quả,
Tào Tân Vệ hút đi Hứa Thuần Lương hậu thiên chi lực, Hứa Thuần Lương thức tỉnh tiên thiên chi lực liên tục không ngừng bổ sung không hư kinh mạch, đây là một lần triệt để thay đổi, cái này là đúng nghĩa tái tạo tiên thiên. Tào Tân Vệ từ Hứa Thuần Lương nơi đó không cảm giác được huyền âm chi khí đúng là bình thường, bởi vì Hứa Thuần Lương đã đem Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi khí triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tào Tân Vệ nghĩ lại, vô luận người này có kế hoạch gì, ta mới mặc kệ, vô luận trong cơ thể ngươi có hay không huyền âm chi khí, ta hôm nay đưa ngươi hút sạch sẽ, ngươi nói lời nói này chẳng qua là nghĩ nhiễu loạn ta tâm thần thôi. Dựa theo hắn tính ra, Hứa Thuần Lương nội lực còn thừa không nhiều, con muốn hút khô Hứa Thuần Lương nội lực, người này liền lại không cái gì giá trị. Hôm nay hắn nhất định phải tướng tiểu tử này chém thành muôn mảnh phương tiết mối hận trong lòng, lão tử muốn đem ngươi hủy đi Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể công cụ cắt bỏ. Tào Tân Vệ nội tức điên cuồng lưu chuyển, rộng mở huyệt lao cung điên cuồng hút vào Hứa Thuần Lương còn thừa không nhiều nội lực. Đột nhiên hắn cảm giác có chút dị dạng, một cỗ thanh lương nội tức chảy vào thân thể của hắn, Tào Tân Vệ trong lòng cuồng hỉ, huyền âm chi khí. Chẳng lẽ đây chính là huyền âm chi khí, nhưng hắn còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ, cực khổ cung huyệt liền như là khép kín, rốt cuộc hút không vào được bất kỳ nội lực. Tào Tân Vệ kinh ngạc nhìn xem Hứa Thuần Lương, không đúng. Nếu như Hứa Thuần Lương nội lực bị hắn hút xong, hẳn là mềm liệt như bùn, sắc mặt khô héo, thân sắc uể oải, hấp hối, nhưng người này thế nào thấy thần thái dịch dịch, mặt mày tỏa sáng, cảm giác so vừa rồi còn muốn tinh thần. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng tách ra hai tay, cười tủm tỉm nói, ngươi môn công phu này hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá đáng tiếc ngươi quá tham lam. Tào Tân Vệ này kinh không thể coi thường, trong cơ thể mình nội tức vẫn tại điên cuồng vận chuyển, hấp lực chính là mạnh nhất thời điểm. Hắn làm sao thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lúc này kia cỗ thanh lương nội tức đã tiến vào hắn đan điền. Hứa Thuần Lương nói, ngươi loại công phu này hẳn là nguồn gốc từ tại Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp, nhưng ngươi có biết hay không công phu lợi hại như vậy vì sao đến cuối cùng không có người lại tiếp tục tu luyện. Bởi vì loại công phu này mặc dù nhưng lấy trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên nội lực, nhưng là cần cả đời đến khắc chế hút vào dị chủng chân khí, tuyệt đại đa số người tu luyện lấy tẩu hỏa nhập ma mà kết thúc. Cho nên mới có người suy nghĩ ra huyền âm chi thể hóa giải chi pháp. Tào Tân Vệ Mộc Lập Nguyên Địa, người này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao lại hiểu rõ như thế rõ ràng mình thôn tính đại pháp? Hứa Thuần Lương nói, huyền âm chi thể chân chính tác dụng là dẫn động tiên thiên chi lực, lấy tự thân tiên thiên chi lực đến khắc chế thể nội ngoại lai hậu thiên chi lực. Tào Tân Vệ lúc này cảm giác vùng đan điền một mảnh thanh lương, cỗ này thanh lương là hút vào Hứa Thuần Lương nội tức bố trí. Mà cái này cảm giác mát rượi rất sắp biến thành một loại trống rỗng cảm giác, chân khí trong cơ thể nhao nhao hướng trống rỗng chỗ tụ lại. Hứa Thuần Lương không tiếp tục phản ứng hắn, đi hướng Hạ Hầu Mộc Lan. Tào Tân Vệ nhìn thấy người này không nhìn mình, tiến lên muốn ngăn cản. Hứa Thuần Lương giơ tay cho hắn một cái bạt tai, Hứa Thuần Lương xuất thủ cũng không nhanh, lực lượng cũng không lớn, Tào Tân Vệ cho là mình hoàn toàn có thể tránh. Nhưng hắn chuẩn bị né tránh thời điểm lại cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, cái này ba trưởng rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt của hắn. Tào Tân Vệ một gương mặt mo đỏ bừng lên, ngươi. Sĩ khả sát bất khả nhục, Hứa Thuần Lương vậy mà dùng thô bạo như vậy hành vi vũ nhục mình, càng làm cho hắn buồn bực là, đơn giản như vậy một bàn tay hắn thế mà không có có thể né tránh. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta đã sớm khuyên qua ngươi, không muốn tự rước lấy nhục nhã, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tào Tân Vệ nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này ngay cả nói chuyện cũng khí tức không khoái. Hứa Thuần Lương nói, quên nói cho ngươi, nếu như có thể dẫn động tự thân tiên thiên chi lực, hoàn toàn chính xác có khắc chế ngoại lai hậu thiên chi lực khả năng, nhưng là nếu như ngươi lầm hút người khác tiên thiên chi lực, như vậy tất cả dị chủng chân khí đều sẽ hướng cỗ này tiên thiên chi lực tụ lại, có biết hay không sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Tào Tân Vệ nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn đối với cái này thật đúng là không rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ngươi không đại thông minh dáng vẻ khẳng định là sẽ không hiểu, vẫn là cho ngươi lấy một thí dụ đi, tướng một cục xương móng ném tới đàn chó hoang bên trong sẽ như thế nào? Thịt xương ném tới đàn chó hoang bên trong, đám kia chó hoang khẳng định sẽ ùa lên, bọn chúng sẽ tranh nhau chen lấn đem thịt xương nuốt đến trong bụng, vì đạt tới cái này một mục đích, bọn chúng lẫn nhau ở giữa sẽ tương hỗ tàn sát máu liều. Tào Tân Vệ nghĩ đến cảnh tượng như vậy không rét mà run, khó trách hắn đã không cách nào tự nhiên khu động chân khí, khó trách vừa mới Hứa Thuần Lương đánh hắn cái tát hắn đều không thể né tránh, là bởi vì chính mình thể nội có một cây thịt xương đầu, cái này tiên thiên chi lực không thể nghi ngờ đến từ Hứa Thuần Lương.
người này tuổi còn trẻ làm sao có thể bước vào tiên thiên cảnh giới? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tào Tân Vệ thử nghiệm vận chuyển nội lực, trong đan điền đau nhức như dao cắt, thể nội dị chủng chân khí lẫn nhau dây dưa va chạm, Tào Tân Vệ che bụng dưới, mồ hôi lạnh trên trán rỉ rào mà rơi. Hứa Thuần Lương dùng mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập hắn giả nua hai gò má nói, tránh ra chút. Tào Tân Vệ đã bỏ đi phản kích, trơ mắt nhìn xem Hứa Thuần Lương đi bên tường đỡ dậy Hạ Hầu Mộc Lan. Hạ Hầu Mộc Lan lau đi khóe môi vết máu, từ dưới đất nhặt lên đoản đao, từng bước một đi hướng Tào Tân Vệ. Hứa Thuần Lương lại bắt lấy cổ tay của nàng, nói khẽ, ngươi bây giờ giết hắn, tương đương với giúp hắn giải thoát. Tào Tân Vệ bởi vì đau đớn gương mặt đã vặn vẹo, hắn kêu rên nói, giết ta, ta giết ngươi phụ mẫu, ta giả mạo phụ thân của ngươi chiếm đoạt bì môn, ngươi vì sao không giết ta? Hứa Thuần Lương ngăn cản Hạ Hầu Mộc Lan chính tay đâm Tào Tân Vệ, không chỉ là hiện tại giết hắn tương đương giúp hắn giải thoát, cũng bởi vì Tào Tân Vệ dù sao tướng Hạ Hầu Mộc Lan nuôi dưỡng lớn lên, như nói không có một chút xíu tình cảm cũng không có khả năng, Hạ Hầu Mộc Lan nếu là giết hắn, về sau khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám ảnh, có lẽ bóng ma này cả đời không cách nào tiêu trừ. Tào Tân Vệ giãy giụa lấy hướng Hạ Hầu Mộc Lan đánh tới, bị Hứa Thuần Lương một cước đạp ngã trên mặt đất. Tào Tân Vệ chỉ có một thân nội lực, bây giờ lại liền từ dưới đất bò dậy lực lượng cũng không có. Hạ Hầu Mộc Lan lúc đầu muốn tự tay giết hắn, nhưng nhìn đến Tào Tân Vệ bây giờ thảm trạng, cũng cảm thấy giết hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tào Tân Vệ thể nội dị chủng chân khí bắt đầu điên cuồng chém giết, Hứa Thuần Lương thừa cơ đưa vào một chút tiên thiên chi lực trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tào Tân Vệ không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương đánh so sánh cực kỳ chuẩn xác, hắn đã lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Tào Tân Vệ thất khiếu chảy máu, hình dung kinh khủng. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ cũng cảm thấy có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói, không bằng cho hắn một thống khoái. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta cũng không muốn gánh vác một cái tội phạm giết người tội danh. Tào Tân Vệ trên mặt đất lăn lộn giãy giụa, kêu rên nói, Hứa Thuần Lương, ngươi sẽ có báo ứng. Hứa Thuần Lương nói, sắp chết đến nơi thế mà còn dám nguyền rủa ta, không bằng dạng này. Ngươi nói cho ta ngươi tu luyện tà môn công phu là từ đâu có được, nếu như ngươi thái độ thành khẩn ta có lẽ sẽ cho ngươi một thống khoái. Tào Tân Vệ từ dưới đất bò dậy, một đầu hướng Hứa Thuần Lương đánh tới, Hứa Thuần Lương lấy linh xà bát bộ tránh đi, Tào Tân Vệ căn bản ngăn không được bước chân, một đầu đâm vào trên vách đá, đâm đến đầu rơi máu chảy, càng là thảm không nhẫn thấy, hắn ôm đầu hét lớn, tử kỳ của các ngươi đến, tử kỳ của các ngươi đến. Hắn sẽ không bỏ qua các ngươi, hắn sẽ không. Tào Tân Vệ khí tức càng ngày càng yếu, rất nhanh liền đã mất đi âm thanh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hứa Thuần Lương tại thân thể của hắn đá lên một cước, Tào Tân Vệ đã không có phản ứng, kiểm tra một chút thân thể của hắn, mạch đập hô hấp đều đã biến mất, lại là thể nội dị chủng chân khí tương xung tướng giết, đan điền bạo liệt kinh mạch tắc đoạn mà chết. Hứa Thuần Lương lo lắng hắn sẽ là giả chết, lại dùng nội lực làm vỡ nát trái tim của hắn cùng đại não, cam đoan người này không còn có cơ hội sống lại. Đương nhiên đây hết thảy làm được phi thường ẩn nấp. 1. Hạ Hầu Mộc Lan một mực đem Tào Tân Vệ xem như cha ruột, nghĩ không ra hắn nhưng thật ra là sát hại mình song thân cửu nhân, mặc dù đại thù đến báo, nhưng trong lòng không có chút nào an ủi, ngược lại cảm thấy khó nói lên lời ai tổn thương. Hứa Thuần Lương nói, thật sự là kỳ quái, hắn là như thế nào giả mạo phụ thân của ngươi giấu giếm được người chung quanh. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng. Hai người tới Tào Tân Vệ những năm này bế quan tu luyện mật thất, căn này mật thất coi như Hạ Hầu Mộc Lan cũng là lần đầu tiên tới, bên trong có một cái sắt lá tủ, Hứa Thuần Lương dùng tảng đá nện mở khóa cửa, mở ra ngăn tủ, từ bên trong tìm tới một bản, Ngàn Cơ Biến, Hứa Thuần Lương lật xem một lượt, đây là một bản liên quan tới dịch dung thuật cổ tịch, có thể thông qua nội lực cải biến bộ mặt hình dáng, rất đến có thể đối hình thể làm ra trình độ nhất định cải biến. Tào Tân Vệ nên là thông qua cải biến bộ mặt bắp thịt đường cong đến mô phỏng Hạ Hầu Tôn bề ngoài, trong ngăn tủ cũng không có cái khác bí tịch, bất quá bình bình lọ lọ dược vật không ít. Hứa Thuần Lương nhớ tới hắn cùng Hoa Trục Nguyệt thời gian ước định, nếu như trong vòng 6 tiếng hắn còn không có liên hệ Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt liền sẽ tập hợp nhân mã đến đây muốn người, bây giờ cách bọn hắn thời gian ước định còn thừa lại 10 phút đồng hồ. 27. Hạ Hầu Mộc Lan cũng không muốn việc này làm lớn chuyện, mang theo Hứa Thuần Lương từ đường hầm khẩn cấp bò lên, Hứa Thuần Lương đi theo phía sau của nàng, mặc dù tia sáng ảm đạm, Hạ Hầu Mộc Lan một cặp chân dài vẫn được không lóa mắt, không nghĩ tới nàng có thể đem áo của mình xuyên ra như thế phong vận. Hạ Hầu Mộc Lan rõ ràng phát giác được người này nóng rực ánh mắt,
nhưng leo đến nửa đường muốn theo hắn trao đổi tư thế đã rất không có khả năng. Đường hầm khẩn cấp một phía khác cửa ra vào tại Hạ Hầu Mộc Lan nhà để xe, trong nhà để xe của nàng ngừng lại ba chiếc nàng bình thường sử dụng xe, một cỗ Panamera, một cỗ Land Cruiser, thế mà còn có một cỗ kiểu mới Lý Nghĩ One 3. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại, nói cho nàng đàm đến phi thường thuận lợi, Hạ Hầu Tôn không phải lưu hắn ăn cơm, cho nên còn phải chờ một lát mới có thể trở về đi. Liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười, muốn ăn Hạ Hầu Tôn bữa cơm này chỉ sợ muốn đuổi tới Diêm Vương nơi đó. Hứa Thuần Lương gọi điện thoại thời điểm, Hạ Hầu Mộc Lan tiến vào một cỗ Lý Tưởng trong xe điện, ở bên trong đổi quần áo, còn tốt bình thường vận động quần áo thả ở bên trong. Hạ Hầu Mộc Lan thay xong quần áo đẩy cửa xe ra, nhìn thấy Hứa Thuần Lương vẫn ở trần hoàn toàn, đôi mắt đẹp tại trên lồng ngực của hắn liếc một cái, không khỏi có chút mặt đỏ tim run, người này dáng người thực là không tồi. Thể lực càng là kinh người, nàng tướng Hứa Thuần Lương còn có chút ẩm ướt áo ném cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, khoan hãy nói ngươi mặc bộ quần áo này rất đẹp. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi là khen người hay là khen quần áo? Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên là khen người ngươi không mặc càng đẹp mắt. Hạ Hầu Mộc Lan đỏ mặt đến bên tai, mắng ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Kỳ thật nàng căn bản chưa nghĩ ra muốn làm sao tìm hắn tính sổ sách. Đã bị người này cho quấy hồ đồ rồi, chỉ sợ bọn họ ở giữa đời này chú định đều là một bút sổ sách lung tung. Hứa Thuần Lương nói, đừng quay đầu tính a, ta chiếc xe kia là nhà nước, các ngươi cho ta đổi thành đồng nát sắt vụn, đơn vị bên kia ta bàn giao thế nào. Hạ Hầu Mộc Lan sảng khoái nói, ngươi chọn một chiếc, ta bồi thường cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, xe là nhà nước, một mã thì một mã, ngươi coi như bồi ta một cỗ Bentley ta cũng không có cách nào giao nộp. Chuyện này đến đi theo quy trình. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ người này chiếm tiện nghi khoe mẽ, xe cho người báo phế bỏ ngươi tìm ta phải bồi thường, ngươi vừa mới đối với ta hung ác như thế, ta huyền âm chi thân đều bị ngươi hỏng, tìm ngươi bắt đền sao? Nghĩ thì nghĩ, lời có thể nói không ra miệng. Vậy liền báo bảo hiểm, đi chính quy chương trình, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm nay, trong lòng có chút lo lắng, Tào Tân Vệ giả mạo phụ thân nhiều năm, coi như hắn bế quan cũng gần 5 năm. Hiện ở gia tộc sinh ý đều là tự mình làm chủ, bì môn cũng chỉ có đại sự mới có thể hướng hắn thỉnh giáo. Trên thực tế Tào Tân Vệ người này đối tiền tài cùng quyền lực cũng không nóng lòng, tuyệt đại đa số tinh lực đều trút xuống về mặt tu luyện. Cho nên Tào Tân Vệ coi như vĩnh viễn biến mất cũng sẽ không khiến cho lòng nghi ngờ, về phần Nghiêm Hồng cùng Hồng Tụ hai người này chẳng qua là tiểu nhân vật, càng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, hiện tại chính thức biết nội tình chỉ có Hứa Thuần Lương một cái. Hạ Hầu Mộc Lan ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương từ nàng dần dần thanh tỉnh ánh mắt lĩnh ngộ được cái gì, ngươi sẽ không phải nghĩ giết người diệt khẩu a? Hạ Hầu Mộc Lan trừng mắt liếc hắn một cái lời nói thật thực nói ra, ta hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, nhưng ta lại làm không xong ngươi. Đều nói chán ghét một người lại làm không xong hắn là nhất chuyện buồn bực, nhưng Hạ Hầu Mộc Lan úc buồn bực nguyên nhân là hiện tại mình cũng không ghét hắn. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hạ Hầu Mộc Lan u nhiên thở dài nói, coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương trong vòng một ngày đã là lần thứ hai nghe nữ nhân tự nhủ câu nói này, cái trước là Hoa Trục Nguyệt, bất quá hắn cùng Hoa Trục Nguyệt chỉ là vừa mới nhập hí, còn chưa đi thẳng vào vấn đề, cùng Hạ Hầu Mộc Lan thì không cùng, hai người làm việc đều viết xong. Người ta nữ hài tử đều như thế rộng rãi, mình có cái gì tốt xoắn suýt, Hứa Thuần Lương gật đầu nói, được. Ta cam đoan sẽ không nhắc lên chuyện này, về sau coi như hai ta chưa từng gặp mặt. Hạ Hầu Mộc Lan nghe hắn đáp ứng sảng khoái như vậy ngược lại có chút khó chịu, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, người đây có phải hay không là nhắc lên quần không nhận người rồi. Người vừa rồi giày vò ta thời điểm nhưng mà cái gì thủ đoạn đều dùng tới, làm đến người ta một trái tim bất ổn, hiện tại thế mà muốn trở mặt không quen biết. Nhưng nghĩ lại, là mình nói ra trước, Hứa Thuần Lương thuận lời nói của mình cũng không có tâm bệnh. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cũng không trở thành giả dạng làm người xa lạ, ý của ta là ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, ta có lẽ cũng có thể cho ngươi có chút hồi báo. Hứa Thuần Lương một mặt cười xấu xa nói, cái gì hồi báo? Hạ Hầu Mộc Lan cho là hắn khẳng định nghĩ sai, nàng hiện tại có chút không cách nào nhìn thẳng Hứa Thuần Lương thiếu dung, vừa nhìn thấy người này cười xấu xa liền nhớ lại trước đây ý loạn tình mê chàng cảnh, không thể không thừa nhận, nàng đối Hứa Thuần Lương cảm nhận thay đổi. Nàng không có chút nào hận Hứa Thuần Lương, không phải là không muốn hận, mà là không hận nổi, vô luận nàng thừa nhận hay không, quan hệ giữa bọn họ đã phi thường xâm nhập.
ta tướng Vũ Viên Nghĩa trục xuất Bì Môn bỏ qua một bên quan hệ với hắn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, một lời đã định, hắn hướng Hạ Hầu Mộc Lan vươn tay ra, Hạ Hầu Mộc Lan do dự một chút, đưa tay đưa cho hắn, hai người nắm tay. Hạ Hầu Mộc Lan mím môi, bối rối ở trong lòng vấn đề vẫn là không có hỏi ra, Hứa Thuần Lương để lại cho nàng không ít thứ, vạn nhất nàng nếu là mang bầu làm sao bây giờ. Được rồi, vẫn là đừng hỏi nữa, nhìn người này cười đùa tí từng bộ dáng là không thể nào đối với mình chịu trách nhiệm, vẫn là tranh thủ thời gian mua dục đình bổ túc một chút. Hứa Thuần Lương cầm Hạ Hầu Mộc Lan tay không có lập tức buông ra, Hạ Hầu Mộc Lan cũng không có nóng lòng đưa tay rút về đi. Hứa Thuần Lương nói, còn có một việc muốn nhờ ngươi, có thể hay không giúp ta tra ra Vũ Viên Nghĩa hiện tại chỗ ẩn thân. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu nói, coi như đem hắn trục xuất Bì Môn, ta cũng sẽ không xảy ra bán hắn, ta có thể làm giới hạn tại đây. Hứa Thuần Lương cũng không có miễn cưỡng nàng, Hạ Hầu Mộc Lan có thể làm như vậy đã cấp ra đầy đủ nhượng bộ. Kỳ thật Vũ Viên Nghĩa mất đi Bì Môn ủng hộ, hắn tài lộ cơ bản bị chặt đứt, thế giới này không có tiền nửa bước khó đi, Vũ Viên Nghĩa mất đi Bì Môn ủng hộ sau lại muốn báo thù Hoa Trục Nguyệt đã là khó càng thêm khó. Hứa Thuần Lương cũng không có cùng Hạ Hầu Mộc Lan khách khí, lái đi một cỗ Land Cruiser, về Đông Châu còn có hơn 200 cây số, hắn cũng không muốn ngồi xe trở về. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy người này cũng không quay đầu lại rời đi, khó nén trong lòng thất lạc, đi không có mấy bước. Cảm giác trên đùi có chút dị thường, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, người này đến tột cùng cho mình lưu lại nhiều ít hạt giống. Hoa Trục Nguyệt rõ ràng cảm giác được Hứa Thuần Lương biến hóa trên người, nhìn thấy hắn ra chiếc xe kia có chút hiếu kỳ nói, chiếc xe này ở đâu ra? Hứa Thuần Lương nói cho nàng Hạ Hầu Mộc Lan đem hắn xe Audi đụng, trước mắt báo bảo hiểm, lâm thời cho hắn mượn chiếc xe này sử dụng, lại đem Hạ Hầu Tôn đồng ý tướng Vũ Viên Nghĩa trục xuất Bì Môn sự tình nói. Hoa Trục Nguyệt thật là có chút hiếu kỳ Hứa Thuần Lương đến tột cùng là làm sao thuyết phục Hạ Hầu Tôn cha con, chẳng lẽ chỉ bằng viên kia thủ cung xa. Nàng cười nói, Hạ Hầu Mộc Lan coi là thật cho rằng ngươi đem nàng cho cái kia rồi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, lại nữ nhân thông minh đối với chuyện như thế này cũng dễ dàng phạm hồ đồ. Hoa Trục Nguyệt chỉ vào trên cổ hắn ô mai ấn mới nói không chừng có người làm giả hóa thật. Hứa Thuần Lương đối kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, sơ sót. Hạ Hầu Mộc Lan vừa rồi biểu hiện được có chút điên cuồng, thế mà lưu lại cho mình ký hiệu, Hứa Thuần Lương nói cái này tựa như là ngươi lưu lại cho ta a. Hoa Trục Nguyệt nói, hồ thuyết, ta căn bản là không có hôn qua ngươi nơi này. Hứa Thuần Lương nói, lúc ấy ngươi trúng đảo hoa sát, ý loạn tình mê, ôm ta một trận loạn gặm, chính ngươi đều không nhớ rõ. Hoa Trục Nguyệt một thanh nhéo lỗ tai của hắn, tốt ngươi cái Hứa Thuần Lương, dám đem Tào Mộc Lan chướng tính tại trên đầu ta. Hứa Thuần Lương nói, tạo oan uổng, tạo oan uổng, nếu không ngươi thử một chút, ngươi thử một chút. Đừng cắn, ngươi đừng cắn a. Trở lại Đông Châu, Hứa Thuần Lương sắp mở xe buýt ra ngoài phát sinh va chạm sự cố sự tình hướng đơn vị làm báo cáo, hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo là Phan Tuấn Phong. Phan Tuấn Phong nghe nói đối phương đã nhận toàn trách, trước mắt tại đi giữ tươi chương trình, để Hứa Thuần Lương đánh cái văn bản báo cáo, bất quá Hứa Thuần Lương tiến về Thiếu Thành sự tình cũng không trước đó báo cáo chuẩn bị. Mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm, Phan Tuấn Phong đối với chuyện này biểu hiện ra đối Hứa Thuần Lương vô điều kiện ủng hộ, hắn chủ động cùng Hứa Thuần Lương thống nhất đường kính, tướng Hứa Thuần Lương tiến về Thiếu Thành định nghĩa là gia công sai, là mình an bài Hứa Thuần Lương tiến về nơi đó khảo sát dược liệu thị trường, dù sao Thiếu Thành dược liệu bán buôn thị trường tại cả nước cũng là số 1 số 2, bọn hắn bản thân lại là bệnh truyền nhiễm viện, lý do này cực kỳ đầy đủ. Hứa Thuần Lương sớm liền phát hiện Phan Tuấn Phong người này có đảm đương, mà lại có can đảm, trên một điểm này hắn so Nghiêm Hồi Ý mạnh hơn, đây cũng là Hứa Thuần Lương không có trước tiên báo cáo Nghiêm Hồi Ý nguyên nhân, mặc dù Nghiêm Hồi Ý khẳng định cũng sẽ hỗ trợ, nhưng là Nghiêm Hồi Ý tâm lý tố chất không đủ quá cứng, tại loại đại sự này bên trên chưa hẳn có thể làm được Phan Tuấn Phong quả quyết. Phan Tuấn Phong sở dĩ nguyện ý là Hứa Thuần Lương hỗ trợ, không chỉ bởi vì hắn thưởng thức Hứa Thuần Lương năng lực, cũng không phải là bởi vì Hứa Thuần Lương là bệnh viện lập xuống đại công, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Hứa Thuần Lương cũng không có để bệnh viện được chịu tổn thất, Mộc Lan thuốc đông y chồng căn cứ nguyện ý bồi thường bởi vì trận này tai nạn xe cộ mà sinh ra tổn thất. Đã bệnh viện không có tổn thất cũng không cần phải đem sự tình khuếch đại, cho người hữu tâm lợi dụng chuyện này công kích Hứa Thuần Lương cơ hội. Phan Tuấn Phong rõ ràng hơn coi như mình không giúp đỡ, chỉ bằng lấy Hứa Thuần Lương năng lực cũng giống vậy có thể giải quyết chuyện này. Đã như vậy, mình gì không làm cái thuận nước song thuyền. Mặc dù Phan Tuấn Phong giữ gìn Hứa Thuần Lương,
nhưng là Hứa Thuần Lương đi công tác trong lúc đó tướng đơn vị kia chiếc Audi A6 tổn hại sự tình vẫn là không lấn át được, chỉ có thể là cho lần này sự cố tìm một cái đường hoàng lý do. Có giải thích hợp lý, viện trưởng Nghiêm Hồi Ý đương nhiên vui với chuyện lớn hóa nhỏ, hắn cho rằng chỉ cần không có tạo thành nhân viên thương vong liền tốt, cỗ xe sự cố ai cũng tránh không được. Hắn vẫn cho rằng cái này chiếc Audi A6 bất cát lợi, lần này nghe nói trực tiếp bị một cỗ toa xe cho làm báo hỏng, Nghiêm Hồi Ý phản lại cảm thấy có chút may mắn, báo hỏng tốt nhất, tránh khỏi cả ngày nhìn xem nháo tâm. Nghiêm Hồi Ý vốn cho rằng có người sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, bệnh truyền nhiễm viện toàn thể ban lãnh đạo không có người châm đối với chuyện này đưa ra kháng nghị, thậm chí liền bí thư Tôn Vi Dân đều không có làm ra cái gì tỏ thái độ.